cao. Còn em Hoài với Như thì đang thấy là ánh sáng như này rất là vừa mắt này. Các chị mình cho Hoài xin một ít feedback nha. Dạ ok chị Đầu Biết ơi, thấy hơi xanh và Hoài đang nhà em đang mới tắt cái đèn xanh đấy rồi các chị hình này. Nhanh tay comment chị em Hoài đó là săn quà siêu xịn tắt ba người bạn xem livestream nha. Và mình đang xem livestream mình cảm thấy ánh sáng hay như nào. Ví dụ âm thanh có ok không thì mình nhớ feedback lại cho nhà mát để nhà em có thể là hoàn thiện hơn để các chị mình xem livestream một cách dễ chịu, một cách vui vẻ nhất nha. Dạ đúng rồi, bây giờ em thấy là các chị đã vào rồi nè. Bây giờ là ok rồi, đẹp đó em. Ok chị Thùy Dương Lam, cảm ơn chị rất là nhiều nè. Đó, bây giờ em thấy là hiển thị lên là người chia sẻ rồi nè. Em thấy chị Trần Nga đã chia sẻ, chị Yêu Mai Thi của nhà em cũng chia sẻ rồi, chị Anh Phương cũng đã chia sẻ nè. Rồi mọi người ơi, nhanh tay giúp em để em xem bây giờ là bao nhiêu phút rồi. Đã 8 phút rồi các chị ơi. Tại vì là em định là chơi game 10 phút thôi. Bây giờ là 8 phút rồi, chỉ còn 2 phút nữa thôi mà lượt chia sẻ thì nó cũng chưa có nhiều, với lại cái tương tác của mình nó cũng chưa có cao á. Thì em mong là bây giờ mọi người có thương em Như không? Lúc nào cũng nói thương mà là phải nói là hành động nha các chị ơi, mình phải hành động để em biết là em mọi người thương em nha, mọi người thương mát nha. Rồi tranh thủ lên các chị yêu nhà mình ơi, mã gì đây cứ lên cho em là xăng sale siêu xịn nha. Xăng gì? Xăng sale siêu xịn đúng không? Đúng rồi, kèm quà siêu xịn. Xin quà xăng quà siêu xịn kèm cho em tan thêm ba người bạn vào. Các chị như thế này nè, ví dụ mình tan thêm bạn bè của mình vào, mình lỡ mình không trúng, mình thích cái mẫu đó mình không trúng, bạn mình trúng mà bạn mình không thích, nói bạn ơi nhường lại cho mình đúng không nè. Cho nên là mình phải tan bạn bè vào, với lại khi mà các chị mua sản phẩm với nhau á, các chị mua càng nhiều thì cái giá giảm của em tặng được cái voucher giá nó càng cao. Trời, cái này là nói thật. Hoài cảm ơn chị Uyên Thi này, ngày nào không gặp Hoài và Như là nhớ. Trời ơi, đợt này là gặp Hoài và Như hơi dài các chị mình. Đúng ơi. Rồi. Nhưng mà trong cái tuần lễ này là tuần lễ livestream của nhà em nên là sẽ có những cái mức giá ưu đãi rất là kiểu như là nhiều luôn, nên là các chị mình nhớ là theo dõi livestream của nhà em vào từ thứ hai đến thứ tư nha. Tại vì là chủ nhật thứ hai, thứ ba, thứ tư nhà em đều ra live vào khung giờ đó là 19:30 đấy ạ. Là mình nhớ là đón chờ livestream của nhà em mỗi ngày nha. Rồi hai mẫu hôm nay makeup xinh này, cảm ơn chị Mai Thi rất nhiều. Chỗ hôm nay sau các chị tên Thi đều nói chuyện rất là dễ thương nha. Đúng rồi mọi người ơi, tay Thi đó. Ở đây chị Huỳnh Phương Di đã kêu này, chào Hoài với Như lại là chị đây. Đây là một cái fan rất là cứng của nhà mát nha. Ngày đúng nào cũng comment rất là nhiệt tình. Các chị nhà mình có muốn là nhận được cái những món quà mà ví dụ như là ngẫu nhiên không ạ? Thì mình cứ là fan cứng của nhà mát đi. Hoài với Như thì dễ lắm các chị ơi, chỉ có chị nào ví dụ như ngày nào cũng tương tác hoặc là comment một cái gì đó rất là dễ thương thì Hoài với Như có thể có quyền được tặng quà. Tại vì sếp kêu là chị nào dễ thương à, các em cứ tặng. Đấy nếu các chị mình nhắc nên là mình tương tác thật nhiều cùng nhà em. Và bây giờ Hoài sẽ kiểm tra lại lượt chia sẻ một lần nha. Tại vì hiện tại là mình đang có là rất là nhiều chị đang xem nhưng Hoài chưa biết là lượt chia sẻ mình bao nhiêu. Sao mà lượt chia sẻ mới có 5-6 lượt chia sẻ ta? Mọi người ơi, mọi người có muốn em tặng quà không? Tại vì á, phải đủ lượt chia sẻ thì em với là chị Hoài mới tặng được á mọi người. Cho nên là em mong là mọi người ơi, hiện tại là hơn 100 lượt chị đang xem á, thì mỗi chị chỉ cần nhích cho em một cái thôi. Đó, nhích nhẹ cho em thêm một lượt chia sẻ là đã đủ rồi mọi người ơi. Chỉ cần đủ 200 lượt chia sẻ thôi là em sẽ tặng luôn cái phần quà này. Tại vì bây giờ chắc là khoảng tầm 5 phút nữa thôi mà không đủ lượt chia sẻ thì em luôn. Đúng rồi, em bán sản phẩm luôn nha. Em để cái phần quà này khi nào đủ cái lượt chia sẻ thì em tặng nha cả nhà nha. Chứ không thể nào mà kéo dài cái chương trình chơi game nó lâu quá, mất thời gian. Tại vì có nhiều chị là muốn mua hàng liền, muốn săn liền. Tại vì cái chị là nhìn vào là thích là nhích liền, không cần phải chờ đợi lâu ha. Đúng rồi, tại vì là lượt chia sẻ mình đang khá là thấp và Hoài và Như đang cần 200 lượt chia sẻ thôi. Nhưng mà lượt chia sẻ các chị mới được có 60-80 lượt chia sẻ thì đang rất là thấp và Hoài và Như chưa có thể tặng quà được. Nhưng mà bây giờ Hoài và Như sẽ để 5 phút nữa nha. 5 phút cuối cùng, hiện tại là Hoài sẽ canh thời gian này. Mình đang ở phút thứ 39 thì phút thứ 44 nhá. Thì nếu như mà lượt chia sẻ mình không đủ thì chắc là Hoài và Như sẽ bán sản phẩm luôn. Cái món quà này rất là giá trị các chị ơi, 255.000, dễ thương lắm. Ở ngoài sờ và rất là đã nhỉ. Cái em áo dây này hôm nay Hoài tặng cho các chị mình. Bình thường nhà mát vẫn bán giá gốc đấy ạ. Hôm nay Hoài sẽ tặng các chị mình luôn nên là mình nhớ ở trong livestream thì mình chia sẻ thật nhiều. Và comment đúng cho Hoài cú pháp đó là săn quà siêu xịn tag ba người bạn vào xem livestream và chia sẻ cho em ít nhất mỗi chị 3 lần nhá. Dạ đúng rồi các chị ơi, mình tranh thủ mình vào like giúp em với. Fan cuồng của má hả mùi đó, các chị vào các chị xem like là mọi người thấy là fan cuồng luôn rồi. Em thấy mọi người nha, lên đồ chưa chị? Chưa, tình yêu tiên tôi. Hiện tại là mình vẫn đang chơi game khoảng tầm là 3-4 phút nữa là mình sẽ bắt đầu lên chương trình, gọi là lên quần áo luôn cho mình á. Thì nếu mà mình muốn chơi game thì mình cũng hãy tham gia cùng với mọi người cho nó vui nha mọi người nha. Chia sẻ like, tan bạn bè hoặc là các chị có thể vào đây hỏi han gì tụi em cũng được nha mọi người nha, cho nó vui nè. Nhiều khi á em ở đây em với chị Hồi á có hai người à, mà các chị rất là đông, em không thể nào
mà hỏi từng chị được thì mọi người thông cảm. Nhưng mà các chị có thể hỏi em thấy cái comment của mọi người là em trả lời ngay nha các chị yêu nhà mình nha. Trời ơi, các chị mình nhanh tay comment cho em Hoài đi ạ. Đó là nay đồ đẹp quá ta, trời ơi, đồ hôm nay xịn sò là của chị mình ơi. Và nhưng mà đặc biệt là mức giá rất là mềm nha. Đồ vừa đẹp mà mức giá vừa mềm. Hôm nay Hoài bật mí các chị mình là sẽ có set bộ rất là nhiều này. Ví dụ set quần tây và áo sơ mi, set quần tây kiểu như là với áo kiểu này hoặc là chân váy với áo kiểu như Hoài đang mặc. Đặc biệt là sẽ có blazer ở trong cái livestream ngày hôm nay nha. Có thêm đầm nữa. Nói chung là tổng hợp đồ công sở và đồ đi chơi các chị nhà mình, tổng hợp hết trong live ngày hôm nay. Với mức giá Hoài đang thấy là chỉ có những cái sản phẩm là có mức giá cho em từ 89k thôi. Là mình cố gắng là mình ở trong livestream để săn sale. Tại vì cái livestream này Hoài chỉ chốt ở trong live thôi nha. Sau live Hoài không chốt ạ. Dạ đúng rồi các chị ơi, nhanh tay chốt đi mà em nha. Các chị một lát nữa khi mà em lên đồ là em mong là mọi người phải đăng ký là mua liền. Tại vì giống như là hôm bữa mọi người em với chị Hoài live rồi gọi là live gần 2 tiếng hơn đúng không? Đến lúc mà cuối chương trình live là bắt đầu mọi người mới vào đặt hàng. Đó, thì em mong là khi mà em nói lên là mọi người phải đặt liền tại vì số lượng nó rất là ít. Cái hàng của em khi mà lên live của nhà mát là hàng sale, gọi là lẻ size lẻ số nó không có còn nhiều thì em mong là mọi người phải đặt liền để mình được cái giá ưu đãi thứ hai là nó còn hàng nha. Chứ nhiều khi mình đặt sau ở trên live thì em vẫn chốt đó. Ở trên live thì ok em vẫn chốt nhưng mà khi mà các bạn gọi điện á, nhiều khi á là cái số lượng nó không còn thì các bạn báo hết thì mất công là mọi người buồn. Cho nên là em mong là khi các chị thích là các chị nhích liền giùm em. Cái số là gọi là hôm nay cái giá hôm ngày hôm nay rất là hợp lý luôn mọi người. 89 này rồi là một ít ít nha. Một ít ít 119 luôn em nói luôn á mọi người. Cái giá rẻ quá mà. Rồi là hai ít ít nè. Đó mọi người ơi, rẻ kinh khủng khiếp luôn. Chưa bao giờ thấy nhà mát có giá này luôn chị Hoài ha. Đúng rồi, và mình nhớ là săn sale của em Hoài từ cuối tại vì có những sản phẩm chắc chắn là sau live mình sẽ không chốt được đâu ạ. Hiện tại là Hoài chỉ còn cho mình đó là 2 phút nhưng mà lượt chia sẻ mình đang thiếu tầm là 70 lượt chia sẻ thì cũng không có thiếu quá nhiều đâu các chị ơi. Nhanh tay chia sẻ giúp Hoài đi ạ. 70 lượt chia sẻ cuối cùng này. Hoài nghĩ là mỗi chị chung tay cho em một lượt chia sẻ nữa là đủ mà các chị mình ha. Sau đó biết đâu là hôm nay mình lại may mắn nhận được quà. Và điều đặc biệt nữa là nhà mắc tặng quà thì không tốn phí ship nha. Có nghĩa là khi mà Hoài tặng các chị mình mẫu áo dây này, các chị không cần thanh toán gì hết, không đồng cho Hoài luôn. Những shop khác có thể là sẽ kiểu như là sẽ tính phí ship cho mình, có nghĩa là sẽ tặng quà nhưng mà tốn phí ship cho mình tầm 20-30 ngàn cũng không tới đâu hết. Nhưng mà nhà mắc là không có thu phí ship luôn nha. Có nghĩa là mình tặng quà đúng là không đồng luôn đấy ạ. Thì biết đâu may mắn này lại thuộc về mình và nhà em cũng không bắt mình phải mua sản phẩm kèm nữa. Có nghĩa là cứ nhận quà là nhận thôi các chị mình ha. Cái chính sách tặng quà của nhà em rất là ok luôn. Nên là các chị mình cố gắng là chia sẻ thật nhiều giúp em Hoài nha. Dạ rồi các chị ơi, nhanh tay liền giùm em nha. Mọi người chỉ còn 2 phút nữa thôi. Em muốn tặng quà với mọi người nha mọi người ơi. Muốn tặng quà thì mọi người phải tương tác với em nè, phải chia sẻ giúp em nè, phải comment, phải tag bạn bè vào nè. Nó rất là dễ luôn á các chị. Chỉ có là mọi người muốn chơi game hay không thôi. Còn bây giờ nè, mình nhanh tay giúp em nha. Rồi hiện tại là khả năng là cái lượt chia sẻ của mình nó không có đủ được các chị. Hoài thấy các chị mình đang xem livestream rất là nhiều mà nhưng mà lượt chia sẻ của mình đang rất là thấp nên các chị mình chờ em một xíu nha. Em sẽ kiểm tra thêm một lần nữa và sau đó mình sẽ bắt đầu là nếu như mà chơi game được thì mình sẽ chơi, còn không nữa thì mình sẽ bán sản phẩm nha. Rồi các chị yêu ơi, khoảng tầm là một phút nữa thôi nhé. Em như kiểm tra lượt chia sẻ nha mọi người. Tại vì bữa giờ là em mong là cái like nào cũng phải là vui nè, cũng mọi người phải vào thật là nhiều thì em mới lên nhiều đồ đẹp với lại cái giá ưu đãi được. Chứ mà mọi người mà vào ít hay là mọi người không có tương tác là em như buồn á mọi người. Ở đây là đồ để treo sẵn rồi, chỉ có mọi người là mọi người tương tác như em thế nào thôi thì em mới lên được cái đồ đẹp như thế nào cho mọi người và giá cực kỳ đẹp luôn nha. Chứ mà mọi người hờ hững với em quá là em cũng sẽ hơi hợp đó. Rồi bây giờ nhờ Như kiểm tra lại một lần này. Nếu như lượt chia sẻ mình chưa ok thì khi nào lượt chia sẻ ok Hoài với Như tặng quà sau cũng được. Tại vì là bây giờ đã mất 15 phút rồi. Hoài nghĩ là 15 phút chơi game thì khá là lâu và nhiều chị cũng đang hỏng mua sản phẩm. Là Hoài sẽ xem thử xem nếu như mà mình tặng quà được thì mình tặng luôn nha. Tại vì là bắt buộc là Hoài đưa ra target. Tại vì Hoài thì không có 200 là Hoài đã bớt đi cái target của nhà em rồi đấy ạ. Nên là bắt buộc là mình phải được 200 nhá. Rồi Như kiểm tra giúp chị này. Hiện tại là chỉ có 131 lượt chia sẻ thôi. Thì em nghĩ là chắc là bây giờ là mình sẽ bán sản phẩm luôn nha mọi người. Khi nào mà em kiểm tra lại lượt chia sẻ đủ 200 lượt thì em sẽ tặng luôn chiếc áo này. Bây giờ thì chắc là để chị Hoài lái trước đi ha. Rồi, ok. Hoặc là xíu nữa Hoài sẽ có cái chương trình các chị mình có muốn chơi cái kiểu mà đoán giá. Có nghĩa là đoán giá giảm của sản phẩm ấy. Hãy chọn nha. Đúng rồi, như thế có vẻ là các chị mình sẽ thích chơi hơn tại vì chị nào đoán trúng thì sẽ nhận quà. Nên là nếu như các chị nhà mình đầu like mình có chia sẻ cho Hoài đi, còn cái chương trình đoán giá thì xíu nữa giữ like Hoài sẽ chơi sau nha. Và đang nghĩ là cái chương trình đó các chị mình chắc là sẽ hào hứng hơn là comment là kiểu như hên xui. Có này là mình cái sự tính toán của mình hoặc là cái độ đoán trúng của mình sẽ là ok hơn. Bây giờ thì Hoài sẽ bắt đầu bán sản phẩm nha. Rồi bây giờ là để chị Hoài like trước và em Như xin đáng là ở ngoài nha mọi người nha. Rồi ok. Tại vì là cái set của Hoài đang mặc á thì Hoài thấy rất là nhiều chị hỏi rồi nhưng mà thật sự nha,
Hoài mặc ở ngoài Hoài rất là ưng cái set này luôn các chị. Bây giờ trước khi báo giá Hoài sẽ đi gần các chị xem này. Đây sẽ bao gồm một chiếc áo sơ mi lụa cách điệu chị em Hoài. Áo này chỉ có một màu duy nhất chị em Hoài là tông màu đỏ rượu thôi. Đẹp đúng các chị ở mình ha. Nhìn thôi là form rất xuất sắc rồi. Và Hoài sẽ còn cho các chị ở mình đó là một chiếc chân váy phối rất là sang. Tôi Hoài sẽ báo giá trước cho chị mình mã áo nha. Mã áo sản phẩm của Hoài đang mặc này. Mẫu áo này Hoài đang lên mã cho các chị ở mình đó là SM1 các chị mình nhá. SM1 Hoài lên mức giá từ 495.000. Hôm nay giảm trực tiếp chỉ còn 199.000 áo Hoài đang mặc thôi. Có 3 size đầy đủ luôn các chị ơi. Áo này thì là sẽ kết hợp cho mình hai vạt tà phía trước và mình sẽ tự động cho em Hoài đó là thắt eo nha. Các thắt nơ chị em nha. Các chị mình sẽ thắt nơ cho em Hoài rất là sang luôn đấy ạ. Mẫu này 199.000. Chân váy của Hoài đang mặc mình đang có hai màu nha. Chân váy của Hoài đang mặc thì mình đang có hai màu đó là màu đỏ và màu trắng các chị ha. Chân váy lên cho em là VM1 ạ. VM1 với mức giá là 455.000, giảm trực tiếp còn cho các chị nhà mình là 299.000. Trời ơi mềm không các chị? Áo là 199, chân váy chị em Hoài sẽ là 299.000. Nguyên cành này hóng đến 500.000 các chị ơi. Nguyên cành cho em là 498.000 và đang có đầy đủ size nha. Chất áo cho em là chất lụa các chị, lụa hồng có mỏng nhá. Đây là cái form phía sau giúp Hoài này. Đặc biệt là chân váy này thì nhà em làm tầng các chị rất là sang luôn. Chất liệu thì là sẽ chất liệu cho em là kiểu dạng cô tông xốp các chị, rất là đẹp cho em Hoài luôn nha. Size số mình sẽ có đầy đủ cho em. Và hôm nay voucher của mình sẽ được cho nhận khi mà mình mua hóa đơn trên 300k thì mình sẽ được free ship này. Hóa đơn dưới 300k thì phí ship đồng giá của mình chỉ có 20.000 toàn quốc thôi nha. Trên 300k được free ship, hóa đơn trên 495.000 được giảm 50.000, hóa đơn trên 695.000 được giảm cho em Hoài đó là 100.000, hóa đơn trên 995.000 giảm trực tiếp cho em thêm 200.000 các chị nhá. Mua sản phẩm đẹp này có mức giá giảm nhiều, tại sao hôm nay mình không chốt là phí lắm các chị em mình ơi. Nhanh tay chốt đơn cho em bằng cách comment mã sản phẩm kèm Hoài ha. SM1 nhà em đã ghim lên rồi các chị nhá, 199.000. Cái áo sơ mi này Hoài khuyên thật luôn, chị nào cũng phải có trong tủ giúp em. Cái sản phẩm lên đầu line lúc nào là cũng sản phẩm best seller của nhà mác này, bán chạy này, dễ mặc này, màu sắc đẹp, chất liệu rất là ok luôn các chị ha. Đối với cái mẫu áo lụa này các chị xem giúp em, nó sẽ có độ bóng hơi nhẹ nha, nhưng mà cái em này á, hàng lụa là gấm vóc là những sản phẩm các chị nhà mình rất là ưa chuộng. Em có thể là các chị mình sẽ phối với quần kiểu như là quần tây ống rộng, ống suông, ống tùng cũng được, hay là phối cho em với chân váy bút chì. Nếu như mà cái mẫu của Hoài á lên cho em Hoài với cái chân váy bút chì sẽ rất là đẹp luôn, tại vì nó theo cái phong cách công sở các chị ha. Còn nếu mình muốn trẻ trung hơn một xíu nữa, mình phối với chân váy chữ A hoặc là như chân váy của Hoài đang mặc này sẽ là theo một cái phong cách trẻ trung hơn rất là nhiều nha. Váy chị em thì chỉ có 299.000 thôi. Tính ra một set này tổng cộng bình thường chị em là đã là gần 1 triệu rồi, gần 1 triệu set của Hoài đang mặc, nhưng hôm nay giảm trực tiếp cho em Hoài là hóng đến 500.000 luôn. Thì mình nhanh tay chốt đơn các chị mình nha. Áo cho Hoài chỉ có một màu duy nhất cho em là màu đỏ thôi chị yêu nhá. Áo của Hoài chị Mi Hunley ha. Áo Hoài có một màu duy nhất là màu đỏ, mà đỏ rượu các chị. Cái em này là cái nơ này á, mình áo này thì sẽ là có cúc ở phía trước các chị nhà. Áo có cúc ở phía trước, mình sẽ gài cúc giúp Hoài nhá. Sau đó mình sẽ cột nơ. Cái em nơ này dễ cột lắm các chị, mình không khó cột đâu. Chị nào mà không rành cột nơ mình lên YouTube mình kiểm tra, kiểu như là mình sờ giúp em dễ lắm. Hồi trước Hoài cũng không biết cột nơ mà hôm nay Hoài cột bậy nó cũng ra được đẹp vậy các chị. Tại vì sao? Cái vải lên form rất là chuẩn, kiểu như là cái phần vải của nó đẹp ấy, nên là khi mà mình cột nơ lên form rất là chuẩn luôn. Thật sự là cái này là Hoài cột bừa luôn các chị, nhưng mà lên cái nơ rất là dễ thương ha. Chị nào mà thích mẫu này thì nhanh tay chốt mã chị em Hoài đi ạ. Cái em áo này Hoài báo trước nha, số lượng siêu ít luôn các chị ơi. Hàng này đều là những sản phẩm best seller, và trong cái tuần lễ live của nhà em trong đợt này sẽ có rất nhiều sản phẩm với mức giá mềm, nên các chị mình nhớ bật thông báo xem livestream của nhà mác mỗi ngày nha. Từ chủ nhật này, chủ nhật tuần này này cho tới thứ tư tuần sau luôn, nhà em sẽ làm một cái tuần lễ livestream cho các chị mình, rất nhiều sản phẩm đẹp, rất nhiều sản phẩm hot với mức giá siêu mềm chỉ từ 89k thôi nha. Nên là mình thích mẫu nào mình tag bạn bè và xem livestream cùng em ạ. Trời ơi cái chân váy này đẹp các chị, cái áo này thì quá là đẹp luôn. Áo dễ thương mà mặc thời tiết xe lạnh hợp nha mọi người. Cái này các chị Hoài nói thật nha, mặc ở Sài Gòn mà trời nắng trưa 12 độ vẫn mặc được. Đặc biệt là cái em này nhà em sẽ tặng kèm các chị một chiếc áo dây bên trong nha. Có chị nào sợ áo vải lụa bị mỏng không ạ? Ấy các chị mình ơi, có sợ áo vải lụa bị mỏng không thì nhà em tặng kèm các chị mình một chiếc áo dây cùng màu bên trong nữa, là không có sợ lộ nội y nha, mình không có sợ mỏng giúp em. Bên trong cũng sẽ có một cái mẫu áo dây bằng lụa cho các chị mình nữa và cùng màu với màu áo bên ngoài nha. Cái mẫu này không có sợ nóng nữa các chị, Hoài nói thật luôn, cái này mà nắng kiểu tầm 40 độ vẫn mặc được, tại vì cái vải này nó mát lắm, không có
các chị nhà mình kiểu như là mình đang thấy cái dạng mà màu đỏ này, rồi là thấy tay dài nữa, nên mình sợ là nóng đúng không ạ? Nhưng mà vải lụa này rất là mỏng thôi các chị mình, tại vì nhà em có làm lớp lớp bên trong nên là cảm giác nó dày. Nhưng mà tại vì nếu như mà một lớp không thì nó khá là mỏng nha, một lớp thì nó sẽ là kiểu xuyên thấu luôn các chị mình. Nhưng mà cái em này á, thì có lớp lớp bên trong nên là cảm giác là nó sẽ không có bị mỏng, nên mình không sợ mỏng giúp hoài nhá. Nhưng mà em này mà nếu như không có lớp lớp bên trong thì mình mặc nội y nó sẽ thấy các chị ha. Riêng em này có lớp lớp bên trong, với lại là khi mà qua livestream á thì cảm giác nó sẽ dày hơn, các chị đừng sợ nóng nha. Cái em này là mặc rất là mát luôn, tại vì sản phẩm này là đang nằm trong bộ sưu tập đó là mùa hè của nhà em các chị ơi, không phải hàng thu đông đâu nha. Và các chị mình đừng tưởng là hàng thu đông mà giờ còn lên hàng là không có đâu, tại vì nhà mắc bán chạy lắm, mùa nào là nhà em bán hết mùa đó các chị, còn không nữa thì nhà em cũng không có lên vào cái mùa ví dụ như hàng thu đông đem ra mùa hè để bán đâu các chị nha, là mình yên tâm giúp Hoài rồi. Ok, vậy tặng mình cái áo bên trong cùng màu nhé. Dạ ok chị Liên Bùi, cái này là sản phẩm đi kèm luôn chứ không phải tặng nha, có nghĩa là một cái mẫu áo như thế này sẽ bao gồm một cái áo ngoài mặc bên ngoài và một cái áo bên trong nữa, nên là mình mua thì chắc chắn sẽ có hai áo giúp em nha, chứ không phải là khách có thì được tặng còn khách không được tặng thì không có đâu các chị nhá, yên tâm giúp em. Hôm nay mình cũng mua hóa đơn trên 300k đi ạ, mình sẽ được free ship luôn. Trời ơi, áo đẹp quá, áo này nhìn mê quá. Trời ơi, đây khách comment này các chị, mê thì sao ạ, lên ngay chị em mã sản phẩm kèm thoại. Áo này mà mặc đi ngoài đường thôi các anh chết hết các chị mình, ôi đẹp lắm luôn. Tại vì sao, màu đỏ là cái màu cực kỳ thu hút ánh nhìn luôn các chị ạ, mà đỏ đô nha, không phải đỏ tươi đâu. Nếu như mà Hoài nói thật đỏ tươi thì nó hơi kiểu như là bị chói quá, với lại nó tệp da lắm. Nhưng mà nhà em là chuyên là chỉ có lên những cái tông màu dễ mặc thôi. Nói chung là sản phẩm nào mà hợp với màu đỏ tươi thì em lên màu đỏ tươi, sản phẩm nào hợp với màu đỏ đô thì lên đỏ đô. Các chị để ý không ạ, lụa thì ít khi mà lên màu đỏ tươi lắm, tại vì nó đã có độ bóng rồi, đá bóng mà còn lên màu đỏ tươi sẽ không có đẹp nha. Nhưng mà em này lên màu đỏ rượu vang các chị, sang cực kỳ luôn. Là mình thích mẫu này thì mình nhanh tay chốt đơn cho em Hoài nha, nhanh tay chốt mã sản phẩm cho em Hoài là SM1 kèm thoại. Ra áo cho em chỉ có 199.000 thôi chị Du Linh nha. Áo cho em Hoài sẽ là 199.000, còn chân váy cho em Hoài VM1 có mức giá là 299.000. Các chị yêu ơi, em đang thấy các chị chốt đơn rất là nhiều nhưng mà Hoài sẽ không có đọc tên chốt đơn đâu nha. Nếu như mà các chị nhà mình cứ có cho em mã sản phẩm hoặc là để lại số điện thoại giúp em thì sẽ được chốt đơn hàng nhanh chóng hơn ạ. Để cho em vừa có mã sản phẩm vừa có số điện thoại thì sẽ được ưu tiên chốt trước nha. Và chị nào chia sẻ livestream thì em sẽ ưu tiên chốt đơn chị đó trước. Rồi áo này Hoài chỉ chốt duy nhất cho 5 chị nữa thôi nhá. Áo Hoài đang mặc chỉ có duy nhất 5 chị được chốt đơn nữa thôi đấy ạ. Là mình nhanh tay mình chốt nhá. Cái chân váy của em Hoài đang mặc các chị nhà mình đừng quên nha, VM1 với mức giá là 299.000 chân váy của Hoài đang mặc thôi. Rồi hiện tại thì mẫu này Hoài sẽ chốt cho mình đó là 3 phút nữa thôi nha. Đúng 3 phút nữa là Hoài sẽ qua mẫu, tại vì đơn hàng vẫn đang lên rất là nhiều cho cái mẫu áo này. Nên chị nào quan tâm mẫu áo này là chốt nhanh. Em quay phía sau các chị xem này, đẹp cực kỳ luôn các chị mình ơi. Cái mẫu này mà hôm nay không chốt thì Hoài thấy rất là phí, tại vì là tùy vào tương tác thì Hoài sẽ đứng mẫu này lâu hơn một xíu, tại vì Hoài đang thấy các chị mình rất là ưng ý cái mẫu áo này luôn. Áo này mà chị nào không sở hữu trong tủ thì rất là tiếc các chị nhá. Bây giờ Hoài sẽ bắt đầu canh thời gian ha. Em đang ở phút thứ 53 và đúng phút thứ 55 là Hoài sẽ qua mẫu nha. Phút thứ 55 là Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu mới. Và sản phẩm này chị nào đang quan tâm là chốt luôn nhá. Lên mã sản phẩm cho Hoài này. Trời ơi, cái em này nãy giờ là các chị nhà mình cực kỳ thích luôn. Rồi ok chị Ngọc Thảo Nguyễn ha. Mình các chị nhà mình, em Hoài báo trước là mình chỉ cần lên cho em mã sản phẩm, nhưng mà chị nào để số điện thoại hoặc là có chia sẻ livestream thì sẽ được ưu tiên chốt trước nhá. Nhà mắc là không có sale tại cửa hàng đâu các chị. Chỉ có trong tuần lễ livestream này nhà em sẽ có mức giá giảm cho các chị nhà mình duy nhất ở tại livestream thôi. Và hôm nay các chị mình cứ mua hóa đơn cho Hoài trên 300k đi ạ, là mình sẽ được free ship nha. Quà phía sau còn rất là nhiều này, mình cố gắng tương tác của em thật nhiều. Các chị nhà mình quà em vẫn chưa tặng đâu nha. Để Hoài xem lượt chia sẻ các chị nhà mình là bao nhiêu nào. Mình tăng lên cho Hoài 200 lượt chia sẻ đi ạ. Mình đang thiếu 60 lượt chia sẻ nữa. Thì sau đó nếu như lượt chia sẻ mình đủ 200 thì Hoài và Như sẽ tiếp tục tặng quà nhá. Quà hôm nay rất là nhiều luôn các chị. Đầu like rồi muốn tặng quà mà các chị nhà mình chưa có chơi game với nha. Em này cầm chị Hoàng Phương Lan kêu cầm cái này cầm mỏi, em cầm mỏi tay các chị, mình không có mỏi đâu các chị ơi, cái này nhẹ lắm. mờ quá các chị. Các chị mình có thể ao ra giúp em đúng không ạ? Ao ra xong mình vào lại giúp em nhá. Hoài nghĩ là do đường truyền, tại vì em Hoài đang coi trực tiếp thì các chị em thấy màu sắc ánh sáng cũng đang rất là ok. Hoài nghĩ là nếu mờ thì chắc là do đường truyền rồi. Các chị nhà mình muốn thả áo ra ngoài, ok chị yêu nha. Cho Hoài thêm 1 phút 30 giây nữa. 1 phút 30 giây nữa Hoài qua mẫu thì Hoài sẽ xả cái form áo ra cho mình xem nha các chị yêu, chờ một xíu. Mốt hot Hoài luôn. Các chị nhà mình ơi, mình nếu như mà mình thích cái mẫu này thì chờ Hoài một xíu Hoài qua mẫu, Hoài sẽ xả form áo. Và cuối like thì nhà em sẽ review tất cả tổng cộng những mẫu từ đầu like tới cuối like để các chị xem nha. Nên là ví dụ như chị nào có vào sau bỏ lỡ sản phẩm nào thì mình nhớ xem tới cuối like ạ. Cuối like Hoài sẽ dành 3 đến 5 phút để mình review lại tất cả các mẫu sản phẩm mà nhà em đã like từ đầu tới cuối, để các chị nhà mình dễ dàng chốt đơn hàng nha. Nên là bây giờ Hoài sẽ đọc lại mã sản phẩm này. Em áo của Hoài đang mặc sẽ là SM1 các chị nhá, 199.000. Váy sẽ là VM1 với mức giá là 299.000. Tất
cả đều có đang có đầy đủ size đấy ạ. Cái mẫu này thì đúng là kiểu mặc vào rất là nàng thơ luôn. Ok, bây giờ thì Hoài sẽ xả form áo ra và sau đó mình sẽ qua mẫu các chị mình nhá. Chờ Hoài một xíu, Hoài sẽ xả form áo ra các chị xem ạ. Đây, một cái form áo rất là đẹp luôn. Cái áo này bên trong có kèm lớp lót các chị mình nhá, nên là mình không có sợ mỏng ha. Đây là form áo ạ, đặc biệt là em này thì không có nhăn đâu các chị. Đây, cái form áo vạt kiểu như là em này là một chiếc áo sơ mi chính luôn các chị mình nhá, là áo sơ mi nha. Tại vì là phía trước nó sẽ có kèm gai cúc cho Hoài, nhưng mà cái phía trước tại vì cái nơ nó che rồi. Các chị nhà mình lưu ý giúp Hoài là nó là áo sơ mi có cúc gai ở phía trước và bên trong có kèm cho các chị một chiếc áo dây ạ. Đây các chị có thấy áo dây bên trong không? Áo dây bên trong rất là dài nha. Cái phần áo dây bên trong cực kỳ dài luôn, chứ không sợ ngắn mà bị lộ đâu, tại vì áo lụa này thì chắc chắn nó sẽ rất là mỏng rồi, nhưng mà bên trong có kèm lớp lót nên là cực kỳ dày dặn luôn. Rồi ok, bây giờ thì chắc Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu nhá. Hoài đọc lại sản phẩm một lần nữa ha. FM1 cho em Hoài là mẫu áo của Hoài đang mặc. Còn VM1 là chân váy của Hoài đang mặc với mức giá giảm cho em 299.000 một chân váy, áo cho em sẽ là 199.000. Ok, bây giờ thì chắc là Hoài sẽ để như qua cái set lúc nãy này. Chị nào mà đang muốn chơi mini game thì nhanh chóng chia sẻ livestream để mình tiếp tục chơi mini game nhé. Dạ rồi, em như vào nha mọi người nha. Không biết là các chị nào mà nãy giờ mong chờ cái set của em như không? Các chị nào mong chờ thì mình comment bên dưới giúp em Như nha. Còn bây giờ thì em lên luôn cái set mà em đang mặc trên người đây để khỏi để mọi người phải đợi lâu nữa. Và em nói cho mọi người nghe như thế này nè, là trong cái live ngày hôm nay cái hàng của em á nó còn rất là ít. Ví dụ như chiếc áo của em mặc này số lượng em không còn nhiều, cũng như là những mẫu chân váy này. Mọi người biết sao không? Những cái mẫu mà em đang lên đó là thực sự là đang bán rất là chạy, chứ không phải là không bán gì hết, nhưng mà đang bán rất là chạy, nhưng mà nhà mát vẫn lấy để mà lên like cho mọi người. Thành ra cái số lượng nó ít lắm. Khi mà em live stream á, nếu mà các chị nào thích thì em mong là các chị đặt liền. Tại vì nhiều khi các chị đặt lâu á, chần chờ em không có canh được cái số lượng á mọi người. Em không có, nhiều khi nó bị ẩn comment, em như không có canh được cái số lượng. Thì mọi người đặt sau nó hết mà em không biết, em không báo lại cho các chị thì rất là tiếc luôn. Cho nên bây giờ em báo luôn cái mã sản phẩm nha. Chị nào ưng ý thì mình chốt liền cho em Như. Rồi, hello cả nhà nha. Rồi bây giờ nè, em chào chị Đồng Tố Nga nha. Bây giờ mua hóa đơn cho em trên ngày trước có trước thêm mã giảm giá như mua trên web không? Dạ có chị nha, chị chốt nhiều thì extra thì nó sẽ càng nhiều nha, cái giá giảm nó sẽ càng nhiều. Đây em nói lại cho nè, giá cái hóa đơn của mình mà có là 495.000 thì mình giảm được là 500.000. Hóa đơn được thêm cái voucher ở mọi người. Hóa đơn là được 695.000 thì được giảm thêm một cái voucher là 100.000. Hóa đơn của mình là 995.000 thì được giảm thêm một cái voucher là 200.000 nha các chị yêu nhà mình nha. Và nếu mà ngày hôm nay chị yêu nào mình đặt sản phẩm hóa đơn trên 300.000 thì em sẽ free ship cho các chị yêu nhà mình luôn. Còn những cái phần quà em lên ở đây để một lát nữa em đợi mọi người chia sẻ rồi em là tặng qua cho mọi người luôn. Còn giờ em như báo luôn cái mã áo này nha mọi người ơi. Mọi người nhìn cho em một cái áo cổ đổ như thế này nè, rất là hot hit luôn nha. Mà cái cổ đổ này là cái vảng vai của mình nó bự chứ không phải là dây. Dây thì mặt nó không, nhìn nó không sang mà cái bản như thế này đâu mọi người ơi, rất là tinh tế luôn. Bây giờ em lên luôn cho các chị cái mã này là mã AN1 giúp em nha, với chất liệu là lụa nha mọi người ơi. Và may trên cái phần cổ của mình nó sẽ hai lớp tới phía này lần, cho nên là mọi người yên tâm giùm em, không có bị mỏng nha. Vải lụa mặc rất là mát, chắc vải nó mềm nó mịn, nếu mà chị nào biết lụa rồi cũng sẽ biết rồi ha. AN1 này để em xem giá gốc là 275.000, ngày hôm nay em sale cho các chị chỉ còn bao nhiêu mọi người? 199.000 một em thôi. 119.000 thôi mọi người. Trời, em xem em nhầm cái váy. Mã áo chỉ còn 119.000. Thì sự 199 là đã rẻ rồi mà bây giờ còn có 119.000 à. Báo luôn số lượng nha cả nhà yêu ơi. Áo này của em AN1 119.000, số lượng còn rất ít, hình như là còn 20-30 áo thôi, cũng không có nhiều đâu, mỗi màu á các chị. Bây giờ chị yêu nào mình đặt cái mẫu này lên cho em là gì? AN1 kèm cho em số điện thoại em Như có màu áo nha. Áo này thì em Như có hai màu nè, một tông màu em đang mặc là màu kem với là một cái tông màu xanh nha mọi người. Cái màu xanh này mọi người nhìn nè, màu xanh này đẹp không các chị yêu? Màu xanh này kiểu màu xanh min min đó mọi người ơi, cưng quá. 119.000 rồi AN1 giùm em. Còn chân váy này sẽ là QA2, một cái chân váy xếp ly như thế này nè mọi người. Lên form rất là hot nha. Kiểu cái chân váy này ai mình mặc cũng xinh á, không có bị lộ khuyết điểm, cũng như là cái vải này á là cái vải bố cát á các chị yêu nhà mình, mặc rất là mát luôn nha. Quần chân váy này thì mình không có quần bên trong nha các chị ha. Cái phần xếp ly này nó cũng không có tung bay gì đâu, mọi người yên tâm giùm em. Quần này chân váy này em sẽ có hai màu luôn, cũng là một tông màu cam đất em đang mặc với lại cái tông màu kem luôn nha mọi người nha. Đây, cái tông màu kem này luôn nha các chị, xinh không mọi người. Chân váy xếp ly như thế này bây giờ các chị yêu mà mua thì cái giá nó rất là cao, mà ngày hôm nay em sale cho mọi người luôn là mã này là mã F
FA1 giúp em, FA1 giá gốc là 455.000. Ngày hôm nay em sale luôn cho các chị chỉ còn là 299.000. 299 mình mã FA1 giùm em nha. FA1 giùm em nha mọi người. 299 nha. Ghim lại nè, ghim là 279 kìa. Rồi mọi người ơi, bây giờ nè, chốt đơn cho em cái này được chưa nè. Hello cả nhà mình mới vào nha, cả nhà yêu ơi. Chị nào mình mới vào cho em Như xin cái cú pháp liền để mà đặt hàng ngay. Số lượng không có nhiều, bây giờ em thấy đơn của các chị đang có nè. Cảm ơn chị Mèo Mập nha. Dạ, áo của em là AN1 mọi người ơi, 119.000 cái áo này mọi người. Em thấy cái tông màu xanh này đẹp quá. Ví dụ cái tông màu da mọi người có nhiều rồi thì nhà mát làm thêm một cái tông màu xanh chỗ cái màu xanh này. Mặc lên nó trắng da mà nó sang lắm luôn á các chị yêu nhà mình ơi. Màu này kiểu màu xanh mà xanh xanh mi mi ngọt ngọt á mọi người, không có bị kén da nha. Cái màu này không hề bị kén da nhưng mà mặc lên nó trẻ trung mà nó sang lắm luôn á. Chị yêu nào thích những cái chiếc áo lụa mà cổ đổ mà hách dáng, kiểu là hách cái vòng một á các chị, thì mình nên lấy cho em cái bài AN1 này. AN1 có 119.000 nè. Và số lượng thì em không còn nhiều. Em chỉ còn là cái mẫu này thì em có size cho mình là, màu da của em là chỉ còn là size L thôi các chị. Cái màu da của em này em chỉ còn size L thôi. Còn với cái tông màu xanh thì em vẫn còn size M với L. Nhưng mà với những cái màu áo này em bình thường em như mặc size S, mà bây giờ em mặc size M, size L nó cũng bình thường rồi các chị. Tại vì áo thì mình mặc nó rộng rộng một xíu cũng được, nó không cần thiết. Tại vì cái này không phải là áo mà kiểu áo ôm body hay là áo thun ôm, thì các chị mặc nó rộng thì nhìn nó kỳ. Còn với những cái màu áo kiểu như thế này các chị mặc rộng nó cũng không sao, nó càng thoải mái hết, không sao hết các chị yêu nhà mình nha. Còn bây giờ nè, chị yêu nào mình ưng ý cái mẫu này mình nhanh tay lên cho em là AN1 đó. Em thấy cái chị chốt rất là nhiều nè. Chị nào chậm tay là hết, em nói thật sự. Có nhiều chị hôm bữa là cái này em nói như thế này nha mọi người nha. Hôm bữa mọi người đặt rất là nhiều nhưng mà sau like á, mọi người hỏi thì em báo giá, báo mã lại mọi người cũng đặt rất là nhiều. Nhưng mà mọi người biết sao, mọi người đặt sau á nhiều khi nó hết hàng. Trong live em như không có thể kiểm soát được, nó bị ẩn comment đó các chị. Thành ra là khi mà các bạn gọi điện chốt đơn nhiều khi nó hết, mọi người thông cảm giùm em, mọi người chuyển qua cái mẫu khác hoặc là xem theo dõi live tiếp theo nha. Bây giờ thích là mình phải đặt liền, tại vì cái này là hàng sale mọi người chứ không phải là hàng còn mới ra, hàng có sẵn. Hàng này là em đang sale, em vẫn đang bán bình thường. Cái giá bình thường em bán giá gốc là cái áo này là 275.000, nhưng mà trong live em sale cho mọi người 175.000 thì cái số lượng mà sale thì nó không có nhiều, cho nên chị nào ưng thì mình chốt liền cho em. Với cái mẫu này nè, có thể phối cho em như cái kiểu mà trẻ trung năng động như thế này cũng được. Còn không với chị, mình đi làm văn phòng công sở, mình là dân văn phòng, mình là giáo viên, giảng viên, có thể phối cho em một cái chân váy đen mà kiểu chân váy ôm công sở này cũng đẹp luôn. Nhìn nó rất là sang, xong mình khoác cho em một cái áo vest vô nữa thôi. Thực sự rất là chỉnh chu và cực kỳ sang chảnh. Cái chị có thử phối như vậy cho em nha. Còn nếu mà mình muốn mà gọi là nó trẻ hơn nữa, mình phối cho em quần jean, chân váy jean. Đó, những cái mẫu chân váy này cảm giác người mình nó trẻ trung hơn. Với lại ví dụ như những chị nào mà nhỏ nhỏ con nắm lùn, mình hay mặc những cái mẫu chân váy như thế này nè, để cho cảm giác cái chiều cao của mình nó không có bị thấp á, thì mình nên phối cho em những cái mẫu áo như thế này. Tông màu da của em là khỏi phải nói đó mọi người ơi, không kén da nhá. Và tông màu xanh miên của em rất là hot hit luôn. 119.000 mọi người ơi, bây giờ em không nói luôn á. Mọi người tự thấy là em bán, nhà mát bán có rẻ không cả nhà? Quá rẻ trong cái livestream này đúng không? Rồi bây giờ nè, chị yêu nào mình đang xem like của em Như, mình cho em xin một cái dấu chấm nha để em biết các chị vẫn đang theo dõi like. Rồi em thấy cái chị đặt hàng quá trời luôn nè. Nhưng mà bây giờ em nói như thế này, chỉ còn 2 phút nữa thôi là em Như qua mẫu. Tại vì số lượng không có nhiều, em đứng lâu quá nó hết hàng mọi người. Hết hàng không có hàng chốt cho mọi người, em cũng buồn lắm thiệt sự. Bán hàng là muốn bán được nhiều mà mọi người ơi, nhưng mà không có hàng rất là tiếc luôn. Còn nay chân váy của em hai màu nè. Mới cái tông màu cam đất này thì mình mặc lên nó rất là đẹp rồi mọi người. Còn cái tông màu da này thì khỏi phải nói nha các chị yêu nha mình nha. Màu da này mọi người phối cái gì nó cũng đẹp rất là sang. Ví dụ các chị có thể phối nguyên một cây da cũng được, là áo màu kem của em này, kèm cái chân váy màu da của em, với một cái áo kiểu như là áo blazer đó mọi người. Mà mọi người thích trẻ trung, mọi người thích kiểu như là áo khoác blazer thì nhìn nó trẻ trung hơn. Tại vì nay mọi người em thấy là đang cực kỳ hot. Cái blazer ai mình mặc cũng được, mình phối những cái kiểu như thế này này rất là xinh đúng không? Không biết là bữa nay em có lên áo vest không ta, để em xem thử nha mọi người nha. Rồi bây giờ này mọi người, để em nói là cái mã chân váy là QA2 giúp em, giá là 200. Ủa, FA chứ, FA1 chứ, FA1 giùm em nha mọi người ơi. FA1 giùm em là giá 299.000 giùm em nha cả nhà nha. FA1 mã chân váy em có màu kem, mã chân váy này em có màu cam đất, hai tông màu giúp em nha. Áo em cũng có hai tông màu. Bây giờ này em sẽ chốt đơn nhanh cho mọi người tầm 30 giây nữa thôi. Sau 30 giây nữa thì em sẽ qua luôn nha mọi người nha. Tại vì chị nào mà đặt sau nhiều khi nó hết hàng, nó hết size thì rất là tiếc luôn. Em kiểm tra cái lượt lại cái lượt chia sẻ của mọi người thế nào, em tặng quà cho mọi người luôn nha. Đó, đầu like tới giờ mà không biết là mọi người đã chia sẻ đủ
đủ 200 lượt cho em nhiêu chưa. Bữa giờ mọi người cái deadline á, em phải ra em nói là thôi bây giờ tặng quà cho mọi người vui luôn đi, chứ em chờ mọi người chia sẻ lâu quá. Em nói mấy chị ở ngoài á mọi người, mấy chị ở bên trên á đó, ở cấp trên á mọi người, là thôi cho em tặng quà nha mọi người nha. Chứ em mỗi lần mà em lên mọi người đưa cái target là 300 lượt, nhưng mà lúc nãy em như đó thôi 200 thôi, nhưng mà thấy 200 mọi người còn chưa lên cho em nhiêu được. Bây giờ nè mọi người, hiện tại là vẫn chưa có lên được 150, mất 148 thôi, thì chắc là em như vẫn chưa có thể nào tặng quà được cho mọi người nha. Phải đủ 200 lượt em như mới được tặng quà, chứ không mà đủ 200 lượt em tặng là em bị mắng lắm luôn á mọi người ơi. Bây giờ nè, chân váy của em nè, dạ hả chị NH Vân. Nhưng mà mọi người biết sao không, cái tương tác của mình nó dạo này nó kém quá, cho nên là em mong là khi các chị chia sẻ như vậy mọi người tương tác vào nhiệt, mọi người chấm bài nhiều á, để cho các chị ở ngoài mình có thể xem được cái like, nó không có bị bớt tương tác, nó không có bị ẩn cái livestream của em. Thì các chị vào xem like rồi mọi người tương tác thêm thêm giúp em nhé. 65kg vừa không, 65kg size XL, size L em nghĩ nó hơi size L nó chật lắm chị. Size L là khoảng 158 cân đổ về thôi. Còn size 65kg là chắc là cái mẫu này không vừa rồi. Rồi bây giờ nè mọi người ơi, lên cho em áo nè, mã áo là AN1 119.000, 30 giây nữa chị nào không chốt nữa là tiếc giúp em luôn á. Thật sự nhà mát lên cái hàng vải này, vải lụa rất là đẹp mọi người. Mọi người thấy không, nó mềm ơi là mềm luôn, rất là kiểu cổ đổ, nhìn rất là sang, rất là hách dáng. Kiểu cái vòng một của mình này, chị nào vòng một của mình bé hay là vòng một của mình lớn mới mặc đều đẹp hết nhá. Còn với cái chân váy này thì em như khỏi phải nói, chất liệu là bố cát giúp em. Cái vải bố cát nó mọi người mặc rất là mát, nó không có bị nóng. Với lại mọi người nhìn nè, nhà mát mang những cái đường ly mà nó xòe rất là tự nhiên như thế này. Em cầm trên tay thôi là mọi người thấy là cũng đã đủ lên form đẹp rồi đúng không? Mà hai cái tông màu này thì quá hot hit nữa. Có 199.000. À, nhầm 299.000 giúp em nha. Giá váy là 299.000 giúp em, mã là FA1 giúp em, còn áo là 119.000. Cái nghĩa là nếu mà chị nào mua cả set ngày hôm nay là đã được free ship rồi đó mọi người. Bây giờ các chị yêu nhà mình ơi, em thấy mọi người đang vào á thì chia sẻ like giùm em nhé. Thể lệ chơi game của mình rất là đơn giản, mọi người chỉ cần chia sẻ like cho em ít nhất là 3 lần lên các hội nhóm cũng như là trang cá nhân công khai giúp em. Rồi mình vào đây mình comment giúp em là săn quà siêu xịn, rồi tan thêm cho em 3 người bạn, và một lát nữa đủ 200 lượt chia sẻ em như sẽ tặng cho mọi người một chiếc áo lụa 2 dây nhá. Còn bây giờ em như xin phép qua mẫu luôn nha các chị yêu nhà mình nha. Chị yêu nào mà đặt cái áo của em mã FA mã AN1 này thì mình vẫn lên đơn có 119 thôi. Còn chân váy là FA1 giúp em, giá 299.000. Em như qua mẫu nha cả nhà yêu nha. Rồi ok, bây giờ Hoài sẽ qua một mẫu khác cho chị mình nhá. Xinh luôn các chị ơi, đầm trắng siêu sang cho em Hoài nha. Với chất liệu cho mình đó là ren lỗ các chị mình, kiểu như dạng cô tông phủi ren ấy, rất là đẹp cho Hoài luôn. Thì đầm này hôm nay Hoài cũng có một mức giá rất là mềm nha. Nếu như chị nào đang quan tâm đầm của Hoài mặc này, bây giờ thì Hoài sẽ để các chị mình xem cái form dáng trước, sau đó Hoài sẽ báo giá các chị cho mình xem luôn. Tại vì cái đầm này là Hoài sẽ chốt nhanh ở trên livestream nha. Số lượng hàng siêu ít luôn các chị. Đây quay phía sau các chị xem này. Một chiếc đầm dài kiểu dạng hơi maxi nhẹ. Đầm này thì mình có thể mặc đi biển này, đi chơi, đi tiệc, hoặc là kể cả là mặc hàng ngày cho Hoài cũng được. Form dáng thì siêu dễ mặc nha. Bây giờ chị nào mà đang quan tâm mẫu đầm của Hoài đang mặc, nhanh tay lên mã cho em Hoài sẽ là MV1 các chị mình nhá. MV1 kèm Hoài cho em Hoài với đầm có mức giá cho em Hoài là bao nhiêu các chị mình này. Bây giờ Hoài sẽ báo luôn nha. 825.000 là đầm này giá gốc, 825.000 là đầm này với mức giá gốc, và giảm trực tiếp cho em Hoài sẽ là 399.000 nha. 399.000 Hoài, đầm của Hoài đang mặc và đang có đầy đủ size luôn. Cái đầm này cho em, ủa đầm này bây giờ là chỉ có size bờ thôi các chị. Đầm này là hết size bờ hay là chỉ có size bờ chị ha? À vậy là chỉ còn một size thôi. Trời ơi, cái đầm này là best seller luôn các chị mình nha. Các chị nhà mình rất là ưa chuộng đầm này luôn. Và hiện tại thì Hoài chỉ còn đầm này cho các chị nhà mình, đó là size M. Size M thì Hoài áp dụng cho chị nào từ là tầm 50 cho tới 55 cân nha. 50 tới 55 cân thì sẽ mặc được đầm của Hoài đang mặc ạ. Mình chốt cho mã Hoài sẽ là MV1 kèm thoại. Đầm này xinh lắm các chị ơi. Nếu như mà thật sự mà còn đầy đủ size thì đầm này Hoài đang nghĩ là tại vì sao mà có mức giá mềm như thế thì hóa ra nó lẻ size thì các chị. Nhưng mà không sao nha. Chị nào tầm cho em Hoài là 50 tới 55 cân là đã có thể mặc cái đầm này rồi. Và đầm này đang thiết kế cho Hoài này form dáng cổ hơi V nhẹ nha. Kèm cho em Hoài phía trước sẽ là phần cúc bọc phối hết hoàn toàn cho em Hoài và cái đầm này luôn. Form thì form dáng dài dễ mặc các chị này, phía dưới sẽ kèm kết hợp cho mình là xẻ tà nhẹ nhá. Em này mình không có sợ hở đâu các chị ha. Em này Hoài thấy nó không có bị hở đâu ạ. Là mình không ngại, ví dụ như là bị hở quá hay như nào thì Hoài thấy là cái đầm này cổ V chỉ ở dạng mức vừa phải thôi. Tay bồng cho em Hoài kết hợp kiểu dạng tay bồng hai tầng các chị, mình ở đây sẽ bo một tầng nha. Và phía trên này cho em Hoài sẽ bo một tầng nữa. Tay bên trong có kèm lớp lót cho các chị mình, cực kỳ mềm mịn và mát luôn. Form đầm
tầm này mình có thể mặc đi chơi, đi tiệc và kể cả là dạng phố cũng được. Phần chiếc bên này nhà em làm thiết kế cho các chị mình chiếc bên phần eo theo kiểu dáng V để tạo điểm nhấn cho đầm, và thứ hai nữa là sẽ che khuyết điểm cho các chị mình rất là tốt. Đầm này thì bán còn mỗi size M là Hoài thấy cũng rất là có lý thôi, tại vì là cái form đầm này được các chị mình rất là thích luôn này. Đặc biệt là em này che khuyết điểm tay được, che khuyết điểm bụng được các chị nhá. Ren chất liệu cho em Hoài kiểu như là dạng cô tông, nhưng mà cái em hoa này sẽ theo trực tiếp lên vải nha. Hoa này sẽ theo trực tiếp lên nền vải giúp em Hoài, và sẽ có cái phần lỗ ren, nhưng mà bên trong có kèm lớp lót nên là cái phần lỗ các chị mình không sợ xuyên thấu giúp em ha. Màu trắng form rất là xinh ạ. Chị nào còn quan tâm mẫu này thì nhanh tay chốt mã MV1 kèm Hoài nha. Hôm nay Hoài sẽ có những cái mức giá sản phẩm mềm hơn cái sản phẩm Hoài đang mặc nữa, nên các chị mình chờ Hoài một xíu ạ. Lượt chia sẻ để Hoài xem lượt chia sẻ các chị mình là bao nhiêu này. Lượt chia sẻ hiện tại của chị mình đang là 165. Các chị mình cố gắng chia sẻ cho em Hoài thêm 35 lượt chia sẻ nữa đi ạ. Hoài sẽ bắt đầu chơi game nha. 35 lượt chia sẻ nữa thì Hoài sẽ bắt đầu chơi game với các chị nhà mình, nên là mình cố gắng chia sẻ cho em thật nhiều nhá. Comment và tương tác chia sẻ cho em thật nhiều này. Đẹp quá mà hết size, đúng rồi, cái mẫu này là cái mã sản phẩm nhà em bán rất là hot và chắc chắn là các chị mình cực kỳ ưa chuộng luôn. Nhưng mà hiện tại là đầm này đang lẻ size các chị ơi. Đầm này là cái sản phẩm mà Hoài nghĩ là lúc đầu á, Hoài đang nghĩ là nó đầy đủ size thì có vẻ là các chị sẽ dễ chốt hơn. Nhưng mà đầm này hiện tại thì đang lẻ size các chị ơi. Là chị nào tầm cho em Hoài đó là tầm 50 tới 55 cân mới có thể mặc đẹp được đầm này thôi. Còn nếu như mà dưới 50 cân, trên 50 cân, dưới 50 cân hoặc là trên 55 cân thì chắc là mình sẽ lựa qua mẫu khác nhá. Tại vì là sản phẩm phía sau còn rất là nhiều. Nếu như mà mình cảm thấy sản phẩm này mà đẹp nhưng mình không có mua được thì mình chờ Hoài một xíu đi. Phía sau còn rất là nhiều sản phẩm đẹp cho các chị mình đấy ạ. Rồi, dạ ok chị yêu này, Hoài đang thấy các chị mình chốt đơn rất là nhiều. Chị nào mà có đơn hàng thì mình cứ yên tâm là nhà em sẽ inbox trực tiếp cho mình để chốt đơn nha. Là mình thích mẫu nào thì mình cứ lên cho em mã sản phẩm kèm Hoài cho em Hoài được. Em Hoài thấy lượt xem các chị mình đang rất là cao mà. Lượt xem các chị mình cao này, các chị mình có thể hỗ trợ Hoài đúng không ạ? Đó là chia sẻ livestream giúp em đi ạ. 200 lượt chia sẻ Hoài sẽ bắt đầu chơi game với các chị mình nha. Hoài sẽ kiểm tra thêm một lần này. Món quà của em hôm nay là món quà này các chị nhá. Món quà của Hoài sẽ là chiếc áo dây trị giá 255.000, rất là đẹp luôn. Rồi mình cố gắng là mình chia sẻ thật nhiều cho em Hoài và comment cho em đó là săn quà siêu xịn nhá. Hoặc là bây giờ xíu nữa Hoài sẽ lướt ngẫu nhiên thôi. Nên là các chị thích mẫu nào thì mình cứ comment cho em thật nhiều là được ha. Rồi ok các chị mình chờ Hoài một xíu này. Còn size M, dạ đầm này còn size M nha chị yêu nhá. Chị chào em gái nhé, em chào chị Vân Nguyễn ạ. Chị Vân Nguyễn ơi, mình đã vào livestream rồi, mình có thể là hỗ trợ Hoài một lượt chia sẻ đúng không chị yêu ha. Cảm ơn chị Vân Nguyễn rất là nhiều nha. Đầm này Hoài đang chốt mức giá chỉ có 399.000 và còn size M nha chị yêu ha. Đầm này Hoài còn duy nhất size M thôi đấy chị Yến Nguyễn ạ. Nếu như mà chị Yến Nguyễn mà thích mẫu này thì mình chốt luôn. Áo ạ. Áo nhà em vẫn còn size nha. Áo nhà em vẫn còn size đầy đủ để các chị nhà mình. Chỉ có riêng đầm của Hoài thì đang lẻ size thôi. Hôm nay sẽ có rất nhiều sản phẩm lẻ size nên là lúc đầu live Hoài có nói là hôm nay mình cố gắng là mình săn sale trong live của em Hoài để có ngay mức giá giảm. Tại vì khi mà tắt livestream hoặc là khi mà em qua giờ rồi thì em sẽ không chốt mức giá giảm cho các chị mình nữa nha. Chị mặc size M đúng rồi. Các chị mình ơi, mẫu này thì các chị nhà mình tầm 50-55 cân là mặc đẹp. Chị mèo mập mà thích mã này là nhanh tay chốt luôn nha. Rồi chốt luôn, mê quá, quá xuất sắc chị mèo mập ha. Cái mẫu này thì rất là đẹp rồi. Hoài nghĩ là chị nào cũng nên sở hữu cho em Hoài một chiếc đầm kiểu như dịu dàng nhẹ nhàng như này một xíu ở trong tủ cho em rất là sang. Đầm này thì Hoài chỉ chốt cho mình đó là 2 phút cuối thôi nha. 2 phút cuối để mình chốt đầm của Hoài đang mặc thì sau đó Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu. Tại vì là trong live này có rất nhiều sản phẩm đẹp và Hoài cố gắng là qua mẫu thật là nhanh để các chị nhà mình sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn trong live nhá. Rồi bây giờ thì tại là đang ở phút thứ 13 rồi và phút thứ 15 Hoài sẽ qua mẫu nha. Phút thứ 15 Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu này nên các chị mình tranh thủ mình chốt luôn. Đầm đẹp lắm, nãy giờ Hoài thấy các chị chốt đơn rất là nhiều nhưng mà Hoài sẽ hạn chế đọc chốt đơn nha. Các chị ở mình đang xem livestream nhiều lắm này các chị ơi, mình muốn chơi game không ạ? Hoài thấy hơn 200 các chị đang xem livestream mà. Nên là mình đang xem livestream, mình comment cho em săn quà siêu xịn đi ạ. Đầm này hết size S rồi chị Anna Huỳnh Ngọc Anh ơi, đầm này Hoài hết size S rồi, tiếc quá. Đầm này chỉ có size M nữa thôi nha. Nếu như mình thích size S thì chờ Hoài một xíu. Các chị nào mình muốn chơi game thì mình comment cho em Hoài đó là săn quà siêu xịn kèm chia sẻ livestream 3 lần lên trang cá nhân ở chế độ công khai. Hoài sẽ tặng các chị nhà mình món quà đó là chiếc áo thun này nha. Để xem là lượt chia sẻ mình có đạt 200 không ạ. Nếu như lượt chia sẻ của mình đạt 200 thì Hoài sẽ tặng cho các chị nhà mình đó là cái món quà này cho chị nào may mắn nhất nhá. Hoài đang thiếu cho các chị đó là 30 lượt chia sẻ cuối cùng ạ. 30 lượt chia sẻ cuối cùng. Hiện tại lượt chia sẻ của em đang là 171 lượt chia sẻ và các chị tăng lên cho Hoài 200 lượt chia sẻ đi ạ. Là tổng đủ cho em 200 lượt chia sẻ là thiếu 30 lượt chia sẻ cuối cùng nha. Thì Hoài sẽ bắt đầu lướt tặng quà với các chị mình này nên là mình cố gắng mình chia sẻ thật nhiều cho em đi ạ. Quà vẫn chưa có tặng đâu các chị ơi. Bây giờ mình bắt đầu comment nha. Săn quà siêu xịn ạ. Săn quà siêu xịn kèm chia sẻ livestream cho em Hoài ở chế độ công khai. Lâu rồi chị không ghé shop, khỏe không? Shop
có khỏe không? Chị là khách mua bên shop em rồi và bên em xinh lắm. Chị là khách VIP mua đồ bên em này. Trời ơi, là khách VIP, cảm ơn chị Vân Nguyễn rất là nhiều nha. Nhà Mark vẫn đang rất là tốt, nhưng mà tại vì hiện tại là trong cái thời điểm hiện tại thì nhà em không có mở cửa được ở chi nhánh Sài Gòn nữa các chị nhà mình. Là mình nếu như mà mình không có mua được sản phẩm ở trên cửa hàng thì mình có thể hỗ trợ Hoài mua ở trên livestream cho chị Vân Nguyễn nhá. Hôm nay thứ nhất là em sẽ có mức giá giảm rất là nhiều này, và thứ hai ở trên livestream nữa thì các chị nhà mình sẽ có là cái nhiều cái chương trình ưu đãi lắm. Mua giá trên live sẽ mềm hơn cửa hàng rất là nhiều nha chị Vân Nguyễn nha. Hoài kiểm tra thêm lượt chia sẻ một lần nữa, tại vì lượt xem các chị mình đang rất là cao. Mình có thể hỗ trợ Hoài một xíu nữa các chị ơi, chia sẻ livestream cho em, comment cho em đó săn tặng quà siêu xịn nha. Tặng quà siêu xịn hoặc là săn quà siêu xịn đều rất là ok. 176 lượt chia sẻ rồi, nhưng mà lượt chia sẻ của mình vẫn chưa đủ các chị mình, tăng lên cho Hoài 200 lượt chia sẻ đi. Gần 300 các chị mình đang xem mà sao lượt chia sẻ mình thấp quá ta. Các chị mình chia sẻ hỗ trợ Hoài mỗi chị một lượt chia sẻ đi ạ. Đủ 200 lượt chia sẻ này. 2 phút để các chị mình comment cho em hoặc là săn quà siêu xịn và kèm tag 3 người bạn vào xem livestream và chia sẻ cho em Hoài ít nhất cho em là 3 lần thì Hoài sẽ bắt đầu lướt tặng xem chị nào may mắn nhận được món quà đầu like này nha. Món quà này hồi nãy giờ là muốn tặng lắm rồi, nhưng mà chưa có chị nào đủ cái kiểu như là điều kiện để Hoài tặng ấy. Tại vì nhà em target đưa ra là phải đủ 200 lượt chia sẻ thì Hoài mới có tặng quà được nha. Các chị mình cố gắng là chia sẻ giúp em thật nhiều ạ. Chia sẻ comment tương tác cùng Hoài với Như thật nhiều nhá. Rồi 182 lượt chia sẻ. Chắc là bây giờ sẽ để Như vào bán sản phẩm đi, sau đó thì Như sẽ tặng quà các chị mình luôn. Em nghĩ là tới lúc mà Như vào thì chắc là lượt chia sẻ mình cũng ok. Rồi bây giờ Hoài sẽ giới thiệu sản phẩm Hoài một lần nữa nha. Sản phẩm của Hoài đang mặc sẽ là MV1 các chị nhá. MV1 với mức giá chị em là 825.000 chiếc đầm này, giảm chứ thì còn 399.000, là giảm đã là 60-70% rồi các chị ơi. Nên là mình thích đầm này là mình chốt ngay cho em MV1 kèm thoại với mức giá 399.000, và đang chỉ còn duy nhất cho Hoài đó là size M thôi nha. Đầm này em không có size khác nữa các chị ơi, một size duy nhất cho Hoài là size M thôi. 50-55 cân mặc đẹp, chất liệu cho em Hoài sẽ là cô tông phối thêu nhá các chị mình nhá, rất là đẹp luôn. Cái hoa này sẽ là thêu trực tiếp nền vải giúp em, đó rất là xịn sò luôn đấy ạ. Bây giờ Hoài sẽ để Như qua set mới này, và các chị đừng quên là chương trình mini game của em vẫn tiếp tục diễn ra đấy nhá, nên là mình cố gắng mình chia sẻ của em thật nhiều ạ. Dạ rồi, em Như chuyển qua cho mình một cái set nha cả nhà nha. Cái set này của em thì cái size của mình nó cũng còn đầy đủ về cái chân váy, còn cái mã áo thì em chỉ cũng còn cái size nào, cái này em cũng còn đầy đủ size luôn, 3 size luôn cho mình, áo với lại chân váy luôn nha. Ôi may quá mọi người ơi. Thì nếu mà chị nào mà nãy giờ mình đang mặc size S hay là mình mặc size L gì đó mà mình chưa có được cái size của mình ưng ý á, thì bây giờ em lên luôn cho mình cái set này là nó đầy đủ size luôn. Set này thì các chị mà mình đi làm văn phòng công sở mới mặc cũng được nha. Cái màu xanh của chân váy này ở ngoài nó đẹp hơn, em thấy trong like cái màu nó không có đẹp, nó không có sang mà ở ngoài. Em thấy ở ngoài nó đẹp hơn, nó sang hơn. Cái tông màu xanh này kiểu như là màu xanh này kiểu như là nó hơi màu xanh coban hơi nhạt một xíu nha mọi người nha. Nếu mà màu xanh coban bình thường nó đậm á thì nó hơi chuẩn, còn với cái tông màu này thì nó hơi nhạt nhạt lại một xíu, thì các chị mặc lên nó không có bị kén tuổi nha. Bây giờ em Như báo mã luôn cho mọi người đặt hàng cho nó nhanh. Rồi mọi người ơi, lên cho em cái set của em này là mã áo là DK1 giúp em Như. DK1 này giá gốc là 425.000, ngày hôm nay em sale luôn cho các chị chỉ còn là 119.000 đó, em nhầm quà luôn vậy nha. 199.000 nha mọi người nha. 425.000 em sale cho mọi người còn 199.000 mã DK1. Cái áo ni như thế này em nói thật sự mọi người, cái vải mình nó rất là mềm. Cái vải này y như của mình là nó giống như là hàng mà kiểu cô tông mềm á mọi người. Nó rất là mềm, nó y chang lụa vậy đó, nhưng mà nó không phải lụa nha. Rất là mềm mọi người, nhìn này nó rất là rũ luôn. Cái phần bèo này cảm giác người mình nó hơi tiểu thư một xíu, nó hơi trẻ trung, nhưng mà không có bị bánh bèo ha. Nó có bèo nhưng mà không có hề bánh bèo. DK1 giúp em. Còn cái chân váy của em là CM1 giùm em với chất liệu là vải bố nha cả nhà nha. Vải bố này mình mọi người mình mặc lên rất là sang. Cái hàng nút của mình nó sẽ đi xéo một bên chứ không phải em Như mặc bị xéo nha. Cái này nó sẽ xéo một bên đây nè mọi người, nhìn hai cái túi này nó cân đối đúng không cả nhà. Túi này là kiểu như là hai cái nắp túi thôi chứ không có túi. Thì với cái thiết kế mà kiểu như chân váy mà nó sẽ là form nó hơi A như thế này nè cả nhà, thì mình mặc rất là xinh. Để em xem nè, cái này nó sẽ có phần bên trong nó có lớp lụa chứ nó không có quần nha cả nhà nha. Kiểu như là váy đắp chéo ra rất là xinh. Này là cài nút lên giúp em nha. Cái này mình mặc bằng cài nút luôn. Mã này là lên cho em là CM1, em sale cho mình còn 169.000. 169.000 mã CM1 giùm em nha cả nhà nha. Còn đầy đủ size SML như các chị yêu nhà mình ha. Rồi bây giờ này cả nhà yêu ơi, em muốn các chị phải chơi game thật là nhiệt tình với em Như. Đó, chơi game nhiệt tình nha. Em chào chị Vân Nguyễn nha. Hello chị. Rồi có ai chốt cái set của em chưa ta? Để em xem nè mọi người. Tại vì cái mẫu này thì em nói thật sự mọi người là không thể nào mà không lấy được. Cái với cái màu áo này em Như có hai tông màu, và chân váy của em cũng sẽ có hai tông màu cho các chị yêu nhà mình. Màu áo là một cái tông màu hồng đất là cái màu thứ nhất, cái màu thứ hai là cái màu kem em mặc trên người á. Còn trong váy của là tông màu đen này đó, chị nào mà kiểu như là thích
an toàn. Thích cái sự là basic, thấy lấy cho em cái màu đen nha mọi người nha. Còn nếu không thì mình cứ lấy cho em cái tông màu xanh, em mặc cho nhìn cho nó lạ, nó khác biệt. Đó, nó khác biệt nha cả nhà nha. Màu đen mình vẫn may là kiểu như chạy nút như thế này cho các chị. Hàng nút như thế này mình cài lại giúp em nha cả nhà nha. Mọi người nhìn này, cài nút lại thì nó sẽ không có bị hở. Với lại á, là cái mẫu này thì kiểu như nó hơi form, nó hơi a một xíu á, thì cái chị mặc nó không có bị tung bay váy gì đâu. Yên tâm giúp em, cái vải này là vải bố nha mọi người nha. Nó không phải là kiểu như là nó mềm, nhưng mà nó không phải là nó giống như là lụa nó dễ bay. Rồi, lên cho em là gì? Mã là CM1 giùm em, 169.000 mã váy, còn đầy đủ size S, M, L. Cái nào em báo là mọi người phải tranh thủ chốt liền, tại vì nếu mà chậm tay là hết nha. Váy cái này là túi giả chị Yên Thi, cái này là chỉ là cái nắp túi thôi. Cái nắp túi ấy, mọi người ơi, đây nó lên nửa trước rồi nửa sau vậy thôi, để tạo thêm cái điểm nhấn này. Nó giống như là cái váy màu đen này mọi người, cái nắp túi xinh xinh như thế này thôi. Còn áo kiểu như là tay loe như thế này thì chị nào mà bóc tay mình hơi to hơi thô xíu á, thì mình lấy cho em như 199 ngay cả áo này thôi, rất là xinh và xịn sò ha. Hai tông màu hồng này, nó cái tông màu hồng với lại cái tông màu ghe em đang mặc, màu nào cũng xinh hết trơn á. Hai cái màu này là cái màu nó dễ mặc nhất, nó không có bị kén. Với lại nhà mát là lúc nào á lên những cái sản phẩm nó cũng xử lý qua cái gọi là xử lý màu cho các chị yêu nhà mình rồi, để làm sao mà nó phù hợp với lại mặc được nhiều á, chứ đâu phải là bán một cái cho một người mặc đâu, mà bán cho tất cả các chị em nhà mình luôn. Thành ra là phải may làm sao để cho mọi người mặc nó không có bị kén, chứ mà may ra mặc bị kén thì khó bán lắm, đúng không cả nhà? Cái này là em Như nói thật sự. Rồi bây giờ là chốt chân cho em nè. Em thấy mọi người váy này có màu đen á chị. Váy này em đang mặc là chân váy này gắm hai màu này, đen với lại xanh, 169.000 mã CM1. Còn áo là DK1 giùm em là 199.000. Đó, cái chị mua hàng mình, hóa đơn của mình trên 300.000 là đã được free ship rồi. Mà hóa đơn là 495.000 là được giảm thêm 50.000. Hóa đơn của mình là 695.000 á, là được giảm thêm 100.000. Mà 995.000 là được giảm thêm 200.000. Xuất sắc chưa? Bình thường á, ví dụ như là em thấy là cái set này nè, nếu mà giá gốc bình thường cái chị mua là cái áo là đã 425.000 là giá gốc rồi, mà ngày hôm nay là sale chỉ còn là 199.000 thôi, đúng không? Còn chân váy của em này không biết là cái giá gốc là bao nhiêu, tại vì hàng của nhà mát, nếu mà các chị đã mua hàng rồi thì chị biết là chất lượng của nhà mát rồi, gọi là trên chiến trường bao nhiêu năm bao nhiêu mà cũng không bao giờ ai bị ai đánh bại. Cái chân váy này là 395.000 đó. Nếu mà bình thường mọi người mua cả set như thế này là gọi 400 × 400 là 800, gần 900.000 cả set. Mà bây giờ ngày hôm nay em bán cho mọi người có bao nhiêu đâu, chân váy em sale còn có 169.000 nè. Mà em vừa thấy là với những mẫu chân váy này nè, cái chị nhà mình á, mình đi làm văn phòng công sở, em thấy là màu đen mình có nhiều rồi, mình chuyển hướng qua lấy cho em màu xanh đi. Với cái tông màu xanh này mình phối cho em một cái sơ mi trắng đơn giản bình thường thôi, cái chị đơn giản bình thường vậy thôi là đủ đẹp rồi. Hoặc là mình phối cho em một cái áo thun trắng thôi nha, mình mang cho em một đôi sneaker thôi nó cũng phù hợp nữa. Rất là nhiều kiểu phối đồ đó mọi người ơi, nếu mà mọi người thích thì mọi người có thể phối kiểu y chang là em đang phối sẵn như thế này luôn, còn không mọi người cứ phối những cái kiểu mà em gợi ý thử. Nếu mọi người ở nhà là em biết là các chị cũng sẽ có áo sơ mi áo thun đúng không, mình về mình phối thử, mình mua cả một set này, các chị mặc xong các chị tách lẻ ra, các chị phối cho em được hàng ngàn bộ đồ nữa, quá xịn sò luôn. Rồi mã sản phẩm DK1 199, còn áo là CM1 nha. Để em slide em xem thử là, thôi bây giờ chắc là em chuẩn bị em tặng quà đi, em muốn tặng quà cho mọi người quá à. Đồ mát mặc 5-6 năm vẫn bền, trời cảm ơn chị Trần Thùy Anh nhiều nha, xuất sắc chị ơi. Em đọc cái comment của chị tự nhiên em vui hớn hở luôn đó mọi người. Thiệt sự không thể nào mà che đâu được. Vậy áo còn size M màu da không? Áo này em còn size M màu da chị Viên Ninh, cái này em còn đủ size hết nhá. Áo hay là chân váy gì còn đủ size S, M và L hết cả nhà yêu ơi. Mọi người ơi, em còn đầy đủ size. Rồi, ủa quá mình không, mình mua. Ủa vậy hả chị Uyên Thi, tiếc vậy. Vậy bữa nay tranh thủ săn sale nha. Cứ xem like của em là vừa săn được sale mà còn vừa được chơi game tặng quà nữa chị Uyên Thi nha. Bữa nay mới thấy chị Uyên Thi này, hình như mấy buổi trước chị chưa có xem được like đúng không? Rồi mọi người, giống như là chị Thùy Anh đã nói, khi mà các chị mua hàng của nhà mát á, không những là các chị mặc 1 năm 2 năm mà 5 6 năm sau các chị mặc nó vẫn bền, đó là gọi là thương hiệu, chất lượng là ở đó mọi người. Có thể là ngày hôm nay các chị mua một cái sản phẩm nó đẹp, cái chị mặc lên ok, ngày hôm sau qua tầm năm sau cái màu nó phai nhạt, cái chị mua là 1 triệu đó, 2 triệu đó, nhưng mà cái chất lượng nó không có. Còn đây các chị mua hàng của nhà mát, chất lượng nó đi cùng với mọi người. Có những cái mà mọi người mua 10 cái áo giá nó rẻ nhưng mà mọi người mặc được một hai lần, còn mọi người mua một cái áo nhà mát như thế này,
mọi người mặc cả 10 năm cái chất liệu nó cũng không bị phai, mọi người giặt đi nó cũng không có bị nhầu nhăn gì hết đó, mọi người không bị hư hỏng gì, thì tại sao mà mình không để cái số tiền đó mình mua những cái sản phẩm nó chất lượng như thế này, đúng không? Rồi bây giờ là em lên lại cái mã rồi em kiểm tra lại cái lượt chia sẻ, rồi em muốn tặng quà cho mọi người luôn nè. À, chị thấy lần đầu em like nè, vui quá mọi người ơi, hãy mua đi, mình đã mua bên nhà mát rồi, xin rẻ đẹp lắm mọi người. À mua đi mọi người, à trời ơi, chị Vân Nguyễn, một chị Vân Nguyễn đang gọi là một cái kêu gọi mọi người dùng cho em Như luôn á các chị. Nhiều khi em đứng đây em nói các chị vẫn chưa tin lắm, nhưng mà khách hàng của nhà mát mua trải nghiệm thì các chị sẽ có độ tin tưởng hơn, đúng không cả nhà? Cũng giống như em, hình như mình đi mua một cái sản phẩm gì đó mà đọc những cái phản hồi, những cái feedback của những người đã mua rồi, đã trải nghiệm rồi thì mình cũng sẽ có lòng tin hơn là người bán. Tại vì cái tâm lý của mình nè, khi mà người bán nói là mọi người kêu là mời chào, mọi người không có thích bằng những cái phản hồi của những khách hàng đã trải nghiệm thật sự. Thì bây giờ những khách hàng của nhà mát đang trải nghiệm thật sự và mọi người đang chia sẻ, thì cái trong cái live này em chỉ là chị em mình đang chia sẻ làm đẹp thôi chứ cũng không có gì hết. Em đứng đây em trải nghiệm được cái sản phẩm của nhà mát, em đưa đến cho các chị, nếu các chị thích, các chị muốn trải nghiệm thì các chị là người thực sự mua cái sản phẩm đó, mọi người về mọi người mặc, chứ đâu phải là em Như mặc đâu, đúng không? Em chỉ đang có đẹp như thế nào, có những chi tiết nào, chất liệu như thế nào, em mặc em cảm thấy sao, em truyền đạt hết lại cho mọi người. Còn cái quyết định và bỏ số tiền ra mua hay không là ở các chị nha. Bây giờ là các chị là những người mua hàng rất là thông minh và cực kỳ tinh tế, thì em Như tin chắc rằng khi mà mọi người đến livestream của nhà mát thì mọi người sẽ tìm hiểu trước tiên là sản phẩm của nhà mát đến chất lượng, rồi mọi người vào đây mọi người xem like, mọi người yêu thương ủng hộ thì mọi người mới mua cái sản phẩm đó về là đẹp cho mình nha. Rồi DK1 199.000 là áo của em đang mặc với hai tông màu hồng và tông màu kem, còn váy của em là CM1 giá 169.000, rẻ không cả nhà, phải gọi là rẻ luôn hết các chị ha. Hai tông màu đen và tông màu xanh đầy đủ size F, M và L. Chắc là bây giờ em Như muốn tặng quà luôn cho nó vui đi mọi người, tại vì bây giờ mà em đợi mọi người lâu quá. Em muốn tặng quà luôn nha. Cảm ơn chị Mai Thi nha, chị yêu của em. Chị yêu Mai Thi của em, thật sự ngày nào cũng thấy chị hết trơn á, vui dễ sợ. Rồi, 206 rồi, đúng lượt luôn. Trời, em đứng em nói vậy mà em tưởng đâu là mọi người không thương, không chia sẻ em nữa là em buồn. Rồi, chơi game nha mọi người ơi, bây giờ nè. Chơi game như thế nào đây? Mọi người muốn em là đếm ngược nữa hay là mọi người muốn nghe là đón số đấy cả nha? Thôi bây giờ mình đếm ngược rồi một lát rồi giữa like là em cho mọi người gọi là hãy chọn giá đúng đi ha. Rồi bây giờ là em sẽ đếm ngược nè. Chị yêu nào đang xem like của em bây giờ đừng ra ngoài nha. Hơn gần 250 chị đang xem like nè. Chấm là bài like liên tục lên cho em, comment cho em nè. Săn hàng, săn quà siêu xịn hoặc săn hàng siêu xịn tan cho em 3 người bạn, chia sẻ ít nhất 3 lần ở chế độ công khai cho bé Như. Bé Như sẽ tặng cho các chị yêu một chiếc áo 2 dây lụa và có tăng đơ xịn sò với cái tông màu cam ngọt nước như thế này. Mặc vào mà các anh không đổ là em Như thua luôn á nha. Rồi bây giờ nè mọi người, 5 giây cuối cùng, em Như tặng xong em Như qua mẫu luôn, không phải mất thời gian nữa. Nhanh tay chốt lẹ cho em nè. Rồi đếm ngược để em Như thoát ra một cái nè. Rồi em Như vào lại thì mới thấy được cái comment của các chị Như nhà mình để em đọc. Rồi em Như thoát ra rồi. Bây giờ em đếm ngược 5 giây nha, chị nào chưa chia sẻ, chưa comment đâu, nhanh tay chốt nha em nè. Đếm ngược nha mọi người. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Em Như xin phép vào lại livestream. Livestream của em Như đâu rồi? Đây, comment nào hiện lên. Rồi, em thấy được comment hiện lên là của chị Thiều Huyên. Đó, Thiều Huyên là hiện lên kiểu như là người nhảy cuối cùng á mọi người. Chị có tan bạn bè săn hàng siêu xịn có chia sẻ rồi. Em xin kiểm nhờ hệ thống kiểm tra lại là chị có chia sẻ ít nhất 3 lượt hay không để em trao phần quà cho mọi người nha. Rồi, để em coi. Rồi hệ thống đã báo cho mình là chị đã có chia sẻ nè. Rồi em xin chúc mừng chị Thiều Huyên. Chị Thiều Huyên ơi, chị là người may mắn ngày livestream ngày hôm nay đã nhận cho em một cái phần quà này, không tốn bất cứ một cái chi phí nào hết, kể cả tiền ship luôn nha. Chỉ cần ở nhà nằm yên ở đó em Như gửi quà tới tặng cho chị, được không? Rồi chị Thiều Huyên chấm bài lên cho em cái để em biết là chị còn đang trong livestream nha. Em Như qua mẫu luôn nha cả nhà. Còn chị nào đặt cái áo với cái chân váy thì nhanh tay lên cho em luôn. Em có đòn ganh ghim mã với ghim giá bên dưới nha. Rồi qua mẫu luôn các chị yêu nhà mình ơi. Rồi ok, bây giờ Hoài sẽ qua mẫu tiếp theo nhá. Hoài sẽ qua một mẫu siêu xinh cho các chị mình với mức giá giảm cũng rất là mềm đấy ạ. Bây giờ thì mẫu này Hoài đang có cho các chị mình đó là một set nha.
một chiếc áo cách điệu cho em Hoài kiểu dạng áo kiểu này. Phối cho em Hoài nữa đó là một chiếc chân váy với vải bố rất là đẹp luôn, bố phối ren các chị mình nhá. Em này là một những trong những sản phẩm rất là bán hot của nhà MAC. Thì bây giờ Hoài sẽ giới thiệu luôn sản phẩm các chị mình, tại vì cái em áo này hôm nay có mức giá giảm mềm lắm. Áo của Hoài đang mặc thì chỉ có duy nhất một màu cho các chị mình thôi, nhưng mà áo này đang lẻ size rồi ạ. Áo này Hoài chỉ còn cho mình đó là size M và size S thôi các chị mình nha. Áo chỉ còn size M và size S thôi ạ. Áo lên mã cho em Hoài sẽ là, mẫu này sẽ là VN1 nhá. À quên, cái này là CN1 các chị ha. CN1 giảm trực tiếp cho em Hoài chỉ còn là 199.000 cái mã áo của Hoài đang mặc thôi. Còn cái mã VN1 của Hoài đang mặc á là một chiếc chân váy rất là đẹp luôn. Em này thì mình có tới tận 2 màu nha. Chân váy Hoài có 2 màu cho mình ạ. Chân váy đẹp không các chị mình ơi. Cái này sẽ là bố hạt phối ren các chị mình ha. Em này có mức giá giảm cho em Hoài đó là 725.000 là mã chân váy Hoài đang cầm. Để các chị thấy một chiếc chân váy mà có mức giá cho em là 725.000 thì nó phải rất là đẹp nha. Thì mới có cái mức giá này được. Tại vì hàng thiết kế thì bao giờ mức giá nó sẽ cao hơn những hàng khác. Tại vì thứ nhất là chất liệu này, thứ hai là cái form thiết kế ram từng đường kim mũi chỉ rất là sắc nét nha. Cái mã VN1 này 725 em giảm tiếp còn 349.000 ạ. Tính ra nguyên set rất là mềm nha. Áo 199.000 một màu, còn size SM giúp em màu hồng rất là ngọt ngào. Phía trên cho em Hoài là phối form cổ trụ các chị ha. Kết hợp cho Hoài đó là phần khuét giọt nước ở ngay ở phía trên chiếc ngực này, nhưng mà em này hổng hở nha. Phía dưới lên form cho em là form dáng ngắn crop top, và em này thì sẽ có line bản cho em đó là tầm 7 xăng, dập ly cho em hoàn toàn luôn, màu hồng phấn rất là đẹp ha. Chân váy Hoài đang có là 2 màu đó là đen và trắng ạ. Chân váy có đầy đủ size nha, 3 size giúp em đó là size S, size M và size L. 349 mã chân váy đấy các chị ha. Bây giờ chị nào thích mẫu này thì mình có thể chốt luôn cho em, tại vì số lượng hiện tại tất cả những mẫu sản phẩm này nhà em vẫn còn rất là ít cho các chị mình, và bán thì cháy hàng cực kỳ luôn nha. Nên là mình quan tâm mẫu nào là mình phải chốt luôn. Và cái trong chương trình livestream ngày hôm nay á, thì em sẽ lên cho các chị mình mức giá giảm rất là nhiều trên nhiều sản phẩm nữa. Nên là mình thích mẫu nào là mình nhớ trong livestream cùng Hoài tới cuối nhá. Cái mẫu áo này mình mặc cho em Hoài á, chị nào mà thích kiểu phong cách hơi nhẹ nhàng một xíu này, ngọt ngào một xíu, mình lấy ngay cái màu hồng phấn của Hoài đang mặc nha. Ở trên live các chị không biết là có thấy rõ cái màu hồng phấn không ạ? Nếu như mà các chị nhà mình đang xem livestream á, mà ví dụ như là mình bị kiểu như là mình ở đây các chị mình nhá, nếu như mình đang xem mờ này, cái này Hoài sẽ hướng dẫn các chị mình nhá. Nếu như mình đang xem livestream bị mờ, mình sẽ bật vào cái nút 3 chấm ở phía bên tay phải của cái máy điện thoại nha, và mình chọn cho em Hoài về cái thay đổi chất lượng video này. Đấy, hiện tại là Hoài đang ở cái 240 là rất là thấp luôn, là Hoài xem livestream nó sẽ bị mờ ấy. Mình có thể chọn vào 720 các chị nhá, là cực kỳ nét luôn ạ. À, mờ hay là nét thì tại vì hiện tại là Facebook đang có một cái kiểu như là chắc là đang test thử hay sao á, Hoài thấy tự nhiên nó thay đổi cái chất lượng video rất là nhiều, có nghĩa là nó tự thay đổi luôn. Là mình có thể bật vào cái nút 3 chấm ở phía bên trên tay phải của cái livestream và mình chọn vào cái thay đổi chất lượng video nhé. Thì nó sẽ có cái phần thay đổi là 720 hoặc là 240 này, 360 các chị nha. Mình chọn cho em Hoài vào cái mức cao nhất đó là 720 thì xem cái livestream nó sẽ nét nhất các chị ha. Rồi fan cứng của nhà MAC chị Thiếu Huyền là fan cứng mà hôm nay nhận được quà rất là ok chị yêu ha. Rồi CN1 trên 199.000 mã áo. Cái CN1 này rất là đẹp các chị ơi, cái áo của Hoài đang mặc xinh lắm. Áo này mình có thể phối với quần jean hay là quần tây, hay là phối với chân váy như Hoài đang mặc cũng được. Còn cái form chân váy này thì quá đẹp. Thực ra cái mẫu chân váy này bình thường là hồi trước nhà em có một set các chị, là có một cái mẫu áo đi kèm, nhưng mà thực ra là có thể bán set và có thể bán rời. Thì hôm nay Hoài không bán cùng kèm áo mà Hoài bán rời nha. Tính ra nguyên cảnh của Hoài đang mặc nếu như mà giá gốc thì em này hơn 1 triệu cái set của Hoài đang mặc, tại vì riêng cái chân váy là đã 770 rồi. Cái chân váy là 770 rồi, nhưng mà hiện tại là cái nguyên cành này thì phải 1 triệu 2 triệu, nhưng mà hôm nay mua cho em Hoài với mức giá siêu mềm đó chỉ tầm là 600.000 thôi các chị ơi, tầm hơn 600.000 một xíu thôi, tính ra là giảm hơn 50% nha. Nên chị nào thích mẫu CN1 hoặc là lên mã cho em Hoài là VN1 thì kèm cho em Hoài ngay ạ. Cái váy cho em là VN1, còn áo cho em sẽ là CN1 các chị mình nhá. Thích mẫu nào là chốt đơn ngay mẫu đó. Lên mã sản phẩm thì phải bổ sung số điện thoại giúp em. Chị nào mà thích cái form dễ mặc thì mình lựa ngay chân váy màu đen. Chân váy màu đen là rất là dễ phối đồ nhá. Phối áo màu cũng được, phối áo trắng cũng được này. Phối với tất cả sản phẩm luôn. Nào mình thích mình phối áo sơ mi đi các chị yêu, hay là mình phối cho em Hoài với áo dây, áo kiểu này, áo thun cũng rất là đẹp. Còn đối với màu áo á, thì Hoài đối với màu trắng á, thì mình cũng có thể phối với áo màu nha. Màu trắng thì nhìn nó nhẹ nhàng hơn xíu, ngọt ngào hơn xíu các chị ha. Chân váy trắng mà còn tầng ren nữa thì bảo sao, cái này mà các anh nhà mình không thích nữa thì thôi các chị ha. Nhìn kiểu nhẹ nhàng thơ thơ sao rất là sang. Còn mẫu áo của em đang mặc thì phối quần jean là đẹp các chị ơi, phối với chân váy, quần jean, quần tây đều rất là sang nhá. Cái form áo này là một trong những sản phẩm mà nhà MAC bán rất là chạy và khách cực kỳ ưa chuộng luôn. Là chị yêu nào mà đang quan tâm mẫu này thì nhanh tay chốt ngay mã giúp em nha. Số lượng siêu ít đấy ạ.
Hiện tại là mẫu áo của em thì đang có là đang là lẻ size rồi, áo chỉ còn cho các chị cái mẫu áo này cho em Hoài này, để Hoài xem áo hay là chân váy đang lẻ size. Đúng rồi, cái mẫu áo Hoài đang lẻ size chỉ còn size SM thôi nha, áo không có size L được các chị ha. Là các chị mình biết sản phẩm bán chạy như thế nào ạ? Đối với một cái sản phẩm rất là hot thì nhà em thường là sẽ cháy hàng rất là nhanh. Hiện tại Hoài chỉ còn cho mình đó là size M, S và size M cho mẫu áo thôi, còn chân váy đang có đầy đủ size ha. Chị nào cần tư vấn size mình cứ comment này, các chị mình chia sẻ livestream giúp em thật nhiều nha, để Hoài xem nào, nếu như lượt chia sẻ của mình tiếp tục tăng thì xíu nữa em Hoài và Như sẽ tiếp tục chơi mini game với các chị mình đấy ạ. Phần quà vẫn còn rất là nhiều nhá, các chị nhà mình có muốn nhận phần quà cho em Hoài là một chiếc áo kiểu như là áo khoác gần giống như là áo cardigan nhưng mà em này mặc theo kiểu áo thun cũng được và mặc theo kiểu áo khoác cũng được thì mình chia sẻ livestream thật nhiều nha. Đây là món quà xíu nữa nhà em sẽ tiếp tục tặng các chị mình ạ. Nên là chị nào mà đang muốn nhận cái món quà này cho em thì chia sẻ livestream giúp em thật nhiều nha. Tăng lên 500 lượt chia sẻ. 500 lượt chia sẻ thì Hoài và Như sẽ tiếp tục tặng quà. Bây giờ Hoài xem là lượt chia sẻ các chị mình là bao nhiêu này. Đây hiện tại là mình đang là 250 thì Hoài sẽ cần 250 lượt chia sẻ nữa nhá thì Hoài và Như sẽ tiếp tục chơi mini game với các chị mình ạ. Xíu nữa chắc Hoài sẽ chơi đoán giá đi. Hoài sẽ để các chị mình đoán giá sản phẩm đang mặc hoặc là sản phẩm áo thì sau đó mình sẽ tặng quà ha, như thế sẽ công bằng với các chị mình hơn đấy ạ. Ôi chị nào mà quan tâm mẫu này thì nhanh tay chốt này, rồi ok chị khoai khoai nha. Các chị mình thích mẫu nào là mình cứ lên cho em mã sản phẩm kèm thôi. Các chị mình ơi, nếu như mà mình nhận quà là mình không có cần trả phí ship nha. Khi mà mình nhận quà mini game của nhà em á là mình không có tốn phí ship khi mà mình mua hàng, mình chỉ cần cho em đó là mã sản phẩm kèm thôi. Nếu như mà chương trình mini game mình trúng quà thì mình không có mất phí ship. Còn nếu như mua hàng thì hóa đơn trên 300k thì sẽ được free ship nha. Hóa đơn trên 300k sẽ được free ship. Hóa đơn cho em từ 495.000 được giảm trực tiếp 50k và còn được free ship nữa. Hóa đơn trên 695.000 vừa được free ship vừa được cho em Hoài đó là giảm 100.000. Hóa đơn cho em Hoài trên đó là 995.000 thì sẽ được giảm 200.000 và áp dụng luôn chương trình free ship các chị nhá. Tính ra là ưu đãi cực kỳ luôn các chị nhà mình, nên là hôm nay mình thích mẫu nào là mình nhanh tay chốt luôn cho em Hoài ạ. Bằng cách đó là lên mã sản phẩm kèm số thoại cho Hoài trên cùng một dòng comment nha. Mẫu này thì Hoài sẽ chốt nhanh các chị ha. Hoài chỉ chốt 3 phút cho mẫu này nữa thôi ạ. 3 phút cuối cùng để các chị mình chốt mã sản phẩm này thì sau đó Hoài sẽ tiếp tục lên mã mới nha. Tại vì hôm nay còn rất là nhiều sản phẩm phía sau nên các chị mình tranh thủ mình chốt đơn này. Hiện tại Hoài đang ở phút thứ 36 các chị nhá. Phút thứ 39 là Hoài sẽ qua mẫu ạ. Phút thứ 39 là Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu mới. Nên các chị mình thích mẫu này là phải chốt nhanh. Em này lên chất bố hạt, bên trong có lớp lót giúp em nha. Đây các chị mình, bên trong cho em Hoài sẽ có lớp lót, đó là may cho các chị lớp lót chứ không phải là quần các chị ha. Lớp lót bên trong chứ không phải là may quần, các chị lưu ý giúp Hoài. Phía sau có kết hợp cho Hoài dây kéo khóa. Còn cái em áo của Hoài đang mặc thì em nghĩ là nhiều chị sẽ thắc mắc là mặc vào như thế nào. Thì nó sẽ là kéo hông bên, kéo khóa bên hông các chị nha. Kéo khóa bên hông giúp em, nên mặc vào rất là dễ thôi. Tại cái em này thì phía sau sẽ là bo cứng chứ không phải bo chun, nhưng mà em này sẽ kéo khóa bên hông nên mặc vào rất là dễ. Và đặc biệt là cái vải này các chị mình rất là xịn sò, không có nhăn không nhào nha. Là chị nào quan tâm mẫu này thì nhanh tay chốt đơn giúp em Hoài này. Lên mã sản phẩm nhớ bổ sung số thoại cho em Hoài trên cùng một dòng có vân. Hoài chỉ còn 2 phút cuối thôi đấy ạ. 2 phút cuối để các chị mình chốt set này này nhanh tay. Tại vì cuối live thì Hoài sẽ dành một ít thời gian tầm 5 phút để review tất cả các mã cho các chị mình, để các chị yên tâm nha. Cuối live Hoài sẽ có tiếp tục cho chị mình cái chương trình review đấy ạ. Nên là chị nào mà vào sau mình lỡ cái sản phẩm nào thì mình cứ yên tâm là xíu nữa nhà em sẽ review lại các chị mình, nên là mình cứ ở trong cuối trong live stream cùng Hoài tới cuối live nha. Thích sản phẩm nào là chốt ngay, tại vì lần đợt này nhà em chỉ áp dụng duy nhất đó là trước 12 giờ đêm nay nha. Tất cả mã sản phẩm chỉ áp dụng trước 12 giờ đêm nay. Qua 12 giờ đêm thì tất cả mã sản phẩm đều về giá gốc. Tại vì trong mỗi live nhà em lên mã khác nhau ấy, nên nhà em không có chốt sau live quá lâu các chị nhá. Trước 12 giờ đêm thì mình chốt được với mức giá sale này. Qua 12 giờ đêm nay thì tất cả mã sản phẩm đều về giá gốc đấy ạ. Là mình thích mẫu nào để chốt luôn chị em bằng cách đó là lên cú pháp mã sản phẩm kèm số thoại cho Hoài ở trên cùng một dòng comment nha. Bây giờ Hoài để xem nào. Bây giờ hiện tại là Hoài đang chỉ còn cho mình 1 phút 30 giây cuối cùng thôi ạ. 1 phút 30 giây cuối cùng để chốt cái set của Hoài đang mặc và sau đó Hoài sẽ tiếp tục lên mẫu mới nha. Nhanh tay lên mã sản phẩm kèm thoại giúp em này. Ủa các chị yêu ơi, bây giờ mình đang thích lên sản phẩm nào ạ? Các chị nào mình có hồng váy không? Em đang có một chiếc váy rất là xinh thì hiện tại là còn 1 phút nữa để các chị chốt set của Hoài đang mặc. Thì sau đó Hoài sẽ để Như qua một bộ váy vàng rất là sang nha. Nếu như lượt chia sẻ mình đủ rồi thì em tiếp tục sẽ chơi game với các chị mình đấy ạ. Bây giờ Hoài sẽ đọc lại mã sản phẩm của Hoài đang mặc nhá. Em áo của Hoài đang mặc lên mã sản phẩm cho các chị là mình là CN1 ạ. CN1 là mẫu áo của Hoài đang mặc với mức giá sẽ là 199.000. Chân váy của Hoài đang mặc thì sẽ là VN1 các chị nhá. VN1 là mẫu áo, chân váy của Hoài đang mặc với mức giá cho em là 349.000. Mẫu này tất cả cho em Hoài hai chân váy hai màu đều có đầy đủ size. Nhưng cái mẫu áo của Hoài đang mặc thì chỉ còn cho mình đó là size M thôi. Thì nhá, mình mặc đi chơi cũng được, mặc đi tiệc cũng được, mặc đi làm cũng được. Không nữa mình mặc ở nhà chồng con cho họ hàng mình ngắm này, rồi cho kiểu như là bố mẹ mình ngắm thôi cũng được. Mà cái form dáng thì quá là dễ mặc các chị ha. Vừa
vừa dễ thương vừa dễ mặc này, cũng không kém phần sang trọng nha. Mình chỉ cần phối cho em với những cái concept khác nhau là sẽ có cho em hoài những cái kiểu như là sẽ có sự đổi mới trong sản phẩm, một chân váy phối rất là nhiều áo, một áo phối rất là nhiều chân váy các chị ha. Là mình thích mẫu nào là mình nhanh tay chốt đơn giúp em. Rồi ok, bây giờ hiện tại là thời gian livestream của mẫu này, như đã hứa thì Hoài đã hết thời gian cho mẫu của Hoài đang mặc nha. Bây giờ Hoài sẽ tiếp tục lên mẫu khác các chị mình nhá. Bây giờ thì Hoài sẽ tiếp tục lên một cái mẫu đầm khác cho các chị mình ạ. Nên chị nào quan tâm mẫu này cứ chốt cho em là VN1 cộng CN1 cho em Hoài để chốt nguyên set. Với mức giá áo sẽ là 199.000, còn chân váy cho em sẽ là 349.000 nha. Size số sẽ có các bạn nhân viên nhà em inbox và tư vấn cho mình ạ. Bây giờ sẽ để bạn Như qua mẫu nhé. Rồi, em Như qua cho mọi người một cái em váy baby doll cực kỳ xinh luôn. Và em mong là cái váy này sẽ là một cái phải bùng nổ đơn liền cho em Như. Tại vì số lượng nó còn rất là ít. Thì em mong là 1 phút 30 giây mọi người chốt lẹ luôn cái xe cái váy này. Nhìn cái màu vàng này nhưng mà kiểu như là nó tươi nha cả nhà. Nó tươi, nó nhiều năng lượng giống như là mặt trời chói chang. Nhưng mà không có bao giờ nào bị kém sang hết trơn á. Em nói thật sự nó không bị kén da. Rồi nè, bây giờ là em Như lên cái mã này là cái chị phải chốt liền cho em Như. Không biết là hồi nãy chị Thiều Huyên bảo là fan cứng của nhà mát luôn hả? Ok chị nha. Cái này là không còn phải chịu ship luôn chị. Bên nhà mát là tặng miễn phí từ A tới Z luôn. Rồi bây giờ này cả nhà ơi, lên cho em một cái áo phông váy Barbie doll này. Cái mẫu váy này thì em nghĩ là mình có thể mặc đi chơi ở nhà, hay là thậm chí các chị mặc đi biển cũng xinh nữa. Và nó không có bị kén dáng bầu bí gì là bon chen, thoải mái cho em Như nha. Rồi đây này, em Như sẽ lên cho mọi người là mã VC1 giùm em với chất liệu là cốt tông tơ nha cả nhà. Cốt tông này, cốt tông tơ mọi người nghe không? Nó mềm mại gì đâu á cả nhà ơi, với giá gốc là 595.000. 595.000 ngày hôm nay nhà mát sale cho mọi người là còn 399.000 thôi. 399.000 thôi nha cả nhà yêu ơi. Chị yêu nào mà ưng cái mẫu này thì bây giờ các chị nhà mình phải chốt liền cho em là mã gì đây? VC1 và 2. Cái này là em chỉ có 1 à 2 tông 3 tông 1 ủa 3 tông màu lần nữa các chị. 3 tông màu 1 2 3. 3 tông màu này mọi người, trắng, đen với lại vàng. Đó, bình thường ví dụ như các chị thích màu trắng với màu đen nó basic rồi đúng không? Lấy cho màu vàng. Tin em Như một lần đi. Tại vì màu vàng này nó không có bị kén da em Như mặc lắm. Em Như da là da ngâm á cả nhà. Nhưng mà mặt không hề bị kén xíu nào hết trơn á. Thành ra là cái chị nên lấy cho em màu vàng luôn. Còn màu trắng với màu đen thì em còn rất là ít để em cài lại cái nút này nè. Tại vì nãy giờ quên cái nút này mất. Rồi, 399.000 giùm em nha. Cái này là cái chị nên lấy cho em còn đầy đủ size. Nhưng mà với lại á là cái form Barbie doll mà kiểu như là đuôi cá như này này cả nhà, mặc lên xinh ha. Mặc lên kiểu nó trẻ, nó hết tuổi hết lắm luôn. Chị yêu nào thích là chốt đơn liền cho em. Rồi bây giờ nè, em đã tặng quà, em đã chơi game nhiệt tình với mọi người rồi, là mọi người phải nhiệt tình lại với em Như nha. Form đằng sau cái bèo của mình nó sẽ viền theo thêm một cái đường ren nữa nè các chị. Và cái tông màu đen này thì em thấy ôi cái vải mềm ghê các chị ha. Cái vải này mềm nhưng mà nó không có nhăn nha. Mọi người nhìn cho em Như này, không hề bị nhăn luôn. Mặc rất là sướng. Với cái form này ví dụ như em Như có 44-45 cân à. Bình thường á em thấy là những cái chỗ khác á, người ta lên cho mình mặc cái form Barbie doll nè các chị, mà mình thấp hơn, gọi là cái số cân của mình thấp hơn so với cái form váy á, cái chị mặc lên nó không đẹp. Nhưng mà khi mà cái chị mặc của nhà mát lên á, em thấy rất là xinh luôn á. Cực kỳ xinh nha cả nhà. Cho nên mọi người phải lái cho em Như liền. Tại vì nếu mà cái đầm này của em mà 500 mấy bình thường mọi người mua là giá gốc, ngày hôm nay em sale cho còn có 399.000 nè. Đúng không? 399.000 là đã được free ship rồi á cả nhà. Đã được free ship rồi á. Và nếu mà chị nào đã có đơn rồi, bây giờ lấy thêm là hóa đơn của mình mà 495.000 á, là em đã giảm thêm được cho mọi người thêm 50.000 nữa đúng không? Cho nên chị nào có đơn rồi mua thêm cho em liền đã đủ cái số lượng nha. Một cái đầm xinh quá mọi người ơi, nhìn cái chất vải nè. Mê gì đâu, cái cốt tông tơ á cả nhà. Cái này là màu vàng của em là em chỉ còn là 2 size M với L thôi. Còn cái tông màu trắng với đen thì em sẽ còn đủ size cho mình nha. Trắng đen em còn đủ size, còn màu vàng em chỉ còn đúng 2 size M với L. Bình thường á các chị, màu vàng á thì các chị lại mua ít hơn, nhưng mà là cái đầm này cái màu vàng các chị lại mua nhiều hơn, thành ra là mất hết trơn size S. Còn bây giờ mà các chị mà chần chờ nữa là em Như nói thật, không có cái giá này đâu. Và em nghĩ là đến khi mà các chị mà mua được cái sản phẩm này ở đâu là nó giá nó cao lắm. Tại vì các chị biết không, cái form Barbie doll may rất là tốn vải, với lại nó hơi để mà lên được mà cái form nó không có bị kén dáng á, là thật sự may phải là tay là cao thủ lắm á. Nhà mát lên form rất là xinh này, các chị nhìn cho em nè. Đó, đi biển như thế này đẹp không nè. Đi biển nè, em đang phối như kiểu đi biển là nón cói, là túi cói nè. Hoặc là bây giờ mình đang nghỉ dịch, mình ở nhà,
mình không biết mặc gì, mình cứ mặc cho em những cái form như thế này này cả nhà. Đó, những cái form đậm như này vừa dễ chịu, vừa thoải mái, mát mẻ nữa, mà kiểu như là ở nhà mình cũng xinh nữa. Đó là con gái phải xinh, đúng không? Đúng không mọi người? Rồi bây giờ này, chị yêu nào mà đặt hàng rồi, mình cho em xin cái số điện thoại nha. Tại vì nhiều khi nó bị ẩn comment, em không có thấy số điện thoại. Như lên mẫu nào là xinh lắm em mà. Trời ơi, em cảm ơn chị Vân Nguyễn nha, thích quá. Bữa sau em sẽ xin nhà máy cho em xin một cái đặc quyền, đó là chị yêu nào khen em là em tặng quà. Được không mọi người? Cứ chị yêu nào khen em là em tặng quà nha. Rồi bây giờ nè, bà chị nào mà chưa đặt hàng nhanh tay đặt hàng cho em nè. Ôi ơi, phần cứu nhẹ xinh đẹp à. Em cảm ơn chị Vân rất là nhiều. Em thấy em chào chị Dầu Lê nha. Vậy rồi đầm này của em là 399.000 đó cả nhà, em qua nhanh nha. Tại vì cái đầm này thì em không đứng lâu đâu. Có một mẫu à, cái này có một đầm một mẫu, với lại số lượng em không còn nhiều. Đây, ba tông màu này em như đứng xa xa cho mọi người nhìn nha. Màu trắng, mã là VC1, giá 399.000, còn đầy đủ size S, ML. Màu đen với tông màu vàng còn hai size M với L. Còn 399.000 mà mua được cái hàng xịn sò như thế này thì em nghĩ các chị tranh thủ nha. Cái giá gốc 595, cái giá gốc lại gần 600.000, đúng không cả chị? Và bây giờ các chị mua cái này đã được free ship rồi, thì tính ra là cái năm này là chỉ còn là tầm 300 mấy thôi ha. 300 mấy thôi. Mà nếu mà chị nào đã đặt hàng rồi á, mà sai mặt cái đầm này em thấy em xinh quá mọi người ơi. Em thấy em xinh quá, mọi người thấy giống em không? Em mặc cái đầm này lên kiểu nó trẻ trung, nó đáng yêu nhìn sao á mọi người. Em thấy cái tông màu vàng này nhìn tươi ghê, nó không có bị chói da nha. Nhiều khi em thấy là ví dụ như bình thường em like á, mà cái màu vàng nhiều khi em mặc vào nó chói sáng lắm luôn á. Còn riêng cái màu này kiểu như là màu vàng nghệ á các chị. Cái màu vàng này của em là màu vàng nghệ, không có phải là màu vàng tươi. Thành ra cái chị mặc lên nó rất là sang, rất là đẹp. Ví dụ mình thích mặc cái form nó ôm, nhà mình có cái đai không các chị? Một cái đai lưng á, mọi người thắt vào cho em là nó thành một cái đầm, kiểu như mình đi tiệc cũng được luôn. Được không nè, mình về mình thắt cho em một cái nịt nữa. Còn mình thường mình muốn mặc thoải mái, dễ chịu thế này cứ mặc lên form. Xinh lắm, em xoay vòng cho cả nhà xem nha. VC1 của em 399.000. Rồi, chị yêu nào đặt hàng nhanh tay giùm em. Bây giờ này cả nhà ơi, em sẽ phổ biến lại cái lượt chơi game như thế này để mọi người nắm. Rồi em sẽ qua mẫu tiếp cho mọi người luôn nha, cái này em qua nhanh. Rồi, chơi game là như thế này, chỉ cần chia sẻ cho em ít nhất là 3 lần ở chế độ công khai. Xong rồi mình vào đây, bây giờ mình đổi đi ha mọi người ha. Mình đổi cho em cái comment là cái gì ta? Đổi cho em cái comment là váy xinh đi. Em thấy cái váy này xinh quá, em mặc và em thấy xinh quá, em muốn mọi người comment là váy xinh chứ không có gì hết trơn á. Comment cho em là váy xinh để mình gọi là đổi cái cú pháp thay lúc nãy á. Lúc nãy là săn hàng siêu xịn đúng không? Bây giờ comment cho em là váy xinh. Tan cho em 3 người bạn, chia sẻ cho em ít nhất là 3 lần chế độ công khai. Xong rồi mình vào đây, mình tương tác nhiệt tình lên để nó không có bị ẩn. Tại vì một lát á, các chị mà em đếm ngược nó bị ẩn rất là đáng buồn. Với lại khi mà các chị có chia sẻ nhiều, các chị có tương tác nhiều thì các chị comment nó nhảy lên rất là nhanh, nó không có bị nhảy chậm á nha. Rồi bây giờ em Như nè sẽ đọc lại cái mã này cho các chị nhìn một lần nữa nha. VC1 giúp em 399.000 với chất liệu là vải cô tông tơ nha mọi người. Cô tông tơ màu vàng còn hai size ML, còn trắng đen em còn đầy đủ size. Chị yêu nào đặt hàng nhanh tay chốt đơn cho em. Một lát nữa em tặng cái gì thì tờ một xíu chị Hoài vào, chị Hoài sẽ nói cái quà tặng cho mọi người. Bây giờ em Như xin phép qua mẫu nha cả nhà yêu nha. Ok, bây giờ thì Hoài sẽ qua mẫu mới nhá. Như quà tặng hồi nãy thì Hoài đã nói với các chị mình rồi ha. Quà tặng tiếp theo sẽ là một chiếc áo dạng cây cardigan. Thì em này vừa là màu khoác được, vừa là màu thun được cho em Hoài. Các chị mình nhớ là comment cho em Hoài là đầm xinh nha. Đầm xinh kèm tắc 3 người bạn vừa xem livestream này và chia sẻ livestream cho em thật nhiều đi ạ. Bây giờ Hoài sẽ lên một cái sản phẩm rất là hot hit giới thiệu mình. Hồi nãy giờ nhiều chị hỏi là sản phẩm nào có mức giá cho em là 86.000 ạ. Bây giờ Hoài sẽ lên ngay cái sản phẩm có mức giá 86.000, siêu rẻ cho các chị mình nha. Cái đầm này, cái áo này là cái mẫu sản phẩm mà nhà em tri ân đến các chị mình đây. Là chị nào mà đang quan tâm sản phẩm này là nhanh tay chốt luôn. Bây giờ Hoài sẽ lên ngay mã sản phẩm cho các chị mình nha. Cái mẫu áo của Hoài đang mặc sẽ là TN1 ạ. TN1 Hoài đang có 3 màu để các chị mình săn nha. TN1 là mã áo này, Hoài đang có 3 màu với chất liệu cho em Hoài kiểu dạng là cái này giống như kiểu là thun len dệt, các chị mình len dệt kim rất là đẹp cho em Hoài luôn. Nhưng mà nó không có bị nhão vải nha, các chị yên tâm giúp em Hoài là hàng này sẽ không bao giờ bị nhão vải. Và em này Hoài đang có 3 màu nhá. Màu trắng này, màu trắng, màu đen và màu hồng. TN1 ạ. Màu trắng, màu đen còn duy nhất size L thôi. Màu hồng thì còn là size S, size M và size L, nhưng riêng size S còn 4 chiếc. Còn cái màu sản phẩm của hồng của Hà Long mặc thì đang có đầy đủ size. Các chị nhà mình lưu ý giúp em là chốt TN1 với mức giá 89.000 các chị nha.
89.000 là mẫu áo của Hoài đang một mặc TN1 kèm thoại giúp em. Nhưng mà lưu ý giúp em là nhớ lên màu kèm size cho em Hoài luôn ạ, để em có thể kiểm soát được lượng size, tại vì em đã lẻ size rồi. TN1 kèm thoại cho em Hoài 199 giảm còn 89.000. Màu vàng, màu hồng và màu hồng thì còn 4 size, đó là S, M, L. Màu trắng, màu đen còn duy nhất là size L thôi nha. Quần Hoài đang mặc sẽ là BQ1 các chị nhá. BQ1 là quần Hoài đang mặc 525.000, giảm trực tiếp cho các chị mình còn là 349.000. Quần có hai màu cho em Hoài đó là màu xanh đậm và màu xanh nhạt nha. Đây các chị xem giúp em ạ. Quần hai màu giúp Hoài là màu xanh đậm và màu xanh nhạt. Chị nào mà thích sản phẩm này là hôm nay phải thật là nhanh tay, tại vì mức giá giảm cho sản phẩm này em thấy quá mềm luôn các chị ơi. Áo 89.000, quần cho em là 349.000 nha. Và Hoài sẽ tiếp tục là đọc comment của các chị mình này, tại vì sản phẩm này Hoài nghĩ chắc chắn là một cái sản phẩm rất là hot luôn. Là chị nào mà thích sản phẩm nào là nhanh tay chốt đơn nhá. Lên mã sản phẩm nhớ bổ sung số thoại cho Hoài trên cùng một dòng comment các chị yêu ha. Áo thiết kế cho em Hoài là cổ V. Nhưng mà cổ V này thì rất là phù hợp để các chị nhà mình mặc mùa hè. Nó không có bị hở quá đâu các chị. Nếu như mình sợ hở thì mình có thể phối cho em Hoài với cardigan nha. Phối với cardigan cũng rất là đẹp các chị mình. Hoặc là phối cho em Hoài với áo vest blazer ở phía ngoài cũng rất là sang đấy ạ. Rồi các chị mình Hoài đang thấy lên TN1 rất là nhiều này. TN1 chỉ có 4 cái size thôi, màu đen và màu trắng thì chỉ còn duy nhất đó là size L các chị ha. Còn màu hồng thì Hoài còn 4 cái size S và size M và size L thì còn đầy đủ này. Nên là chị nào quan tâm mẫu này là phải chốt nhanh. 89.000 một áo các chị nhà mình, cái này là cơ hội vàng nha. Rồi ok các chị mình lên ngay chị em Hoài nha. Màu hồng còn duy nhất là 4 cái size S, size M, L em báo là các chị mình còn đủ nên là mình cứ chốt đơn cho em Hoài thoải mái ạ. Nhưng mà màu đen và màu trắng thì em còn duy nhất cho mình đó là một size chị em Hoài thôi, đó là size L thôi nhá các chị ha. Size L cho Hoài là tầm 55 cho tới 60 cân là mặc đẹp. Áo này form xinh các chị. Đây này, phối chị em Hoài với là quần jean hay là phối với chân váy hay là kể cả là phối với quần tây cũng được, phối với quần đùi mặc ở nhà cũng sang. Không có kén dáng, không có kén kiểu như là kén cách mặc cho các chị mình đâu. Đây mình có thể xem form về sau giúp em. Mình có rất là nhiều cách phối cho sản phẩm này nha. Mua hai cái mẫu áo này mặc luôn các chị mình hóng thôi. Mình bây giờ mà chị nào mặc vừa size L á, Hoài khuyên các chị mình chốt luôn chị em Hoài là 2-3 chiếc luôn đi. Nếu như mà mặc size L thì mình có thể là chốt luôn 3 màu với mức giá 89.000 một áo thôi ạ. Là mình thích mẫu này là mình phải chốt đơn ngay nha. Lên mã sản phẩm nhớ bổ sung số Hoài cho Hoài trên cùng một dòng comment các chị ha. Tại vì cái mẫu này thì Hoài chỉ áp dụng duy nhất ở tại livestream thôi các chị. Tắt livestream thì mẫu này hoàn toàn sẽ về giá gốc nhá. Là chị nào thích set của Hoài đang mặc là phải thật là nhanh tay. Mình chỉ cần phối một cái túi xương xương giống như Hoài đang mặc thôi là mình có thể kiểu như là đi chơi này, dạo phố hàng ngày cho em rất là sang rồi. Là thích mẫu nào là lên ngay mã sản phẩm kèm thoại cho Hoài. Và các chị nhà mình nếu như mình muốn chơi với game mình vẫn comment cho em Hoài là váy xinh kèm thoại nhận đầm xinh hoặc là váy xinh kèm thoại giúp em. Nhưng mà lượt chia sẻ của mình phải được 500 lượt chia sẻ các chị yêu ơi. Các chị đừng có comment không mà quên mất là chia sẻ. Tại vì mình comment nhiều nhưng mà mình không chia sẻ Hoài cũng hỏng tặng. Tại vì lượt chia sẻ của mình phải đạt cho em là 500 lượt chia sẻ nha. 500 lượt chia sẻ thì Hoài mới tặng quà được. Các chị nhà mình đừng tập trung vào comment mà quên mất là mình phải đủ 500 lượt chia sẻ thì Hoài mới được tặng quà được. Và các chị nhà mình cố gắng là mình chia sẻ thật nhiều giúp em. Chia sẻ lên hội nhóm cũng được, lên trang cá nhân cũng được nha. Nhưng mà bắt buộc trên trang cá nhân phải có 3 lần. Còn nếu như mình chia sẻ trên 3 lần thì mình có thể chia sẻ lên hội nhóm giúp em này. Không có đủ 3 lần lên trang cá nhân Hoài vào kiểm tra thì em không có tặng quà được. Mình cố gắng chia sẻ lên trang cá nhân cho em Hoài đó là 3 lần nha. 3 màu nha Hoài ơi. Số kê chị mèo mập Hoài chốt cho chị mèo mập size L 3 cái luôn này. Các chị nhà mình mà thích mẫu này là phải lên ngay. Là chị yêu ơi, áo cho em chỉ có 89.000 thôi. Áo chỉ có 89.000 thôi, còn quần cho em sẽ là 349.000 nha. Áo hồng có phải 99.000 có chị 89.000. Áo mức giá rất là mềm. Nhiều chị là đang thấy cái áo này mềm quá sợ không biết phải đẹp hay không. Trời ơi, siêu đẹp luôn các chị nhá. Em này giá gốc tới 199.000 là một cái mức giá mà Hoài nghĩ là đối với sản phẩm nhà mắc thì đã rất là mềm rồi, nhưng mà hiện tại em này giảm cho em Hoài chỉ còn 89.000 thôi. Các chị xem giúp em này, bản phía sau cho mình sẽ là kiểu dạng cách điệu 2 giây nhá. Phía sau thì sẽ là 2 giây, nhưng mà phía trước cho em Hoài sẽ là bản bự luôn cho các chị mình. Là cái mẫu này mặc xinh lắm. Chị nào hôm nay hỏng chốt mẫu này Hoài nó rất là phí. Mình phải tranh thủ mình lên đơn nhá. Lên mã nhớ bổ sung số thoại cho Hoài trên cùng dòng comment. Hoài đang thấy lượt xem các chị mình đang rất là cao mà. Mình có thể hỗ trợ Hoài đúng không ạ? Hỗ trợ em Hoài mỗi chị một lượt chia sẻ nha. Comment tương tác giúp em thật nhiều. Comment ngay cho em cái cấp dần đó là váy xinh nha. Váy xinh kèm tóc 3 người bạn vào xem livestream và chia sẻ livestream giúp em thật nhiều đấy các chị yêu ơi. Chia sẻ livestream thật nhiều này, lượt chia sẻ của mình phải là 500 Hoài mới tặng quà cho các chị được, tại vì quà hôm nay sẽ còn rất là nhiều phía sau. Một lần livestream như này nhà mắc tặng quà siêu nhiều các chị ơi. Bình thường nhà em livestream nha, vừa tặng áo này, vừa tặng quà này, vừa tặng voucher các chị rất là nhiều luôn, nên là mình cố gắng mình tương tác của em thật nhiều. Cái set này các chị mình xinh. Đây Hoài sẽ để cái sản phẩm này ra phía sau vậy để em xoay một vòng các chị mình xem cái sản phẩm đẹp lắm.
cái sản phẩm này kiểu như là một cái sản phẩm rất là năng động và trẻ trung cho các chị mình. Các chị xem giúp em nhá, cái màu này thì cái màu hồng nút nó rất là sang, đặc biệt là form phía sau các chị. Đây, quần jean lưng rất là cao nhá, form phía sau siêu chuẩn giúp em đấy ạ. Và đặc biệt là phần tay chị em á, thì sẽ là phần tay áo sẽ là hai dây phía bảng sau nha. Form quần cho em sẽ là form quần kiểu dạng hơi cơ lớp các chị mình, kiểu như là hơi dạng chín tấc ấy, nhưng mà nó không quá ngắn cho Hoài mà mặc đi chơi cũng được. Đặc biệt là quần này mà phối với áo trắng hay là kể cả với áo thun làm cái sản phẩm rất là dễ phối. Bình thường mình bí đồ quá thôi, mình lấy cho em một chiếc áo thun đi, kết hợp cho Hoài một cái quần jean cỡ nào cũng đẹp, cỡ nào cũng sang hết các chị nha. Đã mặc quần jean với áo thun là không thể nào mà kiểu như xấu được đâu. Làm mình mặc cái form quần ống suông mà vải jean như này nữa thì mình che khuyết điểm cho em rất là tốt. Thứ nhất là chân cong, chân lư, bắp chân hơi bự một xíu này, mình sẽ mặc cho em Hoài mẫu này thoải mái luôn. Hôm nữa mình lấy cho em Hoài đó là cái mẫu quần này, mình phối cho em với áo quây, áo dây lên ngay cái form style rất là kiểu trẻ trung luôn nha. Mình có thể kín đáo hơn một xíu thì mình lựa cho em Hoài là phối với áo sơ mi. Cái áo của Hoài đang mặc thì chỉ có 89.000 thôi chị yêu nha. Áo Hoài đang mặc 89k. Các chị chốt mã cho em TN1 kèm thoại nha. TN1 kèm thoại cho Hoài trên cùng một dòng comment. Quần cho em sẽ là BQ1 các chị ha, 349.000. Size số sẽ có các bạn nhân viên nhém tư vấn cho mình hết nên là mình cứ lên ngay thôi. Số lượng của những set này em còn rất là ít đấy. Đây cái form quần rất là đẹp luôn, mặc lên siêu cao, đặc biệt là rất là nâng vòng ba cho em Hoài nha, không khó mặc đâu các chị ha. Là các chị mình yên tâm giúp em, vải jean của nhà em rất là đẹp. Hoài đang thấy mã TN1 lên đơn rất là nhiều. Hôm nay 89.000 mà mình không chốt thì hôm sau nó về giá gốc cho em là 199.000 sẽ rất là tiếc nha. Lưu ý giúp Hoài là trong cái livestream này Hoài chỉ chốt duy nhất tại livestream, không chốt sau livestream các chị nha. Em không chốt sau livestream, chỉ chốt duy nhất ở trong livestream thôi. Và khi mà tắt cái livestream này quá 12 giờ đêm nay, tất cả mã sản phẩm đều về giá gốc này. Hôm nay mình mua hóa đơn trên 300k mình sẽ được free ship. Mua hóa đơn từ 495.000 thì mình sẽ được tặng voucher giảm 50.000 nha. Và được free ship nữa các chị, vừa được free ship vừa được giảm 50.000. Mua hóa đơn trên 695.000 được giảm trực tiếp cho em 100.000 và được free ship này. Mua hóa đơn trên 995.000 được free ship và giảm trực tiếp cho em Hoài thêm 200.000 nữa. Để cái chương trình hôm nay Hoài thấy quá là ưu đãi luôn. Nhưng mà nhà mát mỗi ngày sẽ lên những cái sản phẩm tiếp khác nhau và nó sẽ không có bị trùng lập. Với lại là chương trình mỗi cái line nó sẽ khác nhau nha. Có thể hôm nay Hoài bán áo này 89k, nhưng mà ngày mai Hoài bán giá 199.000 là một chuyện rất là bình thường xảy ra liên tục ở nhà em luôn. Nên các chị nhà mình không có giữ cái suy nghĩ, có nghĩa là hôm nay sale thì ngày mai vẫn sale nha. Là mình thích mẫu nào là mình phải chốt ngay ạ. Rồi ok, mẫu áo này màu hồng thì chắc là Hoài hết size S các chị mình ơi. Hồng chỉ còn duy nhất 4 cái size S thôi. Nãy giờ có nhiều chị chốt nhưng Hoài không biết là mình có phải là chốt hồng size S hay không. Thì mình cố gắng là mình lên size với Hoài luôn nha. Hồng Hoài đang mặc chỉ có 4 cái size S thôi, size M, size L còn đủ. Màu trắng và màu đen Hoài có size cho mình đó là size M, L duy nhất thôi nha. Áo này màu trắng và màu đen thì Hoài chỉ còn duy nhất đó là size L thôi. Nên chị nào quan tâm mẫu này chốt ngay size L cho em. Quần đây ạ, quần 349.000. 349.000 một chiếc quần jean thì đâu có phải là mức giá gọi là cao đâu các chị ha. Quá là mềm luôn. Quần này Hoài nghĩ là mua ngoài thị trường 500-600.000 rất là bình thường. Thì cũng là bằng giá thành của nhà mác đấy ạ. Tại vì nhà mác quần jean nhà em lựa chọn rất là kỹ. Nhà em ít khi lên quần jean lắp đồ vải nhà em rất là nhiều nha. Đầm lụa, vải lụa, áo lụa này rồi váy đầm, cô tông rất là nhiều. Nhưng mà hàng jean nhà em cực kỹ. Nhưng mà khi nào mà nhà em đã lên hàng jean rồi là toàn là những cái mẫu jean nhà em chuẩn bị kiểu như là chọn vải rất là kỹ càng, lên form siêu chuẩn cho các chị mình. Rồi mẫu này bây giờ Hoài sẽ chỉ chốt cho mình 2 phút cuối cùng nha. 2 phút cuối cùng bây giờ đang ở phút thứ 58 và đúng phút thứ 60 Hoài sẽ qua mẫu ạ. Phút thứ 60 Hoài sẽ qua mẫu này. Còn 2 phút cuối cùng để các chị mình chốt đơn là mình tranh thủ mình chốt đơn nhá. Rồi ok chị anh baby ha. Mình váy xinh. Chị cơ sở lên nồi ơi, lên cho em Hoài này. Váy xinh kèm tag 3 người bạn vào xem livestream giúp Hoài đi ạ. Tag 3 người bạn vào xem livestream giúp Hoài nha để Hoài xem lượt chia sẻ các chị nhà mình là bao nhiêu này. Hoài thấy các chị mình vẫn comment chơi mình game rất là nhiệt tình nhưng mà quên mất là mình cần phải chia sẻ các chị ơi. Chia sẻ giúp Hoài đi ạ. Không có chia sẻ là em Hoài chưa có lướt tặng được đâu. Các chị nhà mình ôi món quà vẫn chờ các chị mày mình phía sau này. Em cardigan này dễ thương lắm. Đây là cardigan mẫu hot nhất của nhà em mới ra luôn đấy ạ. Cái mẫu này rất là xinh luôn. Là mình cố gắng là mình chia sẻ thật nhiều để lượt chia sẻ mình đủ thì Hoài sẽ tặng quà cho các chị mình nha. Là mình vẫn cứ comment tiếp tục cho em Hoài là váy xinh đấy ạ. Váy xinh kèm tag 3 người bạn vào xem livestream để Hoài xem lượt chia sẻ các chị mình là bao nhiêu nào. Lượt chia sẻ của mình này. Chỗ hôm qua lượt chia sẻ của mình cũng tới là gần 500 là các chị mình, nhưng hiện tại Hoài thấy lượt chia sẻ của mình mới có 260 à. Lượt chia sẻ các chị mình hiện tại mới là 260. Mình cố gắng là chia sẻ thêm cho em các chị yêu ơi, chia sẻ thêm thật nhiều giúp em Hoài ạ. Càng chia sẻ nhiều thì khả năng trúng quà của mình càng cao nha. Nên mình cố gắng chia sẻ giúp em đi ạ. Bây giờ Hoài sẽ đọc lại cái mã sản phẩm của em Hoài đang mặc nha. T
TN1 chị em 89K, màu là mẫu áo của Hoài đang mặc. Màu hồng Hoài còn duy nhất cho mình đó là size M và size L thôi, size S chắc hết rồi các chị ơi. Và màu đen thì màu đen màu trắng chỉ còn size L thôi. Quần Hoài đang mặc là QB1 nha. QB1 Hoài lên mức giá các chị mình là 349.000. Quần này giá gốc từ 525.000 các chị ơi, giảm tiếp còn 349.000. Size số còn đầy đủ để các chị mình lựa chọn hai màu giúp Hoài, đó là màu xanh đậm và màu xanh nhạt. Đây các chị xem giúp em. Cái màu rất là đẹp nha, lên form siêu chuẩn giúp em ạ. Hai màu rất là dễ mặc, phối áo thun cũng được, phối với áo sơ mi cũng được này, nên là mình thích mẫu này là mình phải chốt nhanh thôi. Bây giờ Hoài chỉ có một phút cuối cùng thôi nha, một phút cuối cùng để các chị nhà mình lên đơn và sau đó em Hoài tiếp tục chuyển mã. Tại vì hôm nay sản phẩm rất là nhiều mà đa phần hôm nay set rời nhiều các chị nha. Váy đầm Hoài cũng có nhưng mà set rời sẽ nhiều hơn ở trong line này, nên nếu như mà chị nào hôm nay mà muốn săn này chân váy này, áo thun áo kiểu thì mình nhớ đồng hành cùng Hoài từ cuối line. Và quà của em Hoài á thì vẫn còn nhưng mà các chị nhà mình chia sẻ thấp quá, các chị cố gắng là chia sẻ lên cho Hoài thật nhiều đi ạ. Lượt chia sẻ của mình chưa đủ nên Hoài chưa có tặng quà được nha. Mình cố gắng là chia sẻ thật nhiều giúp em, chia sẻ càng nhiều khả năng trúng quà của mình càng cao, tương tác của em thật tốt nhé, chắc chắn là quà sẽ thuộc về các chị mình đấy ạ. Hoặc là chị nào từ giờ tới cuối live chị nào chia sẻ nhiều nhất nhà em có thể lọc ra để tặng quà nha. Có nghĩa là chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất ở trong livestream thì nhà em sẽ lọc ra, sẽ có một món quà dành riêng cho các chị mình. Nên là mình cố gắng là mình chia sẻ tương tác của em thật nhiều nhá. Ok, bây giờ thời gian đã hết cho mẫu này rồi, bây giờ Hoài sẽ qua mẫu ha. Các chị nhà mình không săn mẫu này là tiếc lắm nha, nên là cố gắng là mình chốt đơn luôn ha. Hoài đọc lại mã áo này. Mã áo cho em sẽ TN1, mã quần cho em là QB1 nha. Lên mã sản phẩm cứ bổ sung số thoại cho Hoài trên cùng một dòng comment là được. Size số sẽ có các bạn nhà em tư vấn cho mình rồi. Ok, bây giờ Hoài sẽ tiếp tục lên mẫu khác ạ. Dạ rồi, tới lượt bé Như nha mọi người. Rồi bé Như vô là bé Như muốn là thôi giờ nó bé bé thì kỳ quá. Em muốn là mọi người phải chơi game này, rồi mình đã tặng quà rồi đúng không, thì mình phải tương tác nhiệt tình lên cho em có cái không khí mọi người, chứ em sợ mọi người buổi tối tối em like mọi người buồn ngủ hết, mọi người đi ngủ hết là buồn em lắm luôn á nha. Rồi bây giờ nè, cho em Như xin cái comment để em biết là các chị đang xem like đi ha, đang xem live rồi đang theo dõi live một cách rất là ok, chứ không nhiều khi các chị một hồi nói là ôi mắt tiêu chị ngủ quên mất Như ơi là xong luôn nha, bỏ lỡ nhiều lắm. Hiện tại cái thấy em thấy là cái view của mình đang lên á, nên cho nên là các chị ơi tranh thủ lên đơn cho em luôn nha. Bây giờ em lên luôn cái set em đang mặc trên người, cái form áo mà sơ mi em đang mặc trên người như thế này này thì em nghĩ là chắc là chị nào cũng sẽ cần rồi, nếu mà chị từ đi chơi đi làm hay là đi học gì cũng được á mọi người. Thành ra là mình cứ chốt luôn cho em cái áo sơ mi này nha. Áo sơ mi này là lên cho em là mã SM2. Sơ mi này nha mọi người, với chất liệu là lụa satin đó cả nhà. Đấy, lụa satin là cái satin là nó bóng á, cả nhà, nó có độ bóng bóng á, nhưng mà không phải là kiểu như là phi lụa. Hàng mà kiểu phi bóng thì mọi người mặc lên nhìn nó hơi hơi bóng bẩy quá, nhìn nó không đẹp, kiểu như là có nhiều chị hơi kén. Còn đây là lụa satin. Cái chất lụa satin mình mặc rất là mát và nó sẽ có độ bóng nhẹ. Đó, ánh đèn đánh vào một cái là mọi người thấy độ bóng nè. Em sẽ có như sẽ có hai tông màu cho mã SM2 này, đó là một cái tông màu đỏ tươi cũng như là cái một cái tông màu đen em đang mặc. Và em cái giá gốc này là 525.000, ngày hôm nay em sale luôn cho các chị nhà mình là chỉ còn là 299.000 thôi, cái áo sơ mi hàng lụa satin nha. Đây này, màu đỏ thì các chị sẽ nhìn rõ hơn về cái chi tiết áo. Để em cầm này cho mọi người xem. Cái màu đỏ này mọi người sẽ nhìn thấy được cái chi tiết áo nhiều hơn ha. Đó, mọi người thấy không nè, chi tiết là những cái đường kiểu như là có sẽ có những cái đường viền viền như thế này nè. Khóa kiểu như là nút là sẽ có nút nhưng mà ẩn nút của mọi người, có nút mà như không có mọi người ha. Là sẽ có một cái lớp lo gọi là lớp vải người ta che mất đi nè, để cho kiểu như tạo thêm cái cách điệu cho cái áo. Form đằng sau vẫn viền dọc như thế này mọi người ha, viền ngang viền dọc như thế này tạo thêm cái điệu nhấn. Tại vì form sơ mi bình thường á mọi người, đã mặc sơ mi là đã sang rồi, đã mặc sơ mi là đã thanh lịch rồi ha. Mà tông màu của em là tông màu đỏ này, mặc lên rất là trắng da, nó không có bị là tối da nha, nó không có bị da ngâm nha mọi người, yên tâm cho em. Còn chị nào mà thích an toàn thì cứ lấy cho em cái tông màu đen này. Cái vải mình sờ vào cực kỳ mướt và cực kỳ mịn, hàng là lụa satin, 299.000, mã là SM2 cho em. Với cái tông màu đỏ này thì em Như chỉ còn đúng 2 size thôi, cho nên chị nào mà mình chốt và mình lấy lẹ cho em luôn 2 size M với L. Em hết size S của màu đỏ, còn màu đen thì em còn đầy đủ size ML. Còn cái chiếc váy em đang mặc trên người này là hàng lụa mà rayon đó mọi người. Hàng lụa rayon này rồi mặc lên nó chắc quả nó mềm lắm luôn á, mà cực kỳ lạ nha. Đó, hàng lụa nó có nhiều loại, hàng lụa của nhà mát này là lụa rayon với mã là VB1 cho em Như. Mọi người có nghe rõ em Như nói không nè? Có chị nào mà mình nghe không rõ hay là mình thấy cái gì là mình comment bên dưới cho em Như nha. Em thấy mọi người vào tương tác quá trời nè, cảm ơn mọi người nhiều. Rồi mọi người ơi, chân váy của em này là lên cho em là áo này em mua rồi.
đẹp lắm, em cảm ơn chị Vân rất là nhiều nha. Cảm ơn chị Vân rất là nhiều. Rồi mọi người ơi, cái áo này của em đang sale cho mọi người chỉ có 299.000 thôi. Còn mã chân váy nếu của em là giá gốc là 355.000, bây giờ em sale cho mọi người luôn là còn 199.000. Với hai tông màu, một cái tông màu vàng mà vàng này là vàng nghệ nha, màu vàng nghệ này mặc đẹp lắm mọi người, nó không có bị kén da luôn á. Với một cái tông màu xanh bơ. Đây, hai tông màu này nhìn cái bèo này xinh quá mọi người ơi. Nhìn cái bèo này cực kỳ dễ thương luôn á, cái chị mặc lên nó không có bị kén nha. Rồi bây giờ này chị yêu nào mà ưng với cái váy này là dây có khéo, dây khéo kéo khóa đằng sau giùm em Như ha. Chị yêu nào thích cái này thì tranh thủ, bên hông có cái thắt nơ nữa. Cái này kiểu như là mình đơn giản á, nếu mà chị thích đơn giản nhẹ nhàng, phối cho em một cái áo thun trắng thôi, mình phối cho em một đôi sneaker nữa là đủ đẹp. 199.000 là mã VB1 cho em Như nè. Chị yêu nào mình đặt hàng mình tranh thủ, chỗ cái váy này quá rẻ luôn á cả nhà ơi. Quá rẻ luôn, mọi người có thấy rẻ không nè. Áo này thì đẹp là khỏi phải bàn rồi cả nhà, tại vì hàng lụa satin mà màu đen vàng, nhiều khi mọi người không có thấy rõ chi tiết thì mọi người có thể nhìn cho em cái tông màu đỏ nha mọi người. Hàng lụa satin mặc lên rất là cầm lên rất là chắc tay, nhà mát là lên cái áo này là quá xịn sò luôn. Em thấy là với cái màu áo này này, chị nào mà đi làm văn phòng công sở hay là giáo viên sinh viên gì mà mình đi chơi đi học đồ gì á mọi người, là ai mình cũng có thể mặc cái áo này. Em nói thật sự, tại vì cái tông màu đỏ này em thấy nhìn nó tươi mà nó đẹp lắm luôn, hàng lụa nhìn rất là mê. 299.000 cái áo này thôi nha cả nhà nha. Còn bây giờ này chị yêu nào mình đặt hàng mình tranh thủ. Em thấy là cái view của mình đang rất là cao, gần 600 chị đang xem like của em. Thì mỗi chị có thể nào cho em xin một cái dấu chấm được không mọi người ơi? Cho em xin cánh tay của mọi người đi. Mọi người xem like mà mọi người không có nói gì hết trơn, rồi buồn dễ sợ buồn luôn á. Em đứng này như em đang độc thoại với mọi người. Em đang độc thoại một mình, không thấy ai tương tác với em hết, rất là buồn luôn. Bây giờ chị yêu nào đang xem like, comment cho em là váy xinh nè mọi người. Váy xinh nhá, đặt hàng thì mình để lại cho em mã này kèm cho em số điện thoại là sẽ có đơn, các bạn nhân viên sẽ gọi điện để mà tư vấn xong một chốt cho mình. Còn nếu mà chị nào muốn chơi game, comment cho em là váy xinh tan cho em 3 người bạn, hiển thị là logo người chia sẻ với hợp lệ nha, chia sẻ cho em ít nhất là 3 lần giúp cho em Như đó. Em sẽ tặng cho mình một cái áo này nha mọi người nha, có hai tông màu trắng đen, mọi người thích màu này em tặng màu đó luôn, hai tông màu trắng đen nha cả nhà nha. Với chiếc áo này của em là giá gốc tới 325.000, là cái giá nó cao hơn cái chiếc áo lụa lúc nãy luôn, bây giờ em tặng cho mọi người luôn nha. Chỗ áo này thì khỏi phải nói cả nhà ơi, bây giờ rất là đẹp luôn, với cái chất thun mà kiểu như là thun gân á các chị, mặc lên rất là xinh. Cái này là chị nào bỏ lỡ hay tiếc lắm, chơi game mà được cái áo này là em thiệt, em là em chơi liền á mọi người. Bây giờ em đứng đây em chơi với mọi người là không thế nào mà cái phần quà này nó thuộc về em sẽ tặng cho mọi người luôn, đúng không? Xinh lắm luôn, áo này em thích lắm á các chị. Rồi nếu mà chị nào không thích thì nhường lại cho em. Nói chứ bây giờ là chị, các chị ơi chia sẻ like cho em nè. Đúng rồi, mọi người lên đơn cho em nè, em thấy đơn của các chị đang lên mã váy rất là nhiều nè. VB1 màu xanh, VB1 màu vàng này là vàng nghệ cho em, với mẫu chân váy này rất là xinh, có 199.000 thôi. Thương hiệu của nhà mát, các chị không tin Như thì các chị hãy tin cái thương hiệu của mát, đúng không cả nhà ơi? Đúng không nè, 199.000, giá gốc là tới bao nhiêu để em xem. 355.000 là mã chân váy là giá gốc, còn cái áo là tới 525.000. Tại vì nói thật với các chị là hàng mà hàng satin á, cái chất liệu á giá rất là cao, chỉ có những hàng mẫu thiết kế á thì người ta mới lấy cái chất liệu này, chứ không thì lụa người ta cứ lấy lụa bình thường thôi. Nếu mà cao cấp lắm á thì mới lên cái chất liệu này, chứ không là cũng không lên đâu mọi người, giá nó rất là cao. Bây giờ chị yêu nào đặt hàng nhanh tay giùm em. Cái màu này đẹp quá, cái hàng lụa satin nha mọi người. Cái những cái đường cúc của mình là cũng có vài cái cúc mà kiểu như là cúc vàng á, điểm nhấn thêm cho các chị thôi, mà em thích cái chất liệu. Chị nào mà thường hay mua đồ, gọi là mình hay đi shopping đó cả nhà, khi các chị nhìn vào cái chất liệu là các chị biết là hàng xịn hay là hàng không thôi. Rồi bây giờ nè, 2 giây ở nhầm 2 phút cuối cùng nha các chị nha, để mà chốt cái này. Rồi em Như sẽ kiểm tra cái lượt chia sẻ của các chị như thế nào, rồi em tiếp tục tặng tiếp cho mình một cái phần quà này nữa. Nếu mà lượt chia sẻ của các chị bây giờ 282 thôi, bây giờ chỉ có 282 lượt chia sẻ, lên cho em là 350 lượt chia sẻ, em Như sẽ tiếp tục tặng hoài nha. 350 lượt chia sẻ tặng tiếp cho mình một cái áo này, có hai tông màu trắng đen, em cho các chị chọn màu luôn đó, chị thích màu này em cho các chị chọn màu đó luôn. Còn bây giờ này mọi người, chốt cho em cái áo này chưa nè. Áo này là của em là 299.000 giúp em nha, còn cái váy là 199.000. Chị yêu nào mình đặt váy đặt áo gì mình tranh thủ mình để lại cho em mã sản phẩm này, áo là SM2 kèm cho anh số điện thoại. Cái áo này mà kiểu như là mình mặc phối với lại quần jean thôi cũng đẹp, tại vì nhiều khi em thấy cái áo này mình phối với chân váy này á, nó
kiểu như là bình thường á không hay hay phối đâu, tại vì cái áo nó hơi, cái chân váy nó hơi hai bánh bèo xíu, rồi cái áo của mình nó hơi chững chạc xíu, mình phối hai cái nhau cứ ngỡ là không hợp nhưng mà em thấy nó cũng được mọi người ha, nhìn nó cũng rất là xinh, nó cũng rất là lạ nè. Còn cái tông màu xanh bới, tông màu đỏ này, nhìn hai cái màu này nó cũng lạ lạ mà phối với nhau nó cũng hài hòa ghê mọi người ha. Đôi khi những cái màu nó lạ, nó không, mình tưởng nó là nó không đẹp nhưng mà mặc lên thì nó là rất là lạ đó mọi người. Rồi bây giờ nè, lên đơn cho em liền SM2, còn tầm 1 phút cuối cùng rồi em như qua mẫu luôn nha. Tại vì số lượng á, hàng sale thì không có nhiều, mà các chị á, cứ chần chờ, các chị cứ đắn đo hoài là sẽ không có để mà hàng để mà các chị đặt đâu. Bây giờ phải lên đơn liền cho em. Ví dụ mình muốn tư vấn size số gì, comment cho em chiều cao cái cân nặng nữa, em tư vấn cho mọi người luôn nha. Rồi mấy người ơi, bây giờ mọi người ơi, bây giờ em sẽ qua mẫu được chưa nè. Em thấy các chị đang vào á mọi người ơi, chia sẻ like cho em như. Rồi SM2 299.000 mã sơ mi, còn chân váy là mã VB1 199.000. Em Như xin phép qua mẫu cho mọi người nha. Nhớ ở lại livestream với em, tại vì càng cuối live em Như sẽ có một cái phần quà tặng nữa cho các chị yêu nhà mình, đừng bỏ lỡ livestream của em nha mọi người nha. Rồi em Như xin phép qua mẫu cho mọi người luôn. Ok, bây giờ Hoài sẽ lên mẫu 10 nhá. Lên một chiếc đầm suông rất là xinh cho chị mình này. Lắp léo ấy chứ. Đây cái đường này chị, cái mẫu đầm này chị em Hoài rất là sang các chị mình nha. Đầm này chị em Hoài kiểu form dáng là đầm suông. Thì đầm này Hoài đang có hai màu nhưng mà mức giá giảm đặc biệt của đầm này hôm nay là siêu nhiều luôn đấy ạ. Cái mã sản phẩm Hoài đang mặc sẽ là VB2 các chị mình nha. Để Hoài xem này, em đầm này sẽ có giá gốc cho các chị mình là bao nhiêu và mức giá sale hôm nay sẽ là bao nhiêu nhá. Hoài đang thấy một cái mức giá đó là trời ơi, rất là bất ngờ luôn các chị mình ơi. VB2 với mức giá là 695.000, tính nó là 700.000 các chị mình. 700.000 và đang được giảm trực tiếp còn 449.000 thôi. Các chị thấy giảm nhiều không ạ? Đầm này cực kỳ giảm rất là nhiều nha. Form đầm chị em Hoài sẽ là form đầm dáng suông và đầm này có tới tận hai màu để các chị mình lựa chọn ạ. Đầm này Hoài sẽ có hai màu nha, màu B và màu hồng em đang mặc này. Các chị xem cho em Hoài đầm form cổ tròn cho em Hoài, cổ lật lai tròn cho em và có phối bèo nhá. Đầm kết hợp cho mình một chiếc nơ ở phía trước và đặc biệt là đầm sẽ có hai túi hai bên ạ. Đầm có lớp lót bên trong các chị ha. Chất liệu cho Hoài sẽ là cô tông. Lên mức giá chị em chỉ có 449.000 đầm này thôi. Và đầm này để Hoài xem là còn size đầy đủ không. Rồi đầm này thì Hoài đang có cho các chị em mình, đó là size đầy đủ luôn các chị mình nhá. SML chị em Hoài đầy đủ luôn ạ. Tầm 60 cân đổ lại thì mình mặc vừa mẫu này. Nên chị nào quan tâm mẫu đầm của Hoài đang mặc thì nhanh tay chốt, đó là VB2 kèm thoại nhá. 449.000 thôi. Hoài nghĩ là 449.000 thì mẫu đầm này rất là xứng đáng và thực ra nó đã rẻ hơn giá gốc của nhà em rất là nhiều rồi. Và hôm nay mình mua cả đầm này sẽ được free ship các chị nha. Mua đầm này được free ship và hình như là chưa có được giảm 50.000 đâu. Các chị mình mua cho em thêm cái áo 89k đây là mình sẽ được giảm thêm 50.000 trên hóa đơn từ 499.000 đấy ạ. 495.000 trước là được giảm thêm 50.000 rồi, nên là mình cố gắng mình mua cho em thêm một chiếc áo đi là mình sẽ được giảm 50.000 nữa, thì tính ra mình mua cái áo chỉ còn có mười mấy ngàn các chị hả. Và mình cố gắng là mình mua luôn cái đơn hàng để cho nó được 495.000 thì mình sẽ được giảm thêm 50.000 nữa các chị mình trên tổng hóa đơn giúp em nhá. Đầm này các chị xem giúp em, bầu vì bon chen được luôn. Chị nào đang có bầu thì mua đầm này cho em mặc cũng được này, hoặc khi nào mà ví dụ như là mình hết mang bầu rồi, mình hết có bé rồi, mình vẫn có thể mang được. Nếu như đầm này mình thiết kế phối cho em Hoài thêm bét cũng được các chị, có nghĩa là dây thắt eo ở phía dưới để tạo điểm nhấn cho đầm cũng được nha. Tùy vào các chị mình thích mình phối như thế nào cũng rất là ok. Để Hoài xem nào, lượt chia sẻ các chị mình là bao nhiêu, chỗ chưa được 300 lượt chia sẻ các chị ơi. Lượt chia sẻ mình thấp quá, chưa được 300 lượt chia sẻ nữa. Nếu như chị nào muốn nhận được món quà hôm nay đó, chiếc áo cardigan lúc nãy Hoài đưa ra, thì mình cố gắng mình chia sẻ giúp em thật nhiều nha. Chia sẻ livestream thật nhiều và comment tương tác của em thật nhiều để mình sẽ nhận được quà. Bây giờ nhà mình có thích, các chị nhà mình có thích chơi game ạ? Không, kéo này hôm nay có bán không chị? Kéo này hôm nay có bán không? Có lên đúng không? Vậy thì các chị nhà mình cho em Hoài, bây giờ là Hoài sẽ chơi với game bằng cách như này nha. Các chị nhà mình chia sẻ livestream và comment cho em Hoài đó là giá thành giảm của sản phẩm này, nếu như giá thành mà mình đoán nha. Áo này có giá gốc là bao nhiêu ta? Để Hoài xem giá gốc của em này là bao nhiêu. Em này có giá gốc cho em Hoài đó là 325.000. Mình bây giờ mình comment cho em Hoài một cái con số đấy các chị mình. Mình nghĩ là mẫu áo này đang có mức giá giảm là bao nhiêu. Ví dụ mình nghĩ áo này giảm còn 300.000 thì mình comment cho Hoài là áo 300.000 kèm thoại nha. Để em Hoài sẽ tặng quà nhá. Áo không cần để số điện thoại đâu các chị, áo 300.000 hoặc là áo 200.000, áo 150.000 chẳng hạn, ví dụ vậy. Nên là em này sẽ có mức giá giảm trên sản phẩm, nhưng mà các chị nhà mình cứ đem ra cho Hoài một con số đi ạ. Chị nào đoán trúng giá giảm của sản phẩm áo của Hoài đang cầm thì mình sẽ nhận được món quà này nha. Nhưng mà chị nào là chị nhanh nhất đó các chị mình, chị nhanh nhất thì Hoài mới tặng quà được cho các chị mình ạ. Để Hoài xem là cái em áo này có mức giá giảm là bao nhiêu. Chị cho em luôn cái mức giá giảm để em xem là nếu như chị nào đoán trúng thì em chọn luôn. Các chị chờ em một xíu nha, để Hoài xem là các chị nhà mình đã
chia sẻ chưa. Nhưng mà bắt buộc lượt chia sẻ của mình phải là trên 350 nha. 350 lượt chia sẻ thì mới bắt đầu chơi được các chị mình ơi. Là mình cố gắng là mình comment cho em mức giá giảm này. Em đang thấy các chị mình comment rất là nhiều rồi. Nhưng mà các chị mình lưu ý giúp em Hoài, chị xe nhiều quá bị chặn luôn rồi em ơi. Ủa chị Phạm Thu hôm bữa em thấy mình cũng kêu hủy chặn luôn. Hình như là mình hay bị xe kiểu như là lên cái. Mình nhớ là mình chia sẻ đúng giúp em nha. Chia sẻ đúng giúp em, với lại là mình chia sẻ lên những cái trang nhóm mà nó cho phép mình chia sẻ. Các chị mình chia sẻ lên những cái trang nhóm mà không được chia sẻ là mình sẽ bị chặn đấy ạ. Mình chia sẻ lên trang cá nhân đấy các chị yêu. Mình có thể chia sẻ lên trang cá nhân vài trăm lần, nhưng mà mình sẽ ẩn bớt đi. Mình chỉ để đúng 3 lần cho em Hoài ở trên trang cá nhân thôi, để các bạn mình kiểm tra thôi. Còn những phần còn lại mình ẩn ra khỏi trang cá nhân của mình đi ạ. Thì vẫn được tính lượt chia sẻ, nhưng mà mình không có bị phiền. Có nghĩa là không bị phiền đến ví dụ như các bạn ở trên Facebook của mình này, hay là như thế nào đấy các chị mình nha. Rồi nhanh tay comment cho em Hoài là các chị yêu ơi, để Hoài xem. Lượt chia sẻ của mình mà ít quá thì Hoài không có lượt tặng quà được đâu các chị ơi. Lượt chia sẻ mình ít quá là Hoài không lượt tặng quà được nha. Rồi 295 lượt chia sẻ rồi. Các chị mình lên cho em 350 đi ạ. 350 lượt chia sẻ Hoài bắt được tặng quà này. Các chị mình nhanh tay comment nha. Ui cái à, vậy là cái áo để Hoài xem nào. À cái áo này hôm nay đã có ghi ở trên này rồi, nhưng mà không biết là có ghi mức giá giảm ở trên này hay không. Nếu như mà ghi mức giá giảm rồi thì chắc là Hoài sẽ không có. Ok, Hoài sẽ không có tặng quà theo cái trên mẫu này được. Nhưng mà mẫu này hiện tại là chưa có mức giá giảm này. Rồi ok, Hoài đang thấy là comment của các chị nhà mình đang lên rất là nhiều, nhưng Hoài chưa thấy có ai đoán trúng giá đâu nha. Hoài chưa thấy ai đoán trúng giá của mã áo này. Các chị mình game khó vậy. Trời ơi, game này mà khó đó các chị mình ơi. Đoán giá giảm của sản phẩm rất là dễ luôn đấy ạ. Tại vì chị nào mà là khách quen của nhà mát thì chắc chẳng sẽ biết cái phần trăm của nhà em giảm là bao nhiêu. Không có khó đâu các chị mình ơi. Hoài gợi ý cho các chị mình nhá. À, mẫu này thì sẽ giảm khá là sâu đấy các chị mình, nên là mình cứ comment đi. Hoài thấy có chị là gần đoán trúng rồi các chị ơi. Thật sự là Hoài đã thấy có chị gần đoán trúng rồi. Là mình cứ cố gắng là comment cho em thật nhiều nha. Chắc chắn sẽ có chị trúng đấy ạ. Nếu như mà các chị nhà mình chơi cho em Hoài tới lúc mà 350 lượt chia sẻ rồi mà vẫn chưa có chị lướt trúng thì Hoài sẽ chọn một chị kiểu như là xem thôi, Hoài cũng có thể tặng được nha. Nên là mình cố gắng là mình cứ comment cho Hoài thật nhiều ạ. Và nhớ là chia sẻ cho em Hoài đầy đủ nha. Chia sẻ cho em Hoài này. Nhanh tay comment cho em Hoài các chị yêu ơi. Em đang thấy có chị xem giống nữa đấy ạ. Nên là hiện tại là chưa có chị nào đoán 100%, nhưng mà em đã thấy có những chị là comment kiểu như là sát nút rất là dễ trúng rồi. Nên là mình cố gắng là mình cứ comment thật nhiều giúp em nha. Hoài sẽ chọn chị nào có comment mới nhất luôn. Nên là mình yên tâm giúp em để em chơi rất là công bằng nha. Các chị nào mà xíu nữa em sẽ công khai. Và bây giờ đang là 302 lượt chia sẻ các chị ơi. Cho em Hoài 350 lượt chia sẻ đi ạ. Có 48 lượt chia sẻ cuối cùng cho mấy các chị ơi. 48 lượt chia sẻ là Hoài bắt đầu công khai kết quả cho các chị mình này. Nhưng mà Hoài vẫn chưa thấy chị nào comment trúng đó. Hoài chưa thấy chị nào comment đúng cả. Các chị mình cố gắng là comment thêm nữa cho Hoài đi các chị yêu ơi. Các chị mình đoán áo cardigan này hôm nay có mức giá là 325.000 và đang giảm cho em Hoài mẫu này thử xem là các chị mình sẽ có mức giá giảm là bao nhiêu nha. Hoài đang thấy có chị comment kiểu xem rồi nên mình cố gắng mình comment thật nhiều nhá. Rồi lên mã áo đây chị em Hoài này. Đây cái áo cardigan này, xem là hôm nay chị nào sẽ đoán trúng và nhận được cái món quà này. Hoài chơi như này cũng rất là dễ chứ không khó đâu các chị ơi. Mình được quyền đoán thoải mái mà. Mình cứ comment một lần con số không có trùng là được. Ví dụ như bây giờ mình comment cho em là 200.000, xíu nữa mình comment cho em 215.000, tiếp theo mình comment 300.000. Không có giới hạn lượt comment các chị nhà, nên là comment càng nhiều khả năng trúng của mình càng cao ạ. Tiếp tục chia sẻ livestream cho Hoài này các chị yêu ơi. Lượt chia sẻ của mình không có đủ các chị. Quan trọng là lượt chia sẻ của mình không đủ nên là Hoài chưa có chơi game với các chị mình được. Mình cố gắng là được các chị hỗ trợ cho Hoài mỗi chị một lượt chia sẻ đi ạ. Mỗi chị hỗ trợ cho Hoài một lượt chia sẻ nha. Tại vì lượt chia sẻ không đủ thì em không tặng quà được. Cái này là quy định của công ty rồi. Nhà em cần lượt chia sẻ các chị rất là thấp thôi. Nhưng mà nếu như lượt chia sẻ của mình không được 350 lượt chia sẻ thì Hoài sẽ ngưng cái chương trình mini game đấy ạ. Nên mình cố gắng là chia sẻ thật nhiều giúp em nha. Chia sẻ càng nhiều khả năng trúng game của mình càng cao các chị yêu ơi. Rồi Hoài đang thấy các chị mình comment rất là nhiều này. Nhưng mà xíu nữa Hoài sẽ công bố kết quả khi mà lượt chia sẻ của mình đó là đạt cho em Hoài 350 lượt chia sẻ. Còn nếu như không đạt thì Hoài không tặng nha. Trong lúc các chị mình comment đoán cái mã sản phẩm này thì Hoài sẽ giới thiệu lại sản phẩm Hoài đang mặc này. Em đẹp xinh các chị mình ha, đừng có quên sản phẩm của Hoài đang mặc nha. VB2 với mức giá cho em Hoài sẽ là bao nhiêu ta. Đầm này có mức giá là 449.000. Đầm lên chất liệu cho Hoài là sẽ là cô tông. Đầm này có hai màu giúp em, đó là màu hồng và màu be phối trắng rất là sang nha. Các chị yêu ơi, mình đã chia sẻ chưa ạ? Nếu như mà lượt chia sẻ mình không đủ là Hoài qua mẫu trước nha. Là mình cố gắng là mình chia sẻ đủ này. Tại vì Hoài sẽ nàng với chị mình 2 phút cuối thôi ạ. 2 phút cuối nếu như lượt chia sẻ của mình vẫn không đủ thì chắc là ui gần được rồi các chị nào mình này. Thiếu có 20 lượt chia sẻ cuối cùng à. 20 lượt chia sẻ cuối cùng các chị ơi. Hoài đang thấy lượt chia sẻ của mình gần sát nút rồi. Mình cố gắng chia sẻ giúp Hoài đi ạ. 20 lượt chia sẻ cuối cùng là mình sẽ được tặng quà cho mẫu này nha. Mẫu áo cardigan này. Hoài đã thấy có chị là đoán trúng rồi đấy ạ. Hoài đã thấy có chị đoán trúng rồi nhưng mà mình vẫn tiếp tục comment nha. Tại vì á,
comment mới kiểu như là nếu như mà các chị nhà mình comment nhiệt tình hoặc như nào thì Hoài sẽ có những cái chương trình đặc biệt dành cho những chị khác. Nên các chị mình tiếp tục chia sẻ giúp em. Biết đâu mình là người trúng nãy giờ rồi sao chị không ạ? Biết đâu mình là người trúng nãy giờ rồi thì sao ạ? Rồi Hoài kiểm tra lại lượt chia sẻ một lần này. Sau đó Hoài sẽ tặng quà và Hoài sẽ thoát kiểu như Hoài sẽ ra cái mẫu này luôn. Tại vì cái mẫu này hồi nãy giờ em đứng rất là lâu rồi. Ok, 336 lượt chia sẻ, thiếu thêm 10, tầm là 20 lượt, 23 lượt chia sẻ nữa, 24 lượt chia sẻ cuối cùng các chị mình ơi. Cố gắng là mình chia sẻ thật nhiều giúp em ạ. Em nghĩ là chắc chắn là các chị mình bây giờ mình hóng chúng, xíu nó như vào sẽ tiếp tục chơi với em và các chị mình. Quà rất là nhiều, quà nhà em tặng liên tục luôn các chị mình ơi. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ công bố cái kết quả hôm nay luôn nha. Tại vì lượt chia sẻ Hoài thấy là chắc là gần đủ rồi này. Hoài sẽ châm trước một xíu tại vì xíu nó sẽ còn nhảy lên nữa để xem nào. Lượt chia sẻ ok, 341 coi như là đủ đấy các chị mình ha. Hoài sẽ coi là Hoài sẽ lướt, lướt từ trên xuống xem là chị nào sẽ là chị comment đầu tiên nha. Rồi ok, Hoài đang lướt lên này các chị mình. Giá thành của sản phẩm giảm hôm nay sẽ là 162.500. Có nghĩa là chị nào mà comment cho em Hoài là tầm 163.000 cũng được nha. Để Hoài xem, hoặc là 162.000 thì sẽ được chọn luôn. Ok, Hoài đang thấy chị Mai Thi ạ. Chị Mai Thi là chị đoán trúng đầu tiên. Thực ra thì Hoài thấy rất là nhiều chị đoán trúng. Hoài thấy chị Hồng Nhung Trương cũng đoán trúng này, nhưng mà chị Mai Thi là chị comment đầu tiên nha. Nên là Hoài sẽ tặng chị Mai Thi. Chị Mai Thi đang có ở trong livestream không ạ? Chị Mai Thi ơi, có đang ở trong livestream không ạ? Mình comment cho em Hoài thì các chị mình ơi, comment cho em là nhận quà nha. Để mình sẽ xem Hoài xem chị Mai Thi đã chia sẻ đầy đủ cho em. Đó là các chị lưu ý giúp em nha. Nếu như Facebook của mình là Facebook ảo, có nghĩa là không phải là Facebook hoạt động bình thường, thì mình trúng quà nhà em sẽ không tặng nha. Các chị lưu ý giúp Hoài một điều, nếu như em thấy chị Mai Thi chia sẻ rất là nhiều, nhưng mà nếu như Facebook mình là Facebook ảo, page của nhà em sẽ kiểm tra nha. Facebook ảo thì Hoài sẽ không tặng quà. Facebook ảo là Facebook như thế nào ạ? Không có tương tác, không có bạn bè, không để ảnh thật các chị mình nha. Có nghĩa là có thể là không để ảnh thật nhưng mà cũng phải có một vài ảnh ở trong album. Còn nếu như mà mình không có một cái bức ảnh nào luôn hay là chỉ là dùng để chơi game thì Hoài sẽ không tặng quà. Nên các chị lưu ý giúp em, món quà hôm nay sẽ thuộc về chị Mai Thi nhá. Bây giờ thì Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu ha. Món quà hôm nay kết thúc ở đây. Các chị yên tâm ạ, xíu nữa cuối live Hoài còn rất là nhiều quà. Các chị cứ ở trong livestream giúp em đi, Hoài còn cực kỳ nhiều quà luôn. Nếu như các chị mình muốn chơi cái chương trình đó là đoán số hay đoán giá gì, xíu nước Hoài sẽ chơi đoán số đi, không chơi đoán giá nữa nha. Đoán số dễ hơn đúng các chị mình. Rồi chị nào thích đầm này cứ chốt ngay chị em Hoài nha. Chị Mai Thi thì Hoài sẽ nhờ các bạn nhà mình kiểm tra, nếu như pay của mình là pay ảo thì chắc chắn là Hoài sẽ không tặng quà nha. Pay thật Hoài mới tặng quà các chị ha. Rồi ok, bây giờ Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu mới ạ. Dạ rồi, em xin chúc mừng chị Mai Thi nha. Tại vì em thấy là chị Mai Thi cũng là một cái chị yêu mà tương tác với em Như rất là nhiều nè. Em thấy là cái like nào chị cũng vào xem hết. Thì nếu mà chị không trúng là cũng rất là buồn. Thì hôm nay chị cuối cùng chị cũng đã trúng rồi. Rất là vui, chị vui mà em cũng vui nữa. Rồi bây giờ này em qua tiếp cho các chị yêu nhà mình một cái set nữa nha. Cái set này của em là gồm một cái chiếc áo mà kiểu như là áo mà sẽ có được những cái đường nhúng nhúng như thế này nè. Với lại một cái chân váy của em nó sẽ có cái đai luôn nha cả nhà nha. Bây giờ nè, nếu mà mọi người muốn chơi game á thì sao? Lấy một cái áo dài hả? Rồi ngồi đợi em xíu nha. Mọi người nếu mà giờ muốn chơi game nữa cứ comment nhiệt tình lên giúp em nha. Để em lấy cái mẫu này ra. Tại vì cái này là một lát nữa là live bán luôn á các chị. Nếu mà chị nào mà muốn, tại vì nó cũng là một cái phần quà tặng cũng như là cái phần mà bán luôn, một lát nữa em sẽ bán cái màu đó cho các chị yêu nhà mình luôn ha. Còn bây giờ các chị nào mình đang xem live á, mình đang theo dõi live, mình cho em Như xin cái chấm nha. Rồi qua tiếp sản phẩm này nào các chị. Mà áo này của em là mã SM3 này của em, với hai tông màu là màu đen với là tông màu da cũng như là tông màu trắng. Em Như có ba tông màu với chiếc áo này thì cái form của nó rất là xinh. Đây mọi người, em cầm thì mọi người sẽ thấy được cái form nó như thế này nè. Với cái những form như thế này nè thì các chị mặc mà kiểu em thấy là cái kiểu gì mình mặc cũng xinh luôn á. Tại vì cái kiểu mà nó nhúng nhúng như thế này nè cả nhà, thì các chị mặc kiểu như là chân váy nè, hay là các chị mặc với quần jean nè, hay là quần lưng cao đồ á, các chị mặc những cái màu áo này nó cực kỳ trẻ trung và cực kỳ fashion luôn, rất là thời trang nha. Em áo mã báo giá luôn là SM3 này của em, hiện tại em sale cho mọi người chỉ còn là 149.000 thôi. Cái tông màu da của em thì em chỉ có hai size thôi, là size M với size L. Còn với tông màu trắng với cái tông màu đen thì em sẽ còn đủ size là SML. Màu da này thì các chị em nghĩ là các chị sẽ mua ít hơn trong màu trắng với màu đen. Tại vì trắng đen hai cái màu nó basic hơn, nó cơ bản hơn. Nhưng mà không ngờ là khi mà nhà mát ra cái sản phẩm màu da này nè, thì các chị lại mua nhiều hơn. Đó là một cái gọi là rất là bất ngờ. 149.000 cái giá gốc này là tới 325.000 lận. 325.000 lận nha mọi người nha.
Nhưng mà ngày hôm nay em sale cho mọi người chỉ còn là 149.000 thôi mà áo này xinh không cả nhà. Nhìn cái form bình thường như này thôi là thầy cũng thấy xinh rồi ha. Cái vải này rất là đẹp luôn. Cái vải này kiểu như là cái vải có tông á các chị. Có tông này, có tông mềm nha. Rồi ôi xinh quá mà kiểu nhung 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 như thế này này các chị mặc rất là hách dáng luôn. Nó không có bị lộ cái khuyết điểm của mình ra. Ví dụ như là form đằng dưới nó xòe nhẹ ra như thế này nè. Có độ xòe á các chị, thì các chị mà có bụng dưới gì một xíu á, mình hơi có mỡ mỡ một xíu mình mặc lên nó sẽ che hết hoàn toàn khuyết điểm. Còn với cái chân váy của em, ui các chị ơi, cả nhà mình ơi, cái chân váy của em có hai màu mà cái màu kia em lấy ra nữa các chị phải chốt liền luôn á. Đây cả nhà ơi, cái màu của em chân váy này hai tông màu, một tông màu cam đất với một cái tông màu xám nè. Cái tông màu xám mà kiểu nó sọc sọc caro nhìn rất là xinh cái vải này cả nhà. Ôi cái vải này kiểu xinh lắm luôn á. Với cái chất liệu này thì em nghĩ là mọi người nên đặt hàng liền ngay giúp em liền. Xuất sắc nha cả nhà. Có cái đai này, cái đai này là đai rời, cái đai này là nhà mắt tặng kèm cho các chị yêu nhà mình luôn nha. Bây giờ em thấy các chị vẫn đang lên số, gọi là đang đoán giá tiền nè. Cái này là một lát nữa là bây giờ này mình chơi game là còn mình còn một cái phần quà tặng gì nữa ta? Mình còn cái tặng áo hay là tặng gì nữa không? Mình còn một cái chiếc áo lụa hả? Rồi mình còn một chiếc áo lụa nữa nha. Em sẽ tặng thêm mọi người một cái chiếc áo lụa 2 dây nữa. Đó, thành ra bây giờ mình comment cho em là, hồi nãy em có báo giá chưa ta? Thôi bây giờ các chị cứ comment cho em thôi là áo lụa đi. Áo lụa đi mọi người ha. Mọi người comment cho em là áo lụa, tan thêm cho em 3 người bạn vào. Một lát nữa là khi mà cái lượt chia sẻ của mình nó nhiều rồi em sẽ tiếp tục tặng cho mọi người. Hiện tại là em thấy là chỉ có 309 lượt chia sẻ. Mọi người bây giờ mỗi lần tặng quà là phải cái lượt chia sẻ mình đã cao lên. 400 lượt chia sẻ giúp em Như tiếp tục tặng quà cho mọi người nha. 400 lượt chia sẻ giùm em. Còn bây giờ nè các chị yêu ơi. Rồi em chào Huyên nha, chào chị Thiều Huyên nè. Một lát nữa em tặng cho mình cái áo lụa 2 dây chị Phạm Thu. Bây giờ này cả nhà ơi, trời ơi không đặt cái áo váy này là tiếc lắm luôn á. Váy này lên cho các chị cái mã luôn là gì đây các chị ơi, BM1 dùm cho em nhé. Váy này là của em là mã BM1 dùm em, giá gốc là 455.000. Bây giờ em sale luôn cho mọi người cái trong váy này chỉ còn 129.000. Mọi người nghe không gọi là không lầm nha. 129.000 tin không mọi người? Phần sau kiểu nó sẽ có túi cho các chị yêu nhà mình luôn nè, xịn sò ghê chưa? Sẽ hai túi nha, hai cái túi xẻ này cả nhà, có túi thật luôn, không phải là túi giả nha. 129.000 cái váy này với một cái tông màu xám hoặc là tông màu cam đất giống như cho em Như. Đây mọi người nhìn cho em rõ cái chất liệu vải nè. Cái vải nó y chang như là vải bố cô tông á các chị. Rất là xinh, những cái đường sớ vải kẻ sọc thấy hiền rất là rõ luôn. 129.000 cái chân váy này của em. Bây giờ chị yêu nào mà bỏ lỡ cái này là rất là tiếc. Dạ đúng là BM1 giúp em nha. Còn đủ size số chân váy thì em còn đủ size số hết cho mình luôn. Chị yêu nào mà đặt hàng tranh thủ, BM1 này của em là còn SML. Còn áo thì cái màu da thì em chỉ còn hai size M với L thôi. Còn trắng với đen thì em còn đầy đủ size F, M và L luôn. Thật ra chị yêu nào mình đặt hàng, mình tranh thủ, mình lên đơn sớm cho em Như liền. Bây giờ chị yêu nào mình muốn chơi game, mình muốn tương tác gì thì mình cứ lên đơn liền cho em. Mình comment nhiệt tình giúp em. Còn áo là SM3 cả nhà. Áo là SM3 giúp em 149.000 nha. Đúng rồi, mọi người tương tác chia sẻ like giùm em. Rồi mọi người ơi, nhanh tay giúp em nha. Đó em thấy cái chị đang tương tác rất là nhiều. Dạ đúng rồi, SM3 cả nhà. Cái màu áo này thì em thấy là xinh, với cái phần cổ trên nó cũng sẽ kiểu bèo như thế này nè. Và nó sẽ có đường nhúng, tại vì khi mà có được cái thun này cả nhà, đó nó sẽ có thun này, rất là kiểu nó sẽ co giãn, nó không có bị khó chịu mọi người nha. Nó sẽ tạo độ xếp như thế này nè. Thì rất là kiểu như là mình có khuyết điểm nó sẽ che bớt đi. Ví dụ mình hơi gọi là hông mình nè, cái dục eo nhỏ nha, các những chị eo nhỏ mà là hông là to, hoặc là các những chị là mình không cái xương của mình nó bự á, thì các chị mặc lên nó hơi thô á, mình mặc những cái form áo này lên nó cực kỳ che khuyết điểm. Rồi chốt đơn cho em liền, có 149.000 ở cả nhà, thật sự rất là giá cực kỳ ưu đãi luôn. Cái giá này mà mọi người không mua là bao giờ, bữa nào mà em nói thật, mọi người đến cửa hàng hay là mọi người xem ở ngoài live là cái giá tới 325.000 một chiếc áo như thế này. Còn cái chân váy của em bây giờ em sale cho mọi người 129.000, nó chưa bằng một cái áo phông bình thường. Bây giờ mọi người mua một cái áo phông bình thường thôi nha, chứ nó không nói là hàng thiết kế luôn á, là cũng đã phải rơi vào 160-170 một cái áo bình thường rồi. Còn đây là hàng thiết kế của nhà mát mọi người ơi. Mọi người hãy nhớ kỹ cho em, hàng thiết kế của nhà mát với những chất liệu vải là toàn là hàng tuyển không mà mọi người. Phải trải qua bao nhiêu vòng mới đến được cái cho mọi người á. Mà giá có 129.000 à, thiệt sự em không tin luôn.
BM1 giúp em. Đây hiện tại em thấy các chị đang lên đơn cho mã áo rất là nhiều này, 149.000 SM3. Ba tông màu giúp em như mọi người cho em xin cái màu nha. Màu đen, màu trắng với lại tông màu da giúp em nha cả nhà, màu kem á cả nhà. Đây xinh quá trời. Màu da này em còn có hai màu là màu kem á, còn hai màu là hai size chứ, là M với L thôi. Còn trắng đen em còn đầy đủ size, chị yêu nào mình đặt hàng mình tranh thủ mà để lại cho em mã kèm màu kèm số điện thoại liền. Rồi váy này hai màu nữa cả nhà. Đây hai màu này thì em thấy là trời, cái màu này nhìn xinh cái chị ha, cái màu xám xám nè. Tại vì cái màu xám rồi đi kèm với cái đai màu đen này nhìn nó cũng lạ nữa. Hai tông màu này mọi người mặc cái kiểu nào nó cũng xinh á, màu xám thì nhìn nó sẽ trẻ trung hơn, có tông màu cam thì nhìn nó sang, nó đẹp hơn, nó tay hơn á các chị. Mình đặt hàng mình để là cho em nhanh tay liền. Giá rồi BM1 là 129.000. 129.000 cái chân váy này em thật sự nên lái cho em hai váy. Mình mua về mình cho mình mặc này, mình có thể tặng cho em của mình mặc đi học cũng được. Hoặc là khi mà các chị á cho mẹ mình mặc cũng xinh, ví dụ mẹ mình thì mình lái cho em cái tông màu cam đất nha, mẹ thì mình cho nó sang lên đó, thì lấy cho em cái tông màu cam đất thì mặc nó sang hơn được không mọi người. Còn với tông màu xám của em thì mặc nó trẻ trung hơn, để cho mình có thể đi chơi nè, mình đi làm công văn công sở phối cho em cái sơ mi trắng. Đó là một cái set đồ rất là basic nhất cho các chị rồi. 129.000, mình mua hàng của nhà máy thì mình đừng có lo về chất liệu. Đến cái giá ngày hôm nay thì các chị nhiều khi các chị mua ở cửa hàng cũng bao giờ có cái giá này, mà sale rẻ nhất cũng không bao giờ mà sale tới cái giá mà một ít ít như thế này nha mọi người nha. Để em nói là cái chương trình là mà mọi người là mua nè, hóa đơn của mình trên 495.000, em như được tặng thêm cho các chị một cái voucher 50.000. Hóa đơn của mình là 695.000, em sẽ được tặng cho mọi người thêm một cái voucher 100.000, và voucher này sẽ được giảm giá trực tiếp trên tổng bill của các chị yêu nhà mình. Hóa đơn của mình mà 995.000 thì các chị sẽ được tặng thêm một cái voucher trị giá 200.000 đồng, và cái voucher này sẽ được áp dụng giảm giá trực tiếp ngay trên cái tổng số bill của mình, được không nè. Và hóa đơn của mình mà trên 300.000 đã được free ship rồi, xuất sắc chưa. Quá trời ưu đãi như vậy mà mọi người chưa đơn đơn cho em là buồn lắm luôn. Ai váy cái quần trong không em? À, lo đứng tư vấn không, không đọc comment được. À, váy này không có quần trong nha chị yêu nhà mình. Váy này thì em như không có quần trong, nhưng mà cái form của em nó hơi a nhẹ nè, nó không có kiểu như là form xòe. Nếu mà cái váy này nè, nó là váy mà lụa nha, thì nó tung bay phất phới này nè, là nhà mát may luôn cho mình một cái lớp lót hoặc là quần bên trong liền. Còn với cái chất liệu bố cô tông này nó không có dễ bay đâu mọi người yên tâm, thành ra là nhà mát không có cần phải may lớp lót. May lớp lót bên trong mặt nó nóng, nó bí bách chị em mình không có được cái gì hết trơn á mọi người yên tâm cho em. Cái nào mà cần lớp lót, cái nào còn quần bên trong thì nhà mát sẽ may. Còn nếu mà những cái mẫu này nè, em thấy là không có cần phải làm cái quần á, em thấy là bên trong vẫn có một cái gọi là cái vải nó không có bị mỏng, thì mọi người cũng không sợ là bị lộ gì hết trơn đó nha, yên tâm cho em. Còn nếu các chị yêu nhà mình thích sự an toàn hơn, đó mình muốn giữ nè, đó thì mình mặc cho em thêm một cái quần bảo hộ bên trong cho em. Đó thì ai đâu mà thấy được cái gì, đúng không cả nhà ơi, không sao hết trơn á, yên tâm giúp em nha. Rồi 2 giây cuối cùng cho mọi người chốt cái này rồi em qua mẫu luôn các chị yêu nhà mình nha. Áo là SM3, em thấy có chị chưa có số điện thoại. Không thể nào em như gọi điện tâm tình với các chị được đâu. Em chỉ gọi để em chốt đơn thôi, em không dám tâm sự với mọi người đâu. Cho nên mọi người yên tâm lên số điện thoại cho em Như. SM3, còn áo là BM, chân váy là BM1 dùm em, với giá 129.000 và 2 tông màu. Đây em show màu lại rồi em Như chuyển qua mẫu tiếp cho các chị yêu nhà mình nha. Rồi lên đơn cho em nha mọi người. Em qua mẫu đi ha mọi người. Cho chị Hòi qua mẫu luôn. Trời ơi, chị Hòi đang mặc cái set vest rất là đẹp luôn á nha các chị. Thay thử vest đi. Bây giờ là mời chị Hòa sẽ qua cho mọi người một cái set vest, một cái set mà nãy giờ các chị hỏi là ngày hôm nay có lên vest không, mà bây giờ lên nguyên một cây luôn mọi người ơi, cả áo blazer, cả một cái set luôn. Và các em thấy cái này rất là đẹp này, cái giá cực kỳ hấp dẫn luôn. Chị yêu nào mà nãy giờ chờ đợi thì phải tập trung xem cho em cái set này nha. Còn cái set này của em thì chị nào mà ưng ý thì tranh thủ chốt liền cho em tặng luôn á mọi người. Cái đai này tặng kèm luôn nha. Cái đai này nè các chị, mình về mình tháo rồi ra mình phủ cho em nhiều kiểu cũng được luôn. Ví dụ các chị nè, đơn giản một cái sơ mi phủ cho em cái đai này là cũng được rồi. Em xin phép qua mẫu nha cả nhà ha. Rồi ok, bây giờ Hoài sẽ qua một cái set vest các chị mình rất là sang nha. Chị nào mà cần một mẫu vest này có thể mặc đi chơi, đi làm, đi kể cả là cho em Hoài dự tiệc này, hoặc là mặc bình thường hàng ngày cũng được, thì lấy ngay cho em Hoài cái set vest này luôn. Hiện tại thì em set này Hoài đang bán rồi, và kể cả bán nguyên set thì cũng các chị mình cũng có thể chốt luôn nha. Mẫu này Hoài đang lên mức giá các chị mình nhá. Em này lên mã cho em Hoài sẽ là BL1 các chị mình. BL1 là mẫu áo blazer của Hoài đang mặc, có mức giá là 455.000 nha. 455.000 và đang giảm trực tiếp cho các chị mình, chỉ còn chị em Hoài đó là cái mẫu này chỉ còn cho các chị mình là 129.000, hình như em có lộn ta. 400
à không phải, cái mẫu này sai các chị mình ơi, BL1 là 675.000 và đang được giảm trực tiếp còn cho các chị nhà mình, đó là 349.000 nha. 349.000 cái mẫu của Hoài đang mặc. Còn cái mã sản phẩm của Hoài đang mặc sẽ là QL1 nhá. QL1 mức giá gốc là 525.000 và em đang giảm tiếp còn 299.000 các chị nhá. 299.000 cho em Hoài một chiếc quần và một chiếc áo cho em là 349.000 ạ. Hiện tại thì mẫu này Hoài đang có tới tận cho các chị mình, áo vest thì có tới 2 màu nha. Áo vest blazer thì Hoài có 2 màu cho mình, đó là màu đen, màu xanh này và cái màu này sẽ là màu nâu ạ. Màu xanh và màu nâu. Còn quần thì Hoài đang có thêm cả tông màu đen này các chị nhá. Quần em có màu nâu, màu em đang mặc màu xanh và màu cuối cùng sẽ là màu đen. Set này thì thực ra là áo blazer có thêm màu đen nữa mà hình như là đang hết hàng rồi các chị mình ơi. Bây giờ Hoài sẽ báo size các chị mình luôn nhá, tại vì cái mẫu này hình như là đang lẻ size rồi các chị mình ạ. Rồi chờ Hoài một xíu nha. Cái em áo của Hoài đang mặc thì chỉ còn duy nhất cho em Hoài đó là size M thôi các chị ơi. Áo chỉ còn duy nhất là size M thôi, còn quần thì đang có đầy đủ size nha. Size số sẽ có các bạn nhân viên nhà em tư vấn cho mình ạ. Các chị lưu ý giúp em Hoài, quần có đầy đủ size và sẽ có 3 màu chị em, xanh này, nâu và màu đen. Quần cho em lên form baggy các chị mình rất là đẹp. Phía dưới có phần lật lai cho mình nha. Chất liệu cho em Hoài đều là chất tuyết thun ạ. Áo blazer có lớp lót bên trong, có độn cầu vai cho em Hoài luôn nhá. Cái form này em lên mức giá các chị mình đó là 349.000 các chị ha. Hai màu giúp Hoài đó là màu xanh em đang mặc rất là lạ này, và tiếp theo đó là cái tông màu nâu rất là sang cho các chị luôn. Áo lụa của Hoài đang mặc có bán luôn, chị nào quan tâm màu áo lụa thì mình chốt mã cho em Hoài luôn nhá. À, cái màu áo lụa này mã gì chị ha? KM169 hả? À các chị mình nếu như mà mình thích cái áo lụa Hoài bên đang mặc bên trong, mình comment cho em là KM169 nha. KM169 với mức giá cho em Hoài đó là 162.000, 163.000 đấy chị nha. 163.000 cái áo của Hoài đang mặc bên trong là áo lụa. 169 à, 169.000 các chị mình ơi. 169.000 nha, KM169 kèm thôi cho em Hoài ạ. Mình thích mẫu này là mình chốt ngay cho em. Vậy là Hoài đang lộn một kéo bột áo cardigan mới là 163.000, còn em này 169.000 nha. Áo này lên cho em Hoài là KM169 kèm thôi cho em Hoài là được các chị mình ha. Còn chị nào thích cái set vest của Hoài đang mặc thì nhanh tay comment cho em là BL1 cộng với QL1 kèm thôi cho em để được chốt đơn hàng thành công ạ. Để Hoài sẽ đọc comment của các chị mình này. Các chị mình mà thích vest các chị mình là phải sở hữu ngay cho em cái dáng này. Tại vì cái em này là kiểu dáng blazer ấy thì nó không có bị già và không có kiểu như bị đứng form quá. Mình mặc hàng ngày cũng được, mặc đi chơi cũng được, mặc đi làm cho em Hoài cũng được. Form size rất là dễ mặc các chị nhá. Nên là mình thích mẫu này là mình phải lên đơn ngay giúp em ạ. Rồi size số thì nhà em vẫn đang còn đầy đủ cho mẫu quần, nhưng mà áo thì em hết rồi. Áo chỉ còn duy nhất size M à. Bây giờ mà đang lẻ size rồi mà mình không chốt là em nghĩ là hôm sau mình sẽ không có cơ hội sở hữu ngay em này đâu ạ. Mình thích mẫu này thì mình nhanh tay chốt đơn nha. Lên mã sản phẩm nhớ bổ sung số Hoài cho em Hoài ạ. Rồi các chị mình ơi, áo lụa này các chị mình thích áo lụa lên màu cho em Hoài nha. Áo bên em thì có 2 màu thôi các chị ơi. Hiện tại là áo vest em chỉ còn 2 màu, đó là màu xanh và cái tông màu em đang cầm là màu nâu các chị. Nâu kiểu sữa sữa rất là đẹp nha, nâu tây cực kỳ luôn. Mặc lên hồng có kén da đâu các chị mình ơi. Và cái form blazer các chị xem giúp em này. Form này blazer khá là rộng nha, không phải là kiểu dạng vest đứng đâu, nên các chị mình không sợ mang mẫu này lên bị già hay là bị đứng tuổi chị em nha. Túi hai bên thì sẽ là túi thật các chị nhá, túi thật hóng vai túi già ha. Form này kết hợp trên một cái túi này với một cái đôi giày trắng trắng như này là mang đi tiệc đi chơi đẹp rồi. Chị nào mà đang cần những cái sản phẩm mà ví dụ như mình mặc đi xin việc cũng được cho em Hoài thì lấy ngay cái sản phẩm này giúp em nha. Lên mã sản phẩm bổ sung số Hoài giúp em Hoài ạ. BL1 349.000 áo vest, quần sẽ là QL1 299.000. Tính năng nguyên cành này quá mềm luôn các chị ơi. Cái cành này bình thường là đã là 1.7 triệu rồi nha, nhưng hôm nay giảm trực tiếp cho các chị mình chỉ cần 600.000 thôi. Tầm 670 thôi là đã mua được cái set của Hoài đang mặc rồi. Thì tại sao mình không chốt đơn các chị ha? Size số nhà em vẫn còn đủ cho mình trên mẫu quần thôi ạ. Còn áo thì em lẻ size rồi. Là chị nào mà tầm 50 tới 55 cân thì mình tranh thủ mình chốt mã áo trước nha. 50 tới 55 cân thì mình chốt mã áo trước cho em Hoài để có ngay mức giá giảm ạ. Hiện tại lượt chia sẻ của mình chưa có tăng đâu các chị ơi. Nếu như lượt chia sẻ mình tăng thì xíu nữa cuối live Hoài sẽ tiếp tục tặng quà cho các chị nha. Là mình cố gắng là tương tác cùng em thật nhiều. Sản phẩm phía sau vẫn còn cho các chị mình một cái set nữa, nhưng mà Hoài sẽ tranh thủ chốt mẫu này nhanh. Sau đó thì mình sẽ lên một set nữa và mình sẽ tiếp tục review cho các chị mình nhá. Hôm nay thì mình sẽ dành tầm 10 phút cuối live để em Hoài review lại tất cả các mẫu sản phẩm, nên là chị yêu nào mà đang ở trong livestream ấy, mình cố gắng nắng lại ở trong livestream cùng Hoài tới cuối nha. Rồi mẫu này thì bây giờ Hoài sẽ chỉ chốt cho mình đó là 2 phút cuối cùng nữa thôi các chị mình nhá. 2 phút cuối cùng nha, nên là mình tranh thủ mình chốt nhá. Rồi ok các chị yêu, bây giờ thì Hoài sẽ canh thời gian ạ. Bây giờ phút 38 rồi, phút từ 40 Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu này. Và chị nào cần tư vấn thì cứ comment Hoài sẽ tư vấn kỹ. Áo lụa bên trong là áo 2 dây các chị nhá, áo 2 dây. Cái mẫu này đầu live Hoài đã tặng cho các chị mình một cái món quà là áo lụa này rồi đấy ạ. Nhưng nếu như các chị nhà mình muốn mua sản phẩm này thì cũng có thể mua được. Tại vì cái KM này
cái mẫu camo này thì em chỉ chốt cho các thì mình với mức giá đó là 169.000 thôi. Là mình thích cáo lụa thì mình cứ comment cho em là mã camo đúng chị ha. KM169 kèm số hại cho em Hoài là chốt ngay áo lụa. Áo lụa em vẫn còn đầy đủ size và có rất là nhiều màu nha. Áo lụa em có cực kỳ nhiều màu luôn. Chị nào thích mẫu này thì mình cứ để lại trên mã sản phẩm đi, size số các bạn nhà mình sẽ tư vấn sau. Để em Hoài sẽ để một phút để giới thiệu kỹ là cái set này cho các chị xem này. Cái em áo này các chị, Hoài thấy đặc biệt nhất là cái phần áo vest của nhà em này. Đây là cái phần cách điệu của phần tay nha. Không phải vest nào cũng có các chị mình. Cái này là phải hàng thiết kế kiểu như riêng biệt luôn ấy, thì nhà em mới có cái mẫu kiểu này. Túi thật giúp em, form cho em Hoài, form quần baggy phối với cho em là cái áo blazer form dáng rộng này. Phần tay cách điệu giúp em Hoài là phần rúm ở bên trong. Các chị thấy ít khi mà có những cái thương hiệu làm cái mẫu tay kiểu này lắm các chị. Tại vì vest nó bình thường rất là đứng, mà đứng quá đôi lúc là mình kén người mặc các chị. Cảm giác là mặc lên nó bị đứng quá nhiều chị. Ví dụ như bạn nào mà nhìn mặt xinh xinh kiểu dễ thương, kiểu như mặc vào thì nó sẽ không sợ bị lớn. Nhưng mà ví dụ chị nào mà có nét rất là sắc nha, mình mặc vest mà mình sợ đứng tuổi ấy, thì những mà cái trường hợp mình cần là đứng tuổi thì mình sẽ đứng tuổi. Nhưng mà bình thường mình mặc đi chơi, mình rất là ngại mang vest đúng không ạ? Mang vest mình sợ là nhìn mình bị già. Nhưng mà vest này cách điệu và kết hợp cho em Hoài theo phong cách là hiện đại, là không có sợ bị già nha. Mặc lên rất là trẻ luôn. Chị nào thích mặc cho em Hoài những cái tông màu tươi tươi lạ lạ một xíu, mình lấy ngay cái màu xanh của Hoài đang mặc này. Màu xanh này là ít shop có lắm các chị. Lên ngay mã sản phẩm cho Hoài nha. Bổ sung mã sản phẩm kèm thoại cho em Hoài ạ. PL1 cộng QL1 để chốt nguyên set. Lưu ý giúp Hoài áo chỉ có size M thôi nhá. Bây giờ chắc thì Hoài sẽ để như qua mẫu luôn các chị nhà mình ha. Hoài để như qua mẫu nha. Số ok, bây giờ thì em sẽ lên tranh thủ là lên mẫu khác cho các chị mình nhá. Bây giờ thì còn một mẫu cuối nữa, sau đó Hoài với Như sẽ tiếp tục là review lại tất cả các mẫu sản phẩm ở trong line để các chị mình sẽ dễ dàng chốt đơn hơn ạ. Dạ đúng rồi. Bây giờ là em Như qua cho mình một cái set. Cái set này mặc lên rất là sang luôn. Em đảm bảo các chị nhà mình mặc lên nó còn sang hơn em rất là nhiều. Tại vì các chị biết sao không? Nhìn cái quần này mọi người, từng cái vân vải của mình nó lên cực kỳ đẹp. Mà cái tông màu này kiểu cái tông màu vàng mà vàng đồng đồng á các chị. Những cái vân nó lên màu vàng vàng đồng đồng. Và cái tông này em mặc cả một cái set là cái màu kem, một cái màu da rất là sang chảnh. Riêng về cái set này, về cái độ đẹp và cái độ chịu chơi á, là không có ai qua được cái set này. Chị em nào mà bỏ lỡ cái set này là rất là đáng buồn, thật sự chốt liền cho em. Tại vì em báo cái giá ra là các chị phải bùng nổ đơn, em nói thật. Em báo giá ra là các chị chốt liền cho em Như nha. Riêng về cái mẫu này không chốt là em Như giận. Em Như giận á mọi người à, đẹp lắm luôn. Mã sản phẩm SM4 là cái mã áo em đang mặc trên người, giá gốc 425.000. Nhà mát bây giờ sale cho các chị nhà mình chỉ còn bao nhiêu? 119.000. Tin được không? 119.000 áo này, 119.000, nghe kỹ giùm em nha. Hai cái bên phần vai của mình kiểu nó cái cọc này, nhưng mà nó kiểu như là cọc vuông kiểu đứng như này nè, đang cực kỳ hot hit. Và cái chất vải này là cái chất vải lụa nha mọi người nha, vải lụa mà kiểu như là rất là mềm, cực kỳ mát và không có bị nhăn. Để em xem thử áo này, áo có đúng một tông màu. Áo em có đúng một tông màu duy nhất thôi, với cái tông màu da cực kỳ. Cái màu này kiểu màu nâu nâu da da, các chị mặc rất là sang. Cái phần vai kiểu nó sẽ bèo bèo ở trên cổ mình rất là đẹp ha. Còn chiếc quần này của em, một cái kiểu quần short mà em nghĩ là các chị không thể nào mà thiếu được đâu. Cái tông màu quần này là kiểu màu kem của em luôn, nhưng mà nó sẽ có những cái vân. Và cái vân đó nó cảm giác như là màu vàng đồng, nó rất là xinh ha. Chị Vân Nguyễn hả? Rồi, tại vì bữa giờ em thấy chị Vân Nguyễn có chơi game mà chưa trúng nha. Nha, chị Vân Nguyễn là tương tác rất là tốt luôn nè. Để em xem nữa, một lát nữa là em còn một cái phần quà nữa. Nếu mà cái chị yêu nhà mình nào mình tương tác nhiều là em xin phép là tặng cho chị đó luôn nha mọi người nha, tương tác nhiều giùm em. Đó, chị Vân bữa sau vào là, tại vì ngày mai em vẫn like cho mọi người nữa vào khung giờ 19:30. Mai này thứ hai, thứ ba, thứ tư em vẫn like cho mình là 19:30. Mọi người nhớ canh vào cái khung giờ để mình vào mình xem like. Tại vì cái live stream nào của nhà mát cũng có game hết đó mọi người. Mà chơi game là em Như chơi hăng hái lắm, được cái gì mà tặng quà là em Như thích lắm mọi người. Đúng không, em xem live mà em thấy chơi game là em cũng nhào vô em chơi với mọi người liền. Bây giờ nè, một lát nữa thì đợi một xíu để mọi người vào đông đông chơi game. Một lát nữa em còn tặng tiếp một phần quà. Còn bây giờ chốt đơn cho em cái áo này SM4 119.000, một tông màu duy nhất. Nghe rõ mọi người ơi, mọi người nghe rõ em Như nói không mọi người? 119.000 cái áo lụa như thế này mà mọi người bỏ lỡ rất là đáng tiếc. Còn chiếc quần của em với ba tông màu giúp em, ui cái màu này lạ lắm luôn nè. Màu này em đảm bảo chỉ có riêng nhà má có thôi, không bao giờ có. Em thấy là nhiều chỗ không bao giờ có màu này. Cái này là QS1 cho em mã sản phẩm. Em còn hai size, em S với M thôi. Áo thì em còn size M với L, còn quần là em còn hai size S và M. Mọi người nghe rõ giùm em nha. Khoảng tầm 54 cân đổ về mình chốt giùm em cái quần này.
giá gốc 455, bây giờ sale cho mọi người đồng giá luôn, là cái này là còn 199.000 cái quần này của em. 199.000 cái quần này y chang cái vải gấm Tata, y chang cái vải gấm mà gấm lụa chứ, gấm mà kiểu như gấm mềm á mọi người, gấm lụa đó. Mọi người nhìn cho em cái vân vải nè, đẹp cho mọi người, sang xịn mịn. Chỉ có hàng thiết kế mới lên như thế này, chỉ có hàng thiết kế dùng cho em Như nha. Và đặc biệt chỉ có nhà mát mới lên cho mọi người với cái tông màu hồng tím. Màu hồng tím chứ không phải là màu tím liệm tìm sim nha cả nhà. Cưng dễ sợ, 199.000. Cưng dễ sợ cưng luôn nha cả nhà ơi. Đây coi cái nút của em nè, cái nút xịn sò chưa. Nút này cũng chỉ là em thấy là hơi bị đẹp nha. 199.000, còn size S, size M, QS 1 cho em Như. 455 sale còn 199. Mọi người ơi, chốt đơn nè. Rồi 1 phút 30 giây, em Như xin phép chốt 1 phút 30 giây thôi nha. Sau 1 phút 30 giây chị nào mua em vẫn chốt nữa. Chứ không lẽ em người mua mà em không chốt. Em nói cho mọi người lên đơn nhanh giùm em, cho mọi người lên chọn, em sợ là nó hết size thôi chứ không có gì hết trơn á. Cái này nó bị lẻ size nha. SM 4, cái áo của em còn 2 size M với L, nhưng mà size S bon chen thoải mái cho em, tại vì em Như đang mặc size M, mọi người thấy vẫn đẹp bình thường đúng không. Đôi khi mọi người thấy em tự khen, em hay tự luyến nha mọi người. Mình phải tự khen mình trước, mình phải tự tin trước, rồi còn ai khen hay không thì từ 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 tính sau ha. Rồi bây giờ nè, áo này mọi người tranh thủ đó, mọi người đang đặt áo quá trời, chị nào chậm tay hết, em nói thật, chị nào chậm tay là hết. 119.000 nè mọi người, cái áo lụa của em như thế này, mọi người thấy cái độ bóng không, mà cái cổ khi mà nó sẽ nhúng như này là nó sẽ có được chip ly á, nó nhúng cái chip ly như này, nó lên phòng nhẹ điểm nhấn ha. Rồi chiếc quần này là quá xịn sò. Bây giờ là em Như trong cái lúc mà các chị chốt cái này thì em sẽ lên lại tất cả các sản phẩm từ đầu like tới giờ mà em Như với chị Hòa đã like, cho những chị yêu nào mình vào sau mình chưa có theo dõi được cái like, mình xem lại giúp em, mình xem cái mã, mình xem cái giá tiền rồi mình chốt đơn liền cho em Như nha. Rồi ok, bây giờ thì Hoài sẽ đồng hành cùng Như và mình sẽ dành ra vài phút cuối live này để mình review lại tất cả các mã sản phẩm, nhưng mà nhà em vẫn chốt những cái mã sản phẩm mà Như và Hoài đang mặc nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ lên luôn cái mẫu đầu live các chị mình nhá. Đây mẫu đầu live này, mẫu đầu tiên sẽ là SM1 các chị mình nhá. SM1 này em đang có mức giá là 495.000, giảm trực tiếp trong live stream chỉ còn 199.000 thôi ạ. Đang có đầy đủ size và một màu duy nhất cho Hoài là màu đỏ nhá. Để Như giơ lại đây là một sợi, em đứng lại đây một xíu cho mới thấy được này. Rồi ok, lên cho em SM1 kèm thoại các chị yêu ha. SM1 kèm thoại cho em Hoài là 199.000. Rồi Hoài lên mẫu tiếp theo nhá. Em này mã sản phẩm cho em Hoài sẽ là VM1 các chị. VM1 là mã chân váy bao gồm cho Hoài hai màu, đó là màu trắng và màu đỏ này. Chất liệu siêu đẹp luôn nha. Có đầy đủ 3 size giúp em, đó là size S, size M và size L. 455.000, giảm trực tiếp còn 299.000. Đẹp xuất sắc luôn nha. Tất nhiên mình nhớ là chia sẻ livestream giúp em này để chốt ngay mức giá sale, và thích mẫu nào chụp màn hình qua gửi qua inbox cho nhà em cho thật nhanh nhá. Tại vì trong cuối live thì Hoài với Như chỉ review lại xương xương thôi. Nên các chị thích mẫu nào là mình chốt luôn cho em Hoài ạ. Rồi tiếp theo là cái mã áo lụa của Như mặc nha. Mã áo lụa của Như mặc với mã sản phẩm cho em là AN1 nhá. Màu xanh lá. Đúng rồi, AN1 là cái mẫu này, mã xanh lá cho em chỉ còn size M và size L thôi. Còn màu da thì còn duy nhất là size L à. Mức giá giảm của em này là 275.000, giảm trực tiếp còn 119.000. Và mức giá rất là mềm nha. Chị nào quan tâm mẫu này lưu ý giúp Hoài. Màu xanh lá còn size M và size L, màu da còn size L thôi các chị mình ha. Áo em Như đang mặc là SM4, 119.000. Chị nào chưa đặt hàng nhanh tay giùm em, số lượng còn ít đó các chị. Đây tiếp tục là cái mã chân váy tiếp theo các chị mình nhá. Mã chân váy tiếp theo của Như mặc này, mã này thì Như đã lên rồi các chị mình nhá. Em này lên cái này là FA1 các chị, với chất liệu cho Hoài sẽ là bố cáp, 455.000, giảm trực tiếp còn 190, cái mẫu này là còn là 299.000. Mẫu này nhá, còn đầy đủ size luôn. Chị nào thích mẫu này chốt cho em là FA1 kèm số điện thoại giúp em. Nếu như mà mình nghe mã hỏng kịp á, mình có thể chụp màn hình gửi qua inbox cho nhà em cũng được các chị mình nhá. Cứ chụp màn hình gửi qua inbox nhà em sẽ tư vấn kỹ các chị mình ạ. Rồi tiếp theo lên một chiếc đầm rất là đẹp này, MV1. Xinh quá. MV1 với mức giá chị em Hoài đó là 825, giảm trực tiếp còn 399.000. Có size số cho mình còn duy nhất đó một size thôi các chị ơi. Còn duy nhất một size M nha. Còn lại là nhà em hết size rồi. Một chiếc đầm rất là xinh nhưng mà tiếp sau là nó hết lẻ size rồi. Bây giờ 399.000 các chị sở hữu ngay đầm này cho em với mức giá chỉ có duy nhất cho mình trong livestream thôi nhá. Nên là mình cố gắng mình chốt đơn luôn ạ. Đây Hoài sẽ lên cái mẫu áo tiếp theo các chị mình. DK1 ạ. DK1 với mức giá chị em là 425.000, giảm trực tiếp còn 199.000 nha. Hai màu giúp em đó là màu be và màu hồng. Em này vẫn còn đang đầy đủ size đấy ạ. DK1 kèm số điện thoại cho em Hoài các chị nhá.
Rồi ok, mình lên mẫu tiếp theo các chị ha. Tổng cộng là hôm nay cũng có khá là nhiều mã sản phẩm các chị mình, ôi chắc là phải tầm gần 20 sản phẩm đấy ạ. Rồi Hoài lên một chân váy này, đẹp quá, màu xanh và màu đen các chị mình nhá. Chân váy cho Hoài sẽ có hai màu là màu xanh và màu đen. Các chị lên mã cho em Hoài sẽ là CM1 các chị mình nhá. CM1 với chất liệu cho Hoài là vải bố 395.000, giảm trực tiếp còn 169.000 ạ. Đây là mã CM1 các chị ha. Hai màu đen và màu xanh có đầy đủ size, mức giá cho em Hoài sẽ là 169.000 ạ. Rồi Hoài lên mã tiếp theo này các chị mình ơi. Em này lên mã cho em Hoài sẽ là CN1 nha. CN1 với mức giá chị em Hoài sẽ là 199.000. Em này chỉ có size S và size M thôi ạ. Một màu duy nhất cho Hoài là màu hồng nhá. CN1 các chị mình ha. Và Hoài lên mã tiếp theo các chị mình này. Như chắc... một cái máy. Rất là nhanh luôn. Như một cái máy, em như nghe còn không kịp luôn không mọi người. Các chị mọi người tập trung cho em nha. Em bỏ cái chân váy ra đi, sợ các chị mình là sẽ chụp kiểu như là nghe lộn ấy, không biết là mã chân váy hay là mã mình đang cầm ấy. Ý lại để vào đúng bên rồi, đúng rồi. Chỉ để vào bên kia đây một máy. Ok, bây giờ thì mình sẽ lên cái mẫu này. Tại vì em review là nhanh lắm các chị ơi, mình có thể nên là phải nghe kỹ giùm em nha. Hoặc là nếu như mà mình nghe mã không kịp á thì mình có thể là mình chụp màn hình gửi qua inbox cho nhà em. Tại vì trong bây giờ những phút cuối đấy em sẽ không có kiểu như là tư vấn sai kỹ các chị mình được, nên là mình cứ chụp màn hình gửi qua inbox cho nhà em hoặc là nghe mức giá thôi cũng được các chị mình nhá. Em này lên mã cho em Hoài này, em này sẽ là VN1 các chị mình ơi. VN1 có hai màu giúp em, đó là màu đen và màu trắng nha. VN1 với chất liệu cho em là bố phối ren rất là đẹp luôn ạ. 190 mẫu này chị em Hoài ạ, VN1 sẽ có mức giá chị em Hoài sẽ là 349.000 nha. 725 giảm trực tiếp còn 349.000. Chị em thích VN1 chốt ngay cho em, có đầy đủ size luôn đấy ạ. Đúng rồi mọi người ơi, nhanh tay giùm em. Cái áo của em đang mặc là SM4 nha mọi người, SM4. Ok, bây giờ mình sẽ lên một cái đầm này. Đầm này nãy rất là cháy đơn luôn các chị nha. Cái đầm này rất là đẹp, VC1. VC1 với chất liệu cho em là cô tông tơ màu vàng, còn duy nhất là size M và size L thôi, còn lại những mẫu khác có đầy đủ size nha. Đen và trắng có đầy đủ size, màu vàng chỉ còn size M và size L. 595.000 giảm trực tiếp còn 399.000 nhé. Trời, đầm này mà 399.000 thì hời quá các chị ơi. Đây giờ các tông màu các chị xem luôn này, màu vàng, màu đen và màu trắng giúp em nha. Lên ngay mã sản phẩm là VC1 kèm số điện thoại giúp em. Đầm sang lắm, đầm này lúc nãy là như có mặc rồi. Nếu như mình thích đầm này thì mình có thể kéo lại livestream mình xem lại giúp em cũng được nha. Mình có thể xem lại form dáng giúp em này. Và đây là cái mẫu deal siêu hời nhất ở trong livestream đấy ạ. 89.000 nha. 89.000 cho Hoài áo này. Lên em không bỏ vừa đưa đây, chị cất bên này trên này. Đấy, lên mã cho em Hoài nhá. Cái em này lên mã cho em Hoài sẽ là TN1 các chị mình ha. TN1 cho em có tới tận 3 màu để các chị săn. Đây. Nhưng mà cái mẫu này cho em là màu hồng thì bây giờ còn size S, size M và size L thôi, tại vì size S nãy Hoài chốt hết rồi. Còn màu xanh, màu đen và màu trắng thì chỉ còn duy nhất là size L thôi ạ. Size L cho Hoài màu đen và màu trắng, size M còn size S, size L không, size L và size M. Trời, chắc kiểu này các chị nghe cũng hơi loạn não, Hoài đọc lại nha. Màu hồng còn size M và size L, màu trắng và màu đen còn duy nhất size L thôi. 89.000 các chị mình nhớ. Giá gốc cho em là 199.000, giảm duy nhất còn 89.000, rất là đẹp luôn. Áo đêm đã mặc lên rồi đấy ạ. Rồi em lên mã quần cho các chị mình này. Quần lên mã cho em Hoài sẽ là QB1, hai màu cho Hoài đó là màu xanh đậm và màu xanh nhạt. Quần này có mức giá là 349.000 nha. 349.000 quần này. Chị yêu thích mẫu quần này nhanh tay chốt mã cho em Hoài sẽ là QB1 kèm thoại. Size số còn đầy đủ để các chị săn ạ. Đây, quần này lên ngay cho em mã sẽ là QB1 kèm thoại ha. Rồi bây giờ em Hoài sẽ qua mẫu này luôn nhá. Chị nào thích mẫu nào mình cứ chụp màn hình gửi qua inbox cho nhà em là nhanh nhất ha. Tại vì là những phút cuối này Hoài sẽ tổng hợp lên hết. Các chị nhà mình chỉ coi sơ thôi, sau đó mình sẽ kéo lại để mình xem nhà em lên form dáng như thế nào các chị ha. Cái giây phút này mới là quan trọng á các chị, tại vì sau khi mà các chị trong cái giây phút cuối cùng mọi người không đặt hàng thì nó sẽ hết nha. Đây, mẫu này là có một màu duy nhất cho Hoài là hai màu đỏ. Trắng đen, là hoa màu đen đỏ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lên mã là SM2 nha. SM2 cho em Hoài sẽ có hai màu đó là màu đen và màu đỏ. Màu đỏ chỉ còn size M và size L thôi nha. Màu đỏ chỉ còn size M và size L, màu đen có đầy đủ size. Ok, bây giờ mức giá của em này sẽ là 525.000. Giảm trực tiếp cho các chị nhà mình còn là 349.000. Các chị chờ em một xíu, giờ màu đen này các chị xem luôn nha. 349.000 mà áo này các chị mình nhá, rất là đẹp luôn ha. Các chị nhà mình cái mẫu này thường ra là chỉ có 299.000 thôi. 299.000 thôi chị yêu nha. SM2 299.000. Đem dơ màu đen các chị xem này, rất là đẹp luôn. Cái này là đây, của nó là lụa satin đó chị. Trời xuất sắc thật sự các chị mình ơi. Màu đỏ còn SM, còn màu đỏ còn ML, còn màu đen thì còn đầy đủ size luôn. 525.000 giảm trực tiếp còn 299.000 nhá. Rồi mẫu này mình qua mẫu luôn các chị ha. Em sẽ qua mẫu, thật là cố gắng qua mẫu. Ôi, rất là nhiều luôn á. Đúng rồi. Tính ra là hôm nay cái like này em như với chị Hoài lên like là rất là nhiều mẫu, mà chị nào mà bỏ lỡ cái like là rất là nhiều
sự hoa tiết rồi, tiếp theo cái váy này hình như có hai màu luôn. Ừ đúng rồi, có thêm màu vàng, chờ chị một xíu nha. Má chân váy này lên cho em Hoài, mã sản phẩm cho em sẽ là VB1 ạ. VB1 chỉ có 199.000 thôi. VB1 199.000 có hai màu để các chị săn này, màu vàng và màu xanh nhá. Các chị chốt mã VB1 kèm số điện thoại cho em Hoài ạ. Đẹp lắm, kem này đang có đầy đủ size hết các chị nha. VB1 kèm số điện thoại 199.000, hai màu giúp em. Và chất liệu này kiểu dạng cô tông lụa các chị, lụa lụa rayon. Rất là mềm luôn, bên trong có lớp lót, bên trong có lớp lót cho các chị nha. Rồi ok, bây giờ Hoài sẽ qua mẫu này. Chị nào mà thích màu xanh hoặc màu vàng mình có thể chụp màn hình gửi qua inbox cho nhà mác ạ. Rồi, dạ rồi. Hoài lên mẫu tiếp theo nha. Một mẫu đầm rất là xinh này. Đây, ôi, cái đầm quá. Xuông. Cái này bầu bì bon trên được cho Hoài luôn nha. Hoài lên mã sản phẩm này cho mình. Em này lên mã sản phẩm cho em Hoài sẽ là cái này là VB2 các chị mình ơi, VB2 với mức giá sẽ là 449.000. Đầm này thực ra mức giá của nó tới là 670 lận các chị mình ơi, 695 giảm xuống còn 449.000 là một mức giá rất là mềm. Là chị nào quan tâm mẫu này chốt ngay VB1 kèm VB2 kèm thoại cho Hoài nha. VB2 kèm thoại cho Hoài trên cùng một dòng comment để chốt ngay đơn hàng cho em mẫu này. Rồi Hoài lên tiếp mẫu tiếp theo này. Phía sau hôm nay tính ra thì các nhiều quá trời luôn, rất là nhiều luôn nha. Tiếp tục một mã áo này. Thì viết hoài luôn không thấy hỏi kết. Tại vì là mặc theo set nên là cảm giác nó nhanh. Nhưng mà thực ra lên từng sản phẩm thì rất là lâu luôn, nên các chị chờ em một xíu nhá. Hoài sẽ lên mã tiếp theo cho các chị mình này. Em này lên mã cho em Hoài sẽ là FM2 nha. Màu da còn size M và size L, còn lại màu đen và màu trắng còn đầy đủ size ạ. Mức giá của FM3 là 149.000. Trời ơi, 149.000 thôi. Kết hợp với chân váy các chị này, kết hợp với em chân váy này. Em chân váy này Hoài đang có hai màu cho mình nhá. Em chân váy lên mã cho em Hoài luôn nha. BM1 kèm cho Hoài ạ. BM1 cho em Hoài. S áo sẽ là SM3 là 149.000. Chân váy sẽ là BM1 129.000. Trời ơi, sao mức giá quá mềm quá ta. Trời ơi, cái mẫu này mềm lắm. Để xem nào, các chị mình đang lên đơn hay là đang có mân hỏi gì thì em sẽ trả lời các chị mình luôn này. Các chị mình thích chân váy này là chốt ngay nhá. SM3 đúng rồi. Mọi người đặt nhiều lắm luôn á. Cái mẫu này rất là hot luôn các chị mình ơi, mức giá siêu mềm nha. Chiếu thích mẫu này là nhanh tay chốt. Sao em phải vào cái dưới nữa cơ. Ừ đúng, ok. Lên mã sản phẩm kèm thôi cho em Hoài nha. Em đọc lại mã các chị mình ha. Em áo lên mã cho em Hoài sẽ là SM3, mức giá là 149. Chân váy sẽ là BM1 với mức giá sẽ là 129.000. Trời, cái set này giá mềm quá trời quá đất luôn đấy các chị mình ạ. Là xíu nữa mình nhớ là xem lại livestream mình thích mẫu nào thì mình chốt luôn nha. Và Hoài sẽ lên cho mình cái mẫu vest Hoài đang mặc luôn ạ. Đây là cái sản phẩm vest của em đang mặc nhá. Vest của em đang mặc này. Áo vest sẽ có hai màu và quần sẽ có cho mình tới 3 màu luôn. Áo vest Hoài đang có cái màu xanh của Hoài đang mặc và cái màu nâu nữa các chị mình nhá. Vest lên cho em Hoài là BL1 kèm thoại, chất liệu cho Hoài là tuyết thun. Có mức giá cho em là 349.000. Quần sẽ là QL1 với mức giá cho em Hoài sẽ là 299.000. Quần có 3 màu giúp em là màu xanh, màu đen và màu nâu các chị nhá. Mình thích mẫu này thì mình cứ chốt đơn cho em bằng cách là lên mã sản phẩm kèm số điện thoại cho Hoài trên cùng một dòng comment này. Size số sẽ có các bạn nhân viên nhà em tư vấn ha. Rồi tiếp theo mẫu cuối cùng thì chắc là cái mẫu của em đang mặc đúng không? Đúng rồi, cái mẫu của mẫu em Như đang mặc này. Bây giờ sẽ để Như giới thiệu luôn cái mẫu cuối nhá. Rồi cái mẫu em đang mặc là chiếc quần mà QS1 này là nãy là chị rất là đặt rồi, gọi là nhiều rồi. Bây giờ chị nào mà chậm tay á là mình cũng là đặt liền cho em Như luôn là QS1 199.000. Cái này là y chang là tách ta lụa, cái vải nó rất là đẹp. Từng cái gân 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 lên cực kỳ sang chảnh luôn. Em thật sự cái này là rất là đẹp luôn. Chị nào mà không mua là rất là tiếc nha. Rồi mọi người ơi, có nha chị Thư Mai nha, áo 89.000 có bán nha. Cái mã áo đó chị có gì kéo lại cái like xem lại giúp em. Em mới review lại á. Cái quần này là QS1 199.000, em còn đầy đủ là size là không, em còn size là S với M thôi. Còn với chiếc áo này em có đúng một tông màu duy nhất thôi, một tông màu này mã SM4 119.000. Cái áo này em nói thật với chị 425.000 mà sale còn 119.000 nè. Còn hai size M với L cái giá cực kỳ mềm. Chị nào chưa đặt đặt lẹ cho em Như. Bây giờ thì em với chị Hoài đã lơ gọi là review lại hết tất cả các sản phẩm từ đầu tới cuối rồi. Chị yêu nào mình chưa đặt được hay là mình còn đang thắc mắc cái gì, mình tranh thủ mà đặt liền giúp em. Rồi, mình không nghe kịp mã hay là gì đó, mình có thể chụp màn hình gửi vào inbox giúp cho em Như. Bây giờ thì cũng đã kết gần gọi là bây giờ chuẩn bị offline rồi. Thì em Như với lại chị Hoài có một đôi lời nhắn gửi đến mọi người. Đó là buổi tối chúc mọi người ngủ thật ngon nè. Cảm ơn tất cả các chị đã xem live của em Như với lại chị Hoài. Thì không biết là chị Hoài có muốn nói gì với mọi người không nè. Rồi, các chị mình ơi, đầu tiên thì Hoài và Như đã gửi lời chúc ngủ ngon rồi các chị mình rồi. Nhưng mà ngày mai thì em sẽ vẫn có cái khung giờ live tiếp theo các chị nhà mình, đó là 19h30 nha. 19h30 tối mai nhà em sẽ có tiếp tục một livestream mới với cái mức giá giảm rất là nhiều trên sản phẩm này và sản phẩm hot rất là nhiều. Nên mình nhớ là theo dõi trang page và bật thông báo xem livestream của nhà em hàng ngày để cập nhật những mẫu mới nhất của nhà mác nha. Hiện tại thì bây giờ thời lượng livestream của nhà em cũng kết thúc rồi. Chắc là Hoài và Như sẽ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị nhà mình vào những livestream tiếp theo của nhà mác nha. Rồi bye bye tất cả các chị yêu nhà mình nha.